Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện HPT Channel. Các bạn thân mến, Hà Thu ngày hôm nay sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện ngôn tình siêu hài ước và đáng yêu có nhan đề Cô vợ sắp đặt. Câu chuyện kể về một anh chàng được mẹ sắp đặt cho cuộc hôn nhân với một cô gái tính tình rất trẻ con, rất còn ít, thế nhưng đôi lúc cô cũng rất dịu dàng, thục nữ. Dĩ nhiên là anh không ưa gì cô gái này, ngay từ khi mới gặp nhau, họ đã khắc khẩu và không ai chịu ai hết. Họ giống như là oan gia ngõ hẻm vậy. Thế nhưng chớ trêu thay, định mệnh vẫn còn trêu đùa hai người. Trong rất nhiều tình huống giờ khóc giờ cười. Mà những tình huống này chắc chắn sẽ đem lại cho các bạn những người nghe những giây phút thật sự thoải mái. Và kết thúc của câu chuyện sẽ như thế nào? Các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện ngay sau đây nhé. Và cảm ơn các bạn đã ấn like ủng hộ, ấn xe chia sẻ cho bạn bè cũng như cũng như subscribe kênh truyện HPT Channel để có thể nhận những chuyện mới của kênh cũng như ủng hộ cho Hà Thu và tìm kênh truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Mẹ à, đây là lần cuối cùng con nói cho người nghe. Tiệc xe mắt đêm nay, con sẽ không đi đâu. Thần là tổng giám đốc của công ty khoa học kỹ thuật hoàn tinh. Hàn Quang Lỗi sinh ra đã có một gia thế bối cảnh rất tốt khiến cho rất nhiều người ao ước. Hơn nữa, năng lực của anh lại hơn người, cùng với gương mặt tuấn khốc làm cho biết bao nhiêu cô gái hâm mộ. Không thể nghi ngờ, anh cũng là người khiến cho giới truyền thông thường xuyên nhắc đến, cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim nhất trong lòng các cô gái. Chỉ tiếc là thiên tri kiêu tử Thủy chung không chịu kết hôn. Điều này khiến cho cha mẹ của anh cùng với những người trên dưới của hàng ra thật sự rất lo lắng. Ngòi nổ bắt đầu khi mà các người em họ trong gia tộc một đám đi vào lễ đường tiện đà còn làm ra mạng người nữa mà tâm ý không thay đổi của Hàn Quang Lỗi liền trở thành nam tử duy nhất chưa kết hôn trong gia tộc sự tình cũng bắt đầu càng ngày không thể vãn hồi được nữa anh bị mẫu thân đang mong muốn có cháu để bồng bế chơi đùa ép buộc cùng với các cô gái xa lạ gặp mặt để tìm hiểu nghĩ đến đây Hàn Quang Lỗi liền dẹp ý niệm đêm nay sẽ về nhà trong đầu Tối thứ sáu anh thầm nghĩ mình cần phải tìm một chỗ để có thể thả lỏng, thư giãn sau một tuần làm việc điên cuồng. Về phần coi mắt ư, ừ, quên nó đi. Đinh, cửa thang máy vừa mở ra, anh điểm đạm như bình thường đi ra ngoài. Từ trong túi lấy ra điều khiển từ xa Chuẩn bị lái xe mà rời khỏi công ty Chỉ còn tiếc là Không kịp chạm đến cửa xe Lỗ tai sầu sắc liền nghe được Những tiếng bước chân rồn rập Anh quay đầu lại Hai gã đặt ông cao lớn, điền kẹp lấy hai bên người anh, một cước đánh anh làm anh mất tỉnh. Tất cả mọi việc xảy ra một cách quá nhanh chóng, khiến cho người ta không kịp ứng biến. Kẻ bắt cóc hoàn mỹ là dùng tay lôi sợi dây ra, đem Hàn Quang Lỗi đang ngất vững vàng mà cột lại. Tiếp theo đó, có một chiếc xe nhanh chóng chạy tới. Cửa xe vừa mở, anh đã bị đẩy vào. Chiếc xe lập tức ngay ngang mà đi. Toàn bộ quá trình không đến 2 phút. Sau một lúc lâu T Gáy cảm thấy đau đớn Làm cho hàn quang nỗi nháy mắt tỉnh lại Không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ Nhưng mà khi anh thấy rõ ràng gương mặt Của hai kẻ bắt cóc Đang kẹp ở hai bên Khiếp sợ chính là cảm xúc mãnh liệt nhất của anh vào lúc này Hai anh họ Nhanh như vậy đã tỉnh rồi sao Người em họ vừa nhậm trước Công tác cảnh quan Đang tươi cười hướng anh mà vẫy vẫy tay là người sao? Hàn Quang Hàn Người tốt nhất là nói rõ cho ta biết đi Việc này là thế nào chứ hả? Anh nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ trong ngực cũng là giận dữ điên cuồng Hàn Quang Hàn làm biểu tình như đương nhiên Còn có thể là chuyện gì nữa? Còn không phải là lỗi của anh Hồng chịu ngoan ngoãn mà đi xe mắt ơ Đại ba mẫu đành phải hai mắt đẫm lệ mời chúng ta tự mình đến mời đại ca Thỉnh ngài là phải tham dự tiệc xe mắt đêm nay Thế này mà gọi là mời sao Anh thiếu chút nữa là bị bức chết rồi Không phải là không đoán được Mẫu thần có khả năng sẽ bày ra thủ đoạn nào đó Thế nhưng là anh chưa từng nghĩ đến Mình sẽ bị bắt cóc như vậy Nhắm mắt lại Anh cố gắng tự chủ Mới có thể đủ khống chế được những ý nghĩ Đang bùng nổ lửa giận ở trong đầu Gọi điện thoại đi Lập tức gọi điện thoại cho mẹ ta anh ra lệnh Thật có lỗi nha Đại ba mẫu vì là không muốn đối với anh thương tâm Cho nên 2 phút trước Đã tự mình khóa máy điện thoại Trước khi tiếng xem mắt chấm dứt Bác ấy cự tuyệt nói chuyện cùng anh Dứt lời Chỉ thấy hắn lại lấy ra băng dán Không nói hai lời liền hướng trên miệng của đại ca mà dán lại Ngộ ngộ Con người như là phát hỏa Hàng quan lỗi nổi giận Giả dứt mà dãy giụa đứng lên Quang Chiết, chạy mau một chút đi, chúng ta cũng bị muộn rồi. Này, đối với vị đại đường tẩu tương lai mà nói là tôi không lễ phép rồi. Hàn Quang Lỗi nổi giận, hơn nữa còn là thịnh nộ, cả người lỗi trần lông cũng tràn ngập lửa giận. Anh thề nhất định phải làm thịt ba tên đường tệ không biết trời cao đất dày này. Thường hải tình, tâm trạng giống như là đang đứng trên đống lửa, giống như đang ngồi đông than, nhìn thấy ly kem ở trên bàn đã tan thành nước cô xác nhận thời gian tần suất cũng ngày càng cao hơn. Cô cần phải đi, lần coi mắt đã là lần thứ 18 này, tuyên cáo thất bại. Bất chất là nam nhân nhượng đầy răng vàng, ở trước mắt nói có một nửa, cô nhanh chóng đã đứng lên, tươi cười mà đáp. Thật có lỗi nha, người không phải là khẩu vị của ta, ta nghĩ là chúng ta cũng không thích hợp đâu. Không đợi cho đối phương mở miệng, cô đã đèn túi sách mà khoác lên vai, dường như là bay thẳng ra khỏi tiệm kem. trời ạ, à, tiệm kem à, cô nghĩ đến đi tới tiệm kem còi mắt hẳn là một loại lão mẹ nằm ấy đại tập quyền. không nghĩ tới chính mình hôm nay cũng có thể tự thử nghiệm một hồi. đi vào đầu ngõ, cô giơ lên cánh tay ngăn lại một chiếc xe taxi. phiền toái, đến hòa phù khách sạn, cảm ơn. nói xong nơi đến, cô cả người nhất thời không có khí nguyên. Cô hồ hiện ra trạng thái tê liệt không một chút khí lực. Cô cho tới bây giờ cũng không biết coi mắt lại là một việc đầy đọa người đến vậy. Buổi sáng 7 giờ tỉnh lại, 8 giờ xuất môn, bắt đầu trận chiến đầu tiên của bây giờ. Chia thời gian coi mắt với nam nhân là từ 30 tới 50 phút một người. Nói vài ba câu chuyện linh tinh rồi hỏi han gia cảnh. Nguyên cả một ngày cô ít nhất cũng phải trải qua gần 20 lần coi mắt nha. Thần thể của cô không phải làm bằng sắt đâu. Cho dù có cả một ngày chính là ngồi trên ghế sắm vai một cô bé đầu gỗ cũng là rất mệt mỏi đấy. Sớm biết như vậy cô nên tránh ở văn phòng. Chuyên tâm mà vẽ áo cưới và thiết kế bộ đồ cũng không phải là lãng phí một ngày không công. Hiện tại đã là 7 giờ tối thứ sáu rồi. Bụng của cô đang kêu vang trên mặt bởi vì tươi cười quá nhiều đã hiện ra sự sơ cứng. Chính là cô không hiểu vì sao cứ là cô trong nhà rõ ràng có kế thừa phụ thân quản lý công ty, xinh đẹp tuyệt luân chính là chị hai. Còn có tiếp nhận công việc của lão mẹ, sở trường quyền anh nhanh nhẹn, cũng là dũng mãnh chị ba. Tỉ muội ba người đồng dạng đều là vân anh chưa gả. Vì sao cô nhất định phải là phụ trách tham dự tiệc xe mắt, không một chút hay ho này chứ? Cô đương nhiên cũng có thể thông cảm với cha mẹ. Đối với một nhà ba đứa con gái, toàn bộ đều chưa gả đi mà nói cảm thấy xấu hổ và áp lực biết bao. Nhưng vấn đề là phá hư danh dự thương gia cũng không phải chỉ có cô. Làm sao có thể bắt một mình cô gánh vác trách nhiệm đây? Di động của cô vang lên. Thương Hải Tình cũng là bất đắc dĩ mà mở máy. Em đến muộn, đang ở nơi nào vậy? Vì sao còn chưa tới? Người chị hai đam mê thương trường của cô đang dùng tiếng nói uy phong mà điều khiển hành tung của em gái. Thường Hải Tình đương nhiên là biết chính mình đã bị muộn. Vấn đề là xe chính là đang ở quá xa nơi có thể tiếp đến. Cô phải nói như thế nào đây? Nhanh đến thôi, em cam đoan mà. Một chút nữa xe sẽ đến thẳng khách sạn. 5 phút. À không, chỉ trong vòng 2 phút là có thể hiện thân. Được rồi, được rồi đi. Nhớ rõ đấy, là khu dành cho khách VIP. Trăm ngàn lần đừng có đi sai đường. Vừa chấm dứt cuộc nói chuyện, xe rớt cục cũng may mắn đến được khách sạn Hoa Vô. Không cần phải thối lại đâu, cảm ơn nha. Sau khi đưa cho người lái xe 200 đồng tiền mặt, gương mặt trắng nõn như thạch còn không có ổn định chính mình. Thương Hải Tình liền vội vàng chạy nhanh đến phía trước như là muốn rớt hai chân. Thương Hải Tình hoàn toàn không biết kiểu tóc vốn dĩ được chăm chút một cách gọn gàng ở phía sau. Chính vì cô chạy loạn mà đã bị sổ tung ra mái tóc dài vô tình xõa nhẹ xuống một cách tự nhiên lại phối hợp với gương mặt nhỏ nhắn hồng hào lúc này của cô thật sự là mỹ lệ làm cho không ít người mơ màng đắm chìm trong đó trong đại sảnh của khách sạn Trong một chùm đèn thủy tinh hoa lệ sáng lạng huyễn hoặc ánh mắt của cô cô tìm tới nhân viên phục vụ tiểu thư xin hỏi khu dành cho khách vip đi lên như thế nào vậy đi về phía bên kia đối phương liếc mắt nhìn cô đánh giá một cái Xin hỏi cô là thương hải tình tiểu thư sao? À đúng rồi, có việc gì ư? Ừ. Vừa mới có một vị khách nhân bảo ta đem phong thư này chuyển giao cho cô. Sau khi tiếp nhận phong thư trong tay của nhân viên phục vụ, thương hải tình liền nhanh chóng mở ra. Không có lấy một từ nào, chỉ là để lại một cái chìa khóa. Biểu tình của cô buồn bực, trong bụng cũng đẩy những dấu chấm hỏi, đi về hướng dành cho khách VIP. Phía hai bên hành lang là một mặt kính to Cô nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình trong gương Vội vàng lấy đồ trang điểm Hai tay nhanh chóng chỉnh sửa lại đầu tóc Lại lấy ra một thỏi son môi Quệt nhẹ lên cánh môi đã sơ cứng Vì cả một ngày phải cố nặn ra nụ cười Đứng ở trước cửa phòng Cô đang muốn điều hòa lại hơi thở Chuẩn bị phô bày sáng vẻ tào nhã Đột nhiên một cánh tay dùng lực đạo mạnh mẽ Hồng hăng mà đem cô đẩy vào Làm cho cô cả người thất thà thất thiểu Thiếu chút nữa là té ngã Phanh cửa đột nhiên đóng lại cô còn chưa kịp thấy ló đầu ra chính là lúc ổn định trọng tâm để khỏi phải ngã trồng vó khẽ thở ra ngẩng đầu lên cô chợt nhìn thấy một bàn đầy thức ăn thịnh soạn ngon lành thu hút cô sau một ngày mệt nhọc lại thấy được một bàn thức ăn ngon lành đến vậy có người nào lại không cảm động chứ lại là tôm hùm là cá muối rất nhiều vĩ vị khiến cho người ta ham muốn còn có mùi vị nồng đậm thơm ngon, rõ ràng đang khiêu khích. Nếu ăn sạch một bàn đồ ăn đầy chất dinh dưỡng như vậy, khó tránh khỏi ngày hôm sau, bụng cũng không biến thành ba ngấn nha. Nhưng là làm sao có thể từ chối? Cô càng tâm tình nguyện ư? Đột nhiên có một tiếng nói đột ngột, giống như là sấm giữa trời vang lên. Cô đến muộn. Hàn quang lỗi trừng mắt nhìn cô gái đến muộn, đang khoan thai, đứng trước mặt, nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng Thường Hải Tình lúc này mới phát hiện Đại sảnh của phòng khách quý Ngoài bàn thức ăn phong phú Còn có một nam nhân to lớn đang hiện diện ở đây Cô giật mình bừng tỉnh Nhìn lại thực tế Cô là tới thân cận ư Chịu đựng sự dày phò của lương tâm Cô đành phải bắt ánh mắt của chính mình Nhìn chằm chằm vào một bàn thức ăn phong phú kia Muốn nhỏ rãi Mà thống khổ thu hồi Quay ngược về phía nam nhân Vừa phát ra tiếng giống Giống như là sư tử lúc đấy vậy Xin chào, tôi là Thương Hải Tình. Nói vậy, anh chính là Hàn Quang Lỗi tiên sinh sao? Cô vụng trộm xuất ra trí nhớ của bản thân, vẻ mặt tự nhiên xác nhận danh tính của đối tượng xem mắt lần thứ 19 của cô. Hãy bớt giảm ngô đi, nhanh một chút lại đây. Hàn Quang Lỗi đã chờ lâu, hiển nhiên là rất thiếu kiên nhẫn một cách nghiêm trọng. Muốn cô đi qua sao? Thương Hải Tình lắc đầu, lựa chọn là không theo, cô không hề nhúc nhích ánh mắt điềm tĩnh ánh mắt của cô chỉ tập trung nhìn vào chỗ ngồi của nam nhân lần đầu gặp mặt trong đầu trồng chất nhiều ý nghĩ làm cho cô cảm thấy chật vật lấy tiêu chí thẩm mỹ xưa nay cô thường tiếp xúc mà phán đoán bộ dạng của đối tượng coi mắt lần này thuộc loại hoàn mỹ cấp bậc đúng là cao nhất hơn nữa tuyệt đối là tiêu chuẩn phía trên ổn nhu mà mạnh mẽ nhã nhặn mà nam tính dáng vẻ lại hào sảng mà tuấn tú nữa có một thần thái tự tin tỏa sáng bức người làm cho người ta không nhịn được từ trong lòng đối với anh thuần phục đó là loại mỹ lực không thể lấy ngôn ngữ hình dung nhất là ánh mắt lơ đãng biểu lộ anh khí cao ngạo phảng phất đối với thế nhân biểu thị công khai trong thiên địa căn bản không có chuyện gì có thể làm khó cho hắn giống loại này hồn nhiên thiên hành tinh ý thương hải tình tiếp thu được rằng không thể ở một khuôn mặt khác trên người một người khác tìm được hàn quang lỗi chính là duy nhất tổng quát mà nói người đàn ông trước mắt đúng là một mẫu người lý tưởng nhưng mà tư thế ngồi của hắn đúng là một khiếm khuyết nha cô thập phần thấy khó hiểu vì sao hai tay của hắn lại đặt một cách không phù hợp với tư thế ngồi như vậy nếu như đặt ra phía sau hai bên thật sự là rất bất mỹ quan nhưng mà khi nhìn lại mới phát hiện tư thế này hình như cũng không làm cho hắn thoải mái nếu không hai bên tóc mai của hắn cũng sẽ không đổ đầy nhiều mồ hôi như vậy chẳng lẽ hắn thường xuyên có thói quen bức chính mình hay sao thật buồn cười lại một chuỗi mồ hôi lạnh chảy trên trán của hàn quang lỗi hắn thống khổ mà nuốt nước miếng một cách chùa rót hắn vì sao cứ duy trì tư thế thống khổ này nhận thấy nữ nhân trước mắt suy nghĩ chậm chạp Cô còn muốn dùng ánh mắt ngu ngốc đó xem tôi bao lâu nữa hả? Hắn nhẹ răng trợn mắt mà gầm nhẹ. Ngủ ngốc, người này nói chuyện không dùng kinh ngữ, không lễ phép, trừ 50 điểm đi. Cũng không phải là cái gì, hoa cúc khoe tử. Như thế nào, không thể nhìn sao? Hiện tại là coi mắt. Không phần như thế mà thân đâu. Thương Hải Tình không cam lòng yếu thế hất hàm, chề môi mà đáp trả. Tôi không muốn nói nhiều với cô, chìa khóa đâu hả nhanh một chút lấy đến đây ngực kịch liệt là phập phồng tôi không biết chìa khóa gì cô giả bộ làm như hoàn toàn không biết gì cả cái tên hàn quang hàn không giao chìa khóa còng tay cho cô hay sao hàn quang lỗi sự cảm không tốt cô tốt nhất là nhanh lấy ra đi bằng không chờ tôi thật sự mất đi lý trí hậu quả sẽ không thể gánh vác đâu đôi mắt thông minh xinh đẹp đột nhiên phát sáng Chà, anh là đang uy hiếp sinh mệnh của tôi sao? Hiện tại là cô đang uy hiếp sinh mệnh của tôi. Hắn thống khổ không chịu nổi mà gầm nhẹ. Tôi đâu có đâu. Cô lời lẽ nghiệp khắc phủ nhận. Tôi mặc kệ cô có hay không. Tóm lại, nhanh một chút mở còng tay cho tôi. Bàng quang của tôi đã không chịu nổi nữa rồi. Tùy thời sẽ nổ mạnh đấy. Nhẫn nại thống khổ làm cho hàn quang lỗi đầu cũng đầy mồ hôi lạnh gần xanh hiện lên, không ngừng phát ra tiếng thở dốc thật mạnh, hoàn toàn không dám làm ra động tác quá mạnh để tránh kích thích bàng quang mẫn cảm của mình. Thương Hải Tình bừng bừng tỉnh ngộ, nguyên lai hắn bị người cầm tay trói lại. Khó trách là nhân viên phục vụ khách sạn lại chuyển giao cho cô một cái chìa khóa. Cũng khó trách được tư thế của hắn lại cứng ngắc quỷ dị như vậy. Không cần lại ngẩn người như vậy. Tôi cầu cô nhanh một chút được không? Hắn khàn khàn thúc giục. À, nam nhân đáng thương. Cô liền nhanh chóng lấy ra chìa khóa trong túi trước, liền tiến tới mà mở khóa giúp hắn. Sẽ nhanh thôi mà, anh nhẫn nại một chút nha. Thường Hải Tình cũng không phải là không hiểu, biết hắn nhẫn nại đến mức mặt của hắn đã lại ướt đẫm cả mồ hôi, lại không phát tiết được, quả thường rất cực khổ. Rốt cục cái chìa khóa dường như đã sát nhập được với lỗ khóa một cách rất kỳ tích. Một tiếng răng rắc trượt vang, hàn quang lỗi không kịp nói một tiếng cảm ơn liền điên cuồng lao thẳng đến toilet sau khi giải quyết nguy cơ nên việc giải quyết tiếp theo là xem mắt chết tiệt này anh có thể bỏ đi nhưng là trốn tránh việc trước mắt không phải là lựa chọn của anh anh thích đối diện thẳng thắn cho dù là vô tình cự tuyệt cũng là tốt hơn úp úp mờ mờ nói tóm lại anh phải cùng với cô gái kia nói chuyện cho rõ ràng anh là không muốn kết hôn đầy cờ phòng khách quý gia, tình huống trước mắt lại làm cho anh cả kinh không nói được mà dừng lại động tác phát sinh chuyện gì vậy anh mới đi chừng có một phút không sai như thế nào anh chân bước vào cửa đi cô gái này lập tức liền bổ nhào vào bàn ăn ở trước mặt tinh thần rất hưng phấn đối với thức ăn ở trên bàn hưng phấn đò cả mắt rồi xem cô rất giống như bộ dạng của quỷ đói đầu thai làm đảo điên đến hình ảnh nữ nhân trong trí nhớ của anh Xin hỏi cô là từ châu Phi trở về sao Anh không thể tin Mà nhìn cô lấy gió thu cuốn hết lá vàng Tận tình mà quét hết bàn ăn mỹ vị Không đâu Tôi mới từ nước Pháp trở về Người tiến cử chưa nói qua sao Thương Hải Tình không thèm để tâm mà trả lời Hàn Quang Lỗi Ngoài cười thế nhưng trong không cười được Trước câu trả lời khiến cho anh bừng tỉnh Giữa chán gần xanh Cũng ẩn ẩn co rúm anh mới không phải nghĩ Bất kể cô từ đâu trở về Anh buồn bực là vì trình độ đói khát của cô Quả thực có thể so sánh với dân chạy nạn Ở châu Phi Nhìn thấy bộ dạng ăn uống này của cô Quỷ đói nhìn cũng muốn nhượng bộ Mà lui binh Cắp một con tôm hùm thơm ngon nhét vào trong miệng Thường hải tình cũng là tranh thủ Lúc rảnh rỗi dùng cặp mắt vô tội liếc về phía nam nhân vừa được giải phóng kia Thứ nhất Tôi đang rất đói bụng Thứ hai đồ ăn anh kêu cũng không để tôi ăn chẳng lẽ anh muốn gói đem về làm đồ ăn khuya sao cô chính là xem hắn chuẩn bị sẽ không tây trang là thẳng tinh anh tuấn là không có khả năng sẽ đem chính mình khiến cho giống như ô ba san chung quanh đóng gói bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho hắn một hình tượng mà chính mình cũng trầm luân hàn quang lỗi nghĩ đến cô sẽ cảm thấy xấu hổ thế nhưng rõ ràng con người của cô trong suốt hồn nhiên không thấy một chút vẻ xấu hổ gì điều này làm cho anh nhịn không được tò mò đánh giá về cô cô có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn ngũ quan khéo léo tinh tế mái tóc được cuốn lên tạo cho cô phong thái mềm mại điềm tĩnh chính là bộ dạng cô đang ăn cùng với vẻ ngoài của cô không hề phù hợp với nhau không tính là dã man chính là ấn tượng nữ nhân ăn cơm trước mắt khiến cho anh cảm thấy thực sự khiếp đảm thẳng thắn mà nói cô há miệng to để ăn một cách tự nhiên, thế nhưng lại làm cho anh có cái nhìn khác xưa. Xã hội này tràn ngập các cô gái không dám ăn cơm, rõ ràng là muốn xẹp bụng, lại còn muốn đau khổ thôi miên chính mình, nói là không đói bụng. Tẩu hòa nhập ma, Phẳng phất, ăn nhiều một ngụm, chính là làm ra tội ác tài đình, không thể tha thứ vậy. Thế nhưng cô lại hoàn toàn khác, trong mắt của cô chỉ có đồ ăn, không có anh, hàn quang lỗi. Cô sẽ không là vì một chút tiệc xem mắt Cho nên cố ý xem chính mình để đói chết đi Đồng thời ngồi xuống Hàn Quang Lỗi nhịn không được hoài nghi cô Là giả mượn tham gia thân cận Để có thể ăn một bữa thịnh soạn Anh rất biết cách chọn các món thức ăn Các món ở đây đều là mỹ vị nhân gian Khiến cho người ta thực sự muốn khóc rồi Cuộc đời của Hàn Quang Lỗi Đây là lần đầu tiên bị so sánh Nhưng là lại thua cấp đồ ăn Căn cứ vào kinh nghiệm của những lần gặp gỡ trước, những cô gái đối diện với anh chưa từng có người nào có thể rời mắt khỏi người anh. Càng không nói đến là chú ý tới những đồ ăn trước mắt giống như hiện tại vậy. Các cô ấy luôn luôn là vội vàng dùng ánh mắt e lệ để nhìn anh. Ăn uống một cách chậm chạp kiểu cách, hại cả một bàn đầy những mỹ vị. Thế nhưng hiện tại thì khác, cô gái này gọi là thương hải tình, nhưng lại không để ý đến anh có sự tồn tại hãy còn ăn rất say mê cho dù tiếp theo cô lại bỏ đầu ngón tay mút vào trong miệng anh cũng không thấy ngoài ý muốn cô vừa làm là tốt rồi không biết nên có cao hứng hay là khổ sở trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên một tia cười khổ anh đang đánh trống lảng thẳng đến khi cô dừng lại hiệp một uống một ngụm trà cho thông cô họng xem anh mời tôi ăn một bữa thịnh soạn như vậy tôi thành thật phải nói cho anh hay nếu như anh muốn kết hôn Tôi không phải là đối tượng thích hợp đâu. Hiện nay tôi đang trong giai đoạn cần dành nhiều thời gian cho công việc bản thân, cho nên cũng không muốn dùng hôn nhân để trói buộc chính mình. Tính đến trước mắt mới thôi. Câu nói này cô đã dùng nhiều lần. Hàn Quang Lỗi khẽ nhướng mày, hé mắt nhìn cô. Lần đầu tiên, 18 người trước tôi đều nói, thực sự thật có lỗi, anh không phải là khẩu vị của tôi, tôi nghĩ là chúng ta không thích hợp đôi môi hồng tinh xảo hơi hơi phát động từ lời nói đến điệu bộ còn rất đáng yêu nữa cho nên là tôi cần phải cảm kích sự thẳng thắn của cô muốn nổi bật sao hà hà cái này không cần đâu cô vô tâm nở nụ cười đôi mắt sáng giống như trăng rằm tiếng cười của cô thanh thúy lại dễ nghe còn có loại nhu hợp sang sảng là kiểu ngọt phong tình công tác gì lại khiến cho cô phải chuyên chú trong đầu như vậy Tôi ở nước Pháp học thiết kế trang phục. Mới đây, nhờ người nhà mở được một công ty áo cưới của chính mình. Cho dù chỉ là bước khởi đầu, nhưng là ý nghĩ phi phạm nha. Nói đến công tác của mình, Thương Hải Tình khó được mà nhìn hàng quan lỗi, liếc mắt một cái, lập tức nhớ lại tới trên bàn. Tính toán mình sẽ tiếp tục hiệp hai. Hợp tác chiến kế hoạch, hành động của cô trước sau không đến một giây ánh mắt của cô khi đối diện với thức ăn trước mặt và khi đối diện cùng với dùng nhàn tuấn lãng của anh thật sự là khác biệt thái độ lý trí kia thật sự khác thường làm cho anh sự tự tôn rất khó đã bị tổn thương rồi thế nhưng hiển nhiên cô gái này hoàn toàn không hề để ý đến anh tôi có thể thỉnh giáo cô một vấn đề tôi bộ dạng rất tệ sao thương hải tình hồ nghi ngẩng đầu đón nhận tầm mắt của anh dùng khẩu khí chắc chắn mà khẳng định không đâu, anh nhìn tốt lắm Không phải là điển hình anh Tuấn Nhưng là có một loại khí chất riêng của bản thân Bật quá thì hiển nhiên vẫn là so với đồ ăn trước mặt của cô Thật sự là không bằng Anh câu động khóe miệng Lộ ra một chút cười yếu ớt Làm chi mà Lại lấy chính mình đi so sánh với đồ ăn chứ Người đói khát Đương nhiên là truy đuổi đồ ăn rồi Đây chính là bản năng Cô lại mở miệng Ăn một ngụm đồ ăn không muốn một chút nào che giấu lộ ra tươi cười một vài sợi tóc khẽ dõa trước khuôn mặt nhỏ nhắn của cô anh không chút nghĩ ngợi vươn ngón tay thay cô mà vén lên hồn nhiên cũng không để ý hành động của chính mình vô cùng thân thiết quá đáng ừm uhm, cảm ơn cô cảm kích cho anh một nụ cười không chút nghĩ ngợi hàn quang lỗi nhất thời cảm giác lồng ngực của chúng mình bởi vì nụ cười của cô mà kịch liệt nhảy lên này là rất vớ vẩn anh buộc phải cưỡng lại, cưỡng chế ánh mắt mà rời khỏi cô, chột dạ bước chính mình phải mạnh mẽ lên. Anh che giấu sự xúc động của chính mình, giả bộ bình tĩnh. Nếu cô không nghĩ đến kết hôn, vậy sao còn đến rẻ mắt? Anh ép hỏi. Vậy còn anh thì sao? Bộ dạng của anh xem thế nào cũng là chán ghét việc xem mắt này. Sao lại cũng đến đây chứ? Cô đem vấn đề trao lại cho anh. Cô thật sự là tinh xanh. Nghĩ đến cô bước chân vào đời chưa lâu Lại phát hiện cô linh hoạt được ngay Ý nghĩ cũng rất nhanh nhẹn Trong công ty áo cưới Tiếp xúc với nhiều đôi vợ chồng sắp cưới như vậy Chẳng lẽ Điều đó không kích thích ý niệm kết hôn trong đầu cô À Trên thực tế thì Công ty áo cưới của tôi bây giờ Chỉ là phục vụ hơn hai người khách thôi Mới có hai khách Vậy thì công ty áo cưới của cô Sao có thể buôn bán được chứ anh quả thực rất kinh ngạc có lẽ là anh cảm thấy việc buôn bán chính là lấy việc kiếm đồng tiền làm mục đích lớn nhưng là tôi hy vọng cũng không chỉ là kiếm tiền mà thôi thành lập công ty áo cưới chính là hy vọng dùng sự chuyên nghiệp của chính mình tạo ra một giấc mộng lãng mạn hạnh phúc cho các nhân viên có lẽ hiện tại khách nhân thiếu một cách đáng thương nhưng là tôi tuyệt đối không muốn vì sự sinh tồn của công ty mà làm ẩu đâu hủy đi mọi cố gắng cũng như uy tín tích lũy bấy lâu nay. Khách nhân có thể thiếu, thậm chí là không có đi. Thế nhưng giấc mộng thì không thể bị ô nhiễm được. Cô thật sự là một cô gái đặc biệt, trong người nhất định có máu mạo hiểm, nếu không như thế nào có thể dũng cảm theo đuổi giấc mộng chứ? Tùy có lẽ có người sẽ cảm thấy cô như vậy thực ngốc, rất chân thật, thế nhưng trong đáy mắt của anh, cô gái này tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất dũng cảm, làm cho người ta thực cảm động. Hơn nữa cô cùng với anh Cũng hy vọng hôn nhân Không làm trở ngại sự nghiệp của chính mình Một ý niệm điên cuồng trong đầu Vừa mới xuất hiện trước mắt Anh lập tức thốt ra Gả cho tôi đi Tôi có thể để cho cô một không gian rộng lớn Có thể hoàn thành giấc mộng của mình Có thể chuyên tâm sáng tạo Gì cơ Lúc này đây Rốt cục không thể đem sự chú ý hoàn toàn Đặt vào đồ ăn trước mặt nữa Thường hải tình giật mình mà ngẩng đầu lên mở to mắt chừng anh một cách ngốc nghếch thận trọng mà mở miệng này anh anh là điên rồi sao câu nói của cô giống như dội một gáo nước lạnh vào mặt của anh không lưu tình một chút nào khiến cho hàn quăng lỗi cả người hoàn toàn là tắt hẳn tâm tình phấn chấn làm ơn đi khắp thiên hạ có bao nhiêu nữ nhân mong chờ anh có thể đối với các nàng nói ra những lời nói mang ý nghĩ phi phạm như vậy duy độc có cô là không cảm động, không có kinh hỉ, thế nhưng thật ra lại có rất nhiều kinh hách. Kiềm chế ý nghĩ muốn đả thương người ngồi trước mặt, anh quyết định xuất ra càng nhiều lý lẽ thuyết phục cô. Cô có giấc mơ vĩ đại như vậy, hẳn là phải cần càng nhiều không gian tự do để có thể thực hiện giấc mơ của mình. Mà tôi cũng vậy thôi, chúng ta cũng đều vì bị gông xiềng của hôn nhân nếu giữ mà ngăn cản bước chân của mình anh không nghĩ sẽ tìm đến phiền toái thương hải tình cũng không mơ ước nam sắc của anh lòng của cô hoàn toàn đặt vào công việc đối với tình yêu cũng không có khát khao gì không thực tế cùng với cô duy trì quan hệ hôn nhân sẽ là phương pháp an toàn nhất vậy mà anh còn nói là muốn gả cho tôi tôi xem anh thật là điên rồi thương hải tình lại còn thật sự bình luận hàn quang nỗi không nghĩ cùng với cô tranh chấp chính là dùng thái độ thành khẩn thân mật mà tiếp tục dụ dỗ cô. Cho nên, sau khi cân nhắc, kết quả là chúng ta cần có một cuộc hôn nhân tạm thời để có thể hỗ trợ lẫn nhau thoát khỏi sự ràng buộc. Quan hệ hôn nhân tạm thời ư? Cái này nghe qua có vẻ vớ vẩn, thế nhưng mà cũng rất hợp lý hợp tình, lại còn khá thú vị đấy. Không cần lâu lắm đâu, chỉ cần một tháng là tốt rồi. Một tháng sau, chúng ta liền sẽ hiệp nghị ly hôn. Đến lúc đó, không có người nào có thể tiếp tục bức cô thân cận. Bức cô nhất định là buông tha cho sự nghiệp, lựa chọn hôn nhân. Chúng ta đều có thể có một lần nữa đạt được tự do, có thể tiếp tục đặt hết tâm sức vào sự nghiệp mà tiến tới. Sau khi nói những lời này, Hàn Quang nỗi bắt đầu hoài nghi chính mình đang biến thành nhân viên thần chức. Bằng không, làm sao có thể mặt không đỏ, khí không nhuyễn mà nói ra liều loát đến vậy anh không nghĩ là muốn lấy người bình yêu làm vợ hay sao anh không hoa tâm đối đãi với mối quan hệ tình cảm trước đây đều còn thật sự chuyên nhất nhưng trải qua nhiều kinh nghiệm các cô gái luôn miệng nói thích anh luôn dùng các phương thức ích kỷ biểu lộ sự yêu thương làm cho anh hít thở không thông nghiêm mật theo dõi cuộc sống của anh không chỉ có cảm giác thở không nổi mà anh hoàn toàn không nhận được hạnh phúc nào cả so với những cô gái thể hiện tình yêu làm cho anh khổ sở mà anh bật cười với một người vợ không hề yêu thương anh vẫn là biện pháp an toàn hơn hoàn toàn không cần tôi chỉ là muốn dùng một mối quan hệ hôn nhân ngắn ngủi để có thể đổi lấy tương lai tự do của mình anh sẽ không phải là muốn ngoài mặt thì cưới vợ thế nhưng thực chất là muốn tìm một lá chắn để che giấu các cuộc tình ong bướm đấy chứ hả Đối với hôn nhân trung thành Tôi tin tưởng đạo đức này tôi có Chẳng lẽ anh không sợ tôi sau này đổi ý Một mực mà bám phiếu lấy anh Dày dừa không chịu bỏ qua sao Chúng ta sẽ lập ra một hiệp ước Xác mình quan hệ Để có thể đảm bảo lẫn nhau Tôi sẽ bảo hộ chính mình Nhưng là tuyệt đối không làm cho hợp đồng của chúng ta Có gì tổn thất cả Anh lại phát ra thanh âm ôn nhu Hai tròng mắt sáng ngời Tỏa sáng Chiếu thẳng vào người cô làm cho cô bất giác cũng buông lỏng tâm. Nhưng vì sao lại là tôi? Tôi cũng không phải xinh đẹp nha. Bởi vì chúng ta đều có một ước mơ của riêng mình. Cũng không hy vọng sẽ bị hôn nhân trói buộc. Về phần quan điểm xấu đẹp, đó là ý nghĩ của từng người, cũng không phải là đáp án nhất định. Trong mắt của anh, cô có một phong thái cùng với từ chất rất đặc biệt. Nhưng mà tôi có một điều kiện cô đưa ra điều kiện của mình nói đi khi công ty tôi cần một người mẫu để chụp ảnh áo cưới làm quảng cáo tôi cần ngoại hình của anh được không cô rốt cuộc cũng thừa nhận anh có ngoại hình rất bắt mắt cô cả một đêm không thèm nhìn đến anh mà chỉ chăm chú ham ăn nhưng thời điểm này nghe cô nói như vậy sự tự tôn của anh phần nào cũng được vuốt ve không có lý do gì lại không giúp cô anh cảm thấy chính mình bị cô đem ra dùng cũng không sao cả. Cái kia thật sự cảm ơn anh. Cho nên chúng ta thành giao. Anh cẩn thận xác định lại kết quả của cuộc giao dịch. Là thành giao. Thương Hải Tình vươn bàn tay nhỏ bé của mình, thực là cảm thấy rất vừa lòng vì hợp tác này của bọn họ. Bởi vì từ trước cho đến bây giờ, chỉ có anh hiểu được công ty áo cưới đối với cô quan trọng và ý nghĩa như thế nào. Sự nghiệp không chỉ là sự nghiệp, nó còn liên quan đến giấc mơ cả đời của cô. Hàn Quang Lỗi lần đầu tiên đi vào công ty áo cưới Movis. Anh chỉ biết đi tìm Thương Hải Tinh. Cùng nói tới đây là một công ty áo cưới, còn không bằng nói đó là nơi tạo ra giấc mơ, một giấc mơ viên mãn. Không có tủ kính hoa lệ màu mè, cũng không có những nhân viên ba hoa trích trẻ, chỉ đơn giản là nụ cười thanh nhã thuần khiết. Một tiếng hoàn ngành thần mật không có sự tôn kính giả dối các lời góp ý chân thành làm cho người ta nghĩ đến chân chính mình không phải đến để tiêu phí mà là đến một nơi đáng tin cậy giống như bạn bè bởi vì chính mình làm ra một bộ báo cưới hạnh phúc duy nhất trên đời từ trước cửa kéo vào bên trong trưng bày các loại hoa cỏ nhỏ nhắn xinh đẹp tạo ra một không gian dịu nhẹ xinh đẹp khiến cho người ta có cảm giác thoải mái thư giãn ngay cả anh là một người làm công việc có tâm hồn cứng ngắc nhất nhưng cũng vì mùi hương cùng với cảnh sắc trước mắt làm cho nhu hòa đi không ít. Thường Hải Tình hẹn anh hôm nay muốn chụp hình áo cưới. Điều này cuối cùng cũng làm cho Hàn Quang Lỗi thoáng có thể cảm giác được chính mình thật sự muốn kết hôn. Mặc dù có tài lực hùng hậu của Hàn gia làm hậu thuẫn, nhưng là cô lại hy vọng hết thầy đều có thể giản dị. Không sao cả, không có các tục lệ dườm già quấy nhiễu, anh cũng cảm thấy rất tự tại. Cũng chính vì vậy, anh không mắc chứng sợ hãi giai đoạn đầu tiên hôn nhân của đa số các chàng trai, ngược lại còn có điểm chờ mong của một cuộc sống mới sắp bắt đầu. Thường Hải Tình là một cô gái ở chung vô cùng tốt, đói bụng liền sẽ là ăn cơm non nê, mệt mỏi liền sẽ tận tình nghỉ ngơi, không bệnh tâm thần, không khóc nóc nỉ non tranh cãi ở Mỹ. Có chuyện sẽ nói thẳng, cá tính của cô thành thục tuyệt đối không nhăn nhó làm cho anh chuẩn bị làm chú rể thật sự là thích thú và thoải mái có mấy lần anh thậm chí nếu như một tháng sau bọn họ vẫn không chán ghét quan hệ như vậy có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này cũng không phải là tệ cách một cánh cửa sổ nhỏ anh thấy trong văn phòng của cô vẻ mặt chuyên chú nói chuyện điện thoại kiểu tóc của cô làm rất hay tóc búi thanh lịch làm lộ ra đường cong của chiếc gáy rất xinh đẹp trên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng không giống như các công ty áo cưới hiện nay. Sau khi trải qua tạo hình, hóa trang, luôn hại các chàng trai nhịn không được mà hoài nghi chính mình có phải hay không là cưới nhầm người khác rồi. Cái loại này xa cách tranh lệch, làm cho anh chỉ là tưởng tượng liền đã nhượng bộ lui binh. May mắn là công ty áo cưới của Thương Hải Tình lại không bày ra cái loại này. Trong khi chờ đợi, trong lòng của anh đột nhiên bắt đầu sinh ra một cỗ chờ mong. Không biết là thời điểm cô chụp ảnh cưới sẽ mặc loại áo cưới nào đây? Hẳn là cô rất xinh đẹp đi. Cô là một cô gái cực kỳ khéo léo thủy mỉ. Áo cưới mà cô lựa chọn nhất định là xuất sắc rồi. Bỗng nhiên kinh hãi, Hàn Quang nỗi ý thức được chính mình vừa đã miền man suy nghĩ điều gì. Lộ ra khuôn mặt tuấn tú nhất thời khó coi đến cực điểm. Chột dạ dường như làm ra chuyện gì không thể tha thứ vậy. Thường Hải Tình đã nói xong chuyện, vội vàng đẩy cửa ban công ra, nhanh chóng mà đi ra ngoài. À thực xin lỗi nha Đột nhiên có một chút việc Nên là trì hoãn mất rồi Để tôi đi đổi lễ phục Chúng ta lập tức bắt đầu chụp ảnh Tôi không có dự tính chụp nhiều lắm đâu Đại khái khoảng 7 hay 8 tấm gì đó thôi Hy vọng là anh đừng cảm thấy phiền phức nha Anh không nói gì thêm Chỉ là vẻn vẹn tươi cười Nhìn theo dáng vẻ bận rộn của cô Thuận tiện mà che giấu chính mình tâm tư nhưng mà sau đó không lâu, sự tham răm của anh cũng không thể duy trì nổi nữa. Đi nhanh, đi nhanh nào, còn phải chụp hình nữa. Thương Hải Tình mặc lễ phục cô dâu, tự mình đi đến gọi anh. Hàn Quang Lỗi hoảng hốt từ trên ghế đứng dậy, cử động giống như không được tự nhiên tiêu sái. Tự tin như trước kia, vẻ mặt là không hiểu vì sao, lộ rõ, sự sửng sốt bất ngờ. Anh cảm giác cô giống như một cỗ nhiệt, theo ngực của anh mà bay lướt qua kích thích vào đầu não không phòng bị của anh vậy. Đó là chiếc áo cưới được làm thủ công hoàn toàn. Chiếc áo được thiết kế cân xứng với làn váy bồng bềnh nhẹ nhàng, tràn nhã, làm độ bờ vai tròn khêu gợi, lại rất thanh khiết xinh đẹp. Phô bày tất cả ưu thế trên cơ thể hoàn mỹ đều rất nổi bật. Hơn nữa, cô còn lộ ra một dung nhan mỉm cười ngọt ngào. Bộ dạng kia là phản phất đối với người nam nhân mà nói. Tôi đẹp sao? Có muốn ôm tôi hay không? Anh vạn lần không ngờ tới việc chụp ảnh đã có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Cô gái nhấp ảnh tên là Tiểu Triệu, tuy rằng là con gái thôi, nhưng lại hoàn toàn hiểu được tâm tình, tình thú của Nam Nhi. À, không, phải nói là khát vọng của Nam Nhi mới đúng. Cô mệnh lệnh bọn họ lúc nào phải biểu lộ thâm tình, từng cử động trên cơ thể để tạo ra tư thế, khiến cho anh toàn thân gần sát tới thương hải tình. Anh có thể tận tình ôm lấy thắt lưng của cô thật lâu, thật lâu. Thâm tình mà ôn nhu lại hoàn toàn sẽ không bị cô nghi ngờ anh động chạm cơ thể. Thật sự là quá tuyệt vời. Hiện tại, mặt anh liền âu yếm dựa vào trước ngực của cô. Một tay ôm gọn thắt lưng của cô, một tay đặt phía sau gáy của cô nhẹ nâng lên. Hình ảnh xinh đẹp kia là khơi gợi nhiệt huyết người ta sôi trào nha. Anh nghe được tiếng tim đập của cô, cảm thấy sự hô hấp của cô, xinh đẹp tuyệt trần khe rãnh ẩn hiện mê người da thịt trắng nón không tỉ vết hoàn toàn đều ở trong phạm vi tầm mắt của anh mặc cho anh thưởng thức thường hải tình hoàn toàn không biết tâm tình hưng phấn của người đàn ông này phối hợp với hàn quang lỗi để chụp hình cô chỉ cảm thấy thân thể của mình khẽ rung động người cũng không được tự nhiên cũng cảm thấy bối rối cô không biết là sức cuốn hút của hàn quang lỗi lại mạnh mẽ đến như vậy rõ ràng là anh không cười chỉ là hơi cong nhẹ khóe môi thôi thế nhưng lại bày ra bộ dạng khiêu gợi khiến cho người ta không muốn thét chói tai lại nhịn không được biên màn suy nghĩ đôi môi mị hoặc như vậy không biết khi chạm vào sẽ có tư vị gì đây tuy rằng chính là hôn nhân khế ước thôi thế nhưng hàn quang lỗi vẫn làm đầy đủ các cấp bậc lễ nghĩa sau khi chụp ảnh cưới anh làm chủ mời mọi người ăn bữa tối bất luận là chọn lựa nhà ăn hay là thái độ cư xử một mực chu toàn không một chút hàm hồ khiến cho cô ngây ngốc không phần rõ được thực giả thiếu chút nữa đã quên bọn họ trong nước đó chỉ là khế ước hôn nhân mà thôi trước là chúc cho hai vị tần hôn khoái trá nha tiểu triệu dũng cảm nâng chén mà chúc mừng cảm ơn hàn quang nỗi lấy trả thay rượu hàn tên sinh anh nhất định phải hào hào chiếu cố hại tình đấy không thể chần chừ bởi vì cô ấy là một cô gái đáng yêu đáng được trân trọng lợp tử quyên cũng là biểu đạt sự quan tâm chân thành anh thân tình nhìn thương hải tình liếc mắt một cái kiên định bạn nói tin tưởng tôi đối với hôn nhân tôi nhất định là trung thành anh nói thật sự rõ ràng rõ ràng một lời hứa rằng mình với thương hải tình trên thực tế cũng chỉ là gián tiếp hướng vào mỗi người ở đây hứa hẹn anh tuyệt đối sẽ trung thành. Thường Hải Tình nở nụ cười. Trong lòng của cô biết rõ đây chỉ là diễn thôi. Thế nhưng mà cô sao vẫn cảm thấy thật vui vẻ. Trước đó khi ký tên lên văn bản hiệp ước đã có ước định nghiêm cấm hai người trong lúc đó có hành vi yêu thương đối phương phá hủy song phương hợp tác. Nếu như vi phạm còn sẽ bị phạt một khoản bồi thường tinh thần. Sau khi kết thúc lễ đính hôn, trên đường về nhà, hai người chợt phát hiện có người theo dõi. "Chúng ta sắm vai không đủ thân mật hay sao?" Anh đưa lên ngón tay, chỉ ra khoảng cách nho nhỏ không thể nhận ra trên móng tay. "Là thiếu một chút như vậy." "Thiếu điểm nào nhất? Anh mau nói rõ ràng đi, tôi nhất định sẽ toàn lực để phối hợp." Câu nói toàn lực phối hợp của cô nghe vào trong tai của anh, phảng phất giống như một câu thần chú vậy, làm anh bừng tỉnh tiểu ác ma trong lòng. Màu quang buồn bã, anh tà mị nói nhỏ. Một nụ hôn kích tình. Gì cơ? Cô? cô còn không kịp nói điều gì, môi của anh đã áp lên miệng cô. Cô lập tức hoàn hốt, khiếp đảm mà nhắm chặt hai trong mắt, cả người cứng ngắc trốn ở trong lòng của anh. Đã có người hoài nghi, chúng ta phải cố gắng thể hiện mối quan hệ đúng mức phải sắm vai thật sự đạt, không phải sao? Anh dán lên môi của cô, dùng giọng nói khàn khàn mị hoặc đầy nam tính, nỉ non mà dụ dỗ. Anh ôm lấy cô, lòng bàn tay đặt trên sống lưng cứng ngắt của cô, nhẹ nhàng mà lướt, làm dịu đi sự khẩn trương do bất ngờ của cô. Ở trong bóng đêm, cô không nói gì, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn vào đôi mắt nhu tình, cô lại có cảm giác yên ổn. Tại sao không nói một lời? Anh gần như than nhẹ nói Môi vẫn đặt trên miệng cô Cô cũng không muốn lừa gạt chính mình Trên thực tế Cô cũng khát vọng nhấm nháp đôi môi của anh Muốn biết được anh hôn Đến tuần cùng có thể dẫn đến tình trạng Xây lòng người như thế nào Nếu Nếu kỹ thuật hôn của tôi thật tệ Anh tuyệt đối là không được cười nhạo tôi Trong lòng của anh bất giác lộn rộn Một cố ý cười Yên tâm Tôi sẽ không vì vậy mà có thể cười Cô lấy dũng khí Thương Hải Tình thả lòng chính mình Ẩu yếm Ôm lấy bờ ngực nóng bỏng của anh ngẩng lên khuôn mặt dâng bờ môi mềm mại hướng đến môi của anh Dũng khí của cô thật sự là đáng khen ngợi Cho nên Hàn Quang Lỗi quyết định Muốn cho cô một thể nghiệm Thật sự tốt đẹp khó quên Bờ môi tinh tế đặt nhẹ lên môi của cô Giống như một đóa hoa mềm nhẹ Dụ dỗ cô hé mở cánh môi Chợt môi lưỡi nóng cháy không một chút do dự tiến vào khoang miệng của cô bá đạo mà chiếm lĩnh môi của cô khiêu khích dụ dỗ sau đó nảy sinh cảm giác mạnh mẽ hồn trụ cô nhanh nhẹn mà cũng là dũng mãnh cuồng nhiệt phảng phất ngay cả hô hấp của cô cũng không chịu buông tha khiến cho thương hải tình lâm vào choáng váng hơi thở nóng bỏng của anh gắt gao vây quanh cô nụ hôn cuồng nhiệt ẩm ướt ngọt ngào khiến cho người ta phải nín thở không biết từ lúc nào Tay cô ôm lấy sau gáy của anh Làm cho thân thể của bọn họ càng dán sát vào nhau hơn Rõ ràng là trong đầu trống rỗng Thế nhưng tâm lại nhiệt tình nhảy lên Cảm xúc giấu kín sâu trong thân Cũng là kịch liệt rung động Bởi vì nụ hôn mà hơi thở trở nên động tình Nếu nói là xuất phát từ sắm vai Bọn họ trong lòng đều hiểu được Nụ hôn này có chút đi quá Nhiều lắm nhưng là hai người lúc đó lại say mê không ai muốn dừng lại cả cô bởi vì anh mẫn cảm bất an anh bởi vì cô mà hưng phấn rung động bàn tay của anh thậm chí đã không thể kiềm chế được mà đặt lên ngực của cô nhẹ nhàng vuốt ve cốc cốc ngoài cửa sổ xe đột nhiên vang lên tiếng đập cửa làm cho hai người giật mình dừng lại bọn họ dường như bị điện giật lập tức lùi ra phía sau hô hấp vẫn còn dồn dập Hàn Quang Lỗi say đắm nhìn thương hải tình. Vẻ xinh đẹp động lòng người chưa từng thấy, hơn nữa đôi mắt sóng nước mê man hoàn toàn đã đủ để hàng phục một đại nam nhân chính là anh. Cốc, cốc. Chuyện tốt lại bị phá ngang làm cho hắn rất bực tức. Hàn Quang Lỗi không kiên nhẫn mà kéo cửa kính xe xuống. Tiến sinh, tôi là nhân viên của Tổng cục Môi trường vì hưởng ứng toàn cầu hoạt động tiết kiệm năng lượng giảm than xin nhắc nhở ngài ô tô của ngài đã nổ máy thời gian quá dài đề nghị ngài nếu như muốn làm việc khác vui lòng đem động cơ mà tắt đi trước cảm ơn ngài đã hợp tác nói dòng những lời làm mất hứng đó cái tên nhân viên bảo vệ môi trường không biết từ đâu xuất hiện lại cũng lập tức biến mất đáng chết hàn quang nỗi tức giận mà mắng cả trăm lần cũng may là cái tên đó đã trốn nhanh bằng không anh xác định là vững chắc sẽ xuống xe mà dạy dỗ trò tên đó một chút không khí đang tốt đẹp như vậy lại bị phá hủy rồi gặp phải đám phá nhà không thể phát ra tiếng thống khổ đôi mày của anh cũng nhíu lại bế tắc tôi tôi đi về trước đây ngủ ngon thương hải tình từ trong lòng cảm kích bỗng đem hỗ trợ đem hai má ửng hồng giấu đi cảm xúc mênh mông giạt dào của cô không vì thế mà bị tiết lộ sau khi vào đến trong nhà cô lập tức chạy như điên về phòng mình thằng đến khi xác nhận chính mình đã tuyệt đối an toàn cô mới sụi lơ ngã ngồi trên ghế hai tay bưng lấy khuôn mặt đang nóng không biết phải làm thế nào tại sao có thể như vậy chứ bật quá cũng chỉ là một cái hôn mà thôi lại khiến cho cô hoàn toàn vô lực chống đỡ đến vậy hiện tượng đáng sợ này khiến cho cô hoàn toàn sợ hãi không cô nhanh một chút tỉnh táo lại phải quên đi cảm giác làm mất hồn đó mới được. Hàn Quang lỗi cũng là tâm tình rối loạn. Mặc dù là độc thân, thế nhưng anh sớm không phải người mới học nghề trong tình trường. Anh hôn qua không ít nữ nhân, nhưng là chưa bao giờ trải qua cảm giác giống như đêm nay, khiến cho bản thân muốn ngừng mà không thể ngừng được. Thân thể thành thực, thời điểm ôm thương Hải Tình, anh cảm giác được khát vọng nguyên thủy của bản thân dành cho cô lớn đến mức anh phải cực lực để nhẫn nhịn anh làm sao vậy chứ nhưng lại đối với thương hải tình mê muội đến vậy vạn nhất còn nói tiếp theo anh có thể có đủ lý trí để áp chế cảm xúc của bản thân hay không đơn thuần xám vai một người đàn ông đứng đắn để có thể duy trì khế ước hôn nhân ngắn hạn này sao anh càng ngày càng không dám nắm chắc tấm thảm đỏ trải dài từ hội trường rộng lớn kéo dài vào trong phòng không khí ồn ào vui mừng một rừng hoa hồng vừa được nhập khẩu vào buổi sáng hé ra những nụ hoa xinh đẹp động lòng người làm cho tiệc cưới đêm nay tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào cùng vui sướng ở trong phòng nghỉ lúc này đảm nhiệm vai trò phù dâu lực tử quyên đang giúp cho thương hải tình chỉnh lại đồ cưới một đống tần khách muốn nhìn dung nhan của cô dâu liền là khẩn cấp chen vào không gian nhỏ hẹp này mọi người phía sau tiếp trước tranh giành muốn cùng với cô dâu chụp ảnh chung thường hải tình chuyên trách đảm nhiệm vai trò người mẫu nguyên cả một ngày nay chỉ phải rất kiên nhẫn mà gượng cười cùng với chụp ảnh chung các người đang làm cái gì vậy thành âm không giận cũng không nóng nhưng mà sau khi anh nhất nhất chừng đám em họ đang mê đám kia ánh mắt là bị ngế không một chút nào che giấu toát ra sự tức giận muốn bức người không có việc gì sợ chị dâu một người rất nhàm chán. Mọi người là đến nói chuyện phiếm cho chị ấy vui thôi. Hàn Quang Hàn thuận tiện mà lắc qua tắc trách. Nói chuyện phiếm sao? Nếu là nói chuyện phiếm, vì sao còn muốn động thủ động cước? Giờ lên một chút tươi cười giống như gọi người đền mạng, nụ cười cũng là ẩn chứa sát khí. Sự ghen tuông hoành hành trong lòng làm cho tâm tình của hắn giống như là bị phá hư. Vẻ mặt âm trầm, ánh mắt bằng lánh, lại lần nữa không quên đảo qua mỗi người chỉ đơn thuần là muốn thân thiết hơn với chị dâu thôi nhà nguyên lai lại muốn thân thiết phải động tay động chân sao ta đã hiểu rồi một khi đã như vậy ta cũng sẽ cùng các vị tỏ vẻ một chút thân thiết đi tươi cười vừa ẩn anh bình tĩnh đưa hai tay ra kích thích bả vai còn đồng thời là thật sự khởi động tay chân làm ấm người không quên uy hiếp là nâng tay thể hiện làm cho người ta khiếp sợ. Phát hiện manh mối không đúng, mọi người lập tức đúng thời điểm mà mất tích không còn dấu vết. Vốn lúc này vẫn còn có rất nhiều người, thế nhưng bây giờ trong phòng nghỉ của cô dâu không có đám tiểu tử thối kia nữa, không khí bỗng chốc trở nên tươi mát hơn. Khuột mặt khẽ nghiêm lại, kéo cánh tay nhỏ nhắn bị kinh bạc của thương hải tình lên. Thường tiếc mà kéo bao tay ra, lấy khăn tay từ trên người không nói một tiếng, liền dùng sức trả lau. Dường như trên mu bàn tay của cô dính vào nhiều vi khuẩn vậy. Anh thật sự mất hứng, hơn nữa là phi thường mất hứng. Trên mặt là biểu tình giống như có người nện cho anh một trận vậy. Trộm dò xét sắc mặt của anh, cô lên tiếng mà trấn an. Tôi nghĩ là bọn họ không hẳn là có ác ý gì đâu. Nhưng mà có sắc ý. Đằng đằng sắc khí, nghiến răng nghiến lời bọn họ đều là lễ phép, tính hôn mua bàn tay mà thôi. Anh lẫm lẫm liếc nhìn cô một cái. Tay của bà xã ta có thể tùy tiền để cho người khác hôn hay sao? Thường hải tình là bị sự tức giận của anh dọa sợ. À, khoảnh khắc anh tiêu sái đi đến, thật đúng là uy lực bởi phần. Vấn đề là tôi có mang bao tay, bọn họ nhiều lắm là hôn lên đó mà thôi. Cô lấy lòng nói. Giống nhau Anh chính là không thoải mái Dường như bị người nào đó đấm vào ngực một cái Thật sự rất khó chịu Hiện tại Hàn Quang Lỗi Cả người thật giống như là trong hũ giấm chua đi ra Cả người phát ra khí bức người Anh mà còn lao tiếp như vậy Tài tôi sẽ bị thương đấy Anh sau khi phát tiết một ngụm hờn dối Lúc này mới dừng lại Ngược lại đem ánh mắt hướng về cô Nghe từ giờ trở đi, đem cửa phòng mà khóa lại cẩn thận. Trừ phi là tôi đến, nếu không, không cho phép mở ra. Sau khi anh rời đi, lực tử quyền nãy giờ chứng kiến toàn bộ cũng lập tức cười ra tiếng. Chết tớ mất thôi hải tinh, ông xã của cậu ăn giấm chua thật sự rất nặng rồi, rất thành thực. Thường hải tinh không nói gì chỉ cười khổ. Cái gì mà lau chứ? Cô hoài nghi anh căn bản là tự ăn vạt giấm chua lớn lên nhìn rõ mà Ở ngoài cửa Hàn Quang Lỗi cũng vì hành vi của chính mình Mà cảm thấy bất khả tư nghị Anh làm sao vậy chứ Thế nhưng lại vì một chút việc nhỏ như vậy Mà phát giận Rất giống với nam nhân vô dụng Suốt ngày chỉ biết ăn dấm chua Trên người còn mặc một bộ lễ phục đỏ Đi tiễn khách Thế nhưng thường hải tình cả người Đã muốn mỏi mệt Khiến cho toàn thân vô lực mà nằm trên giường Đầu cũng nặng trịch lại choáng váng nếu ngay cả cô dâu mới xinh đẹp cũng không tránh được bị chuốc whisky đến say mềm, sẽ không khó để biết bọn họ là hỷ yến bị vây quanh thảm thiết chừng nào. Thật vất vả chịu đựng cho đến khi tiến khách. Cô lo lắng nhìn hàn quang lỗi, liếc mắt một cái. Anh có khỏe không? Uống nhiều rượu như vậy, mặt đỏ giống như quan công ấy. Cô đưa tay áy náy và chạm vào mặt anh. Anh lại đột nhiên bắt lấy cánh tay của cô, im lặng mà ngóng nhìn cô. Xúc cảm ẩn trong đôi mắt anh có điểm khác thường, làm cho cô không tự chủ được ở trong lòng run lên, Dãy rửa mà rút tay về. Cô là làm sao vậy? Bị ánh mắt của anh tập trung một chút, cả người liền cảm thấy bối rối bất an. Cô không nên dễ dàng bị anh ảnh hưởng như vậy. Anh... anh say. Cô cúi đầu che giấu hai má ửng đỏ, ý định đem không khí mở ám dị thường đánh tan. Em yên tâm Trước khi những người này biến mất Tôi sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy Cô nhíu mày Gì chứ Như thế nào câu nói này nghe qua Không chỉ là có men say Còn có cả ghen tuồng nữa Trộm liếc anh một cái Khuôn mặt đang ửng đỏ của anh Vẫn chưa kịp ván hồi Nhìn thấy các vị khách Đang lần lượt giảm bớt Đang lúc hai người nghĩ rằng Hết thảy mọi việc hôm nay đều đã kết thúc Hàn Quang Hàn lại làm đầu của mọi người Cũng không biết từ đâu Cầm tới một ly whisky đưa tới trước mặt hai người Hàn quang hàn Người lại muốn dở cho gì đây Đầu dám chứ Là tôi đại diện cho các chị em họ khác Đến xin chỉ thị một tiếng Là muốn chị dâu có thể Tại đây uống một chén rượu này Mọi người cũng lập tức vui vẻ thoải mái Về nhà ngủ Nếu không thì sẽ tiếp tục nháo động phòng Nháo động phòng ư Nhà không trăm ngàn trăm ngàn lần là không cần vừa mới nãy chẳng qua chỉ là đa dạng trồng chất mà bày ra đủ trò cũng đã làm cho cô sợ tới mức da đầu run lên cô không dám tưởng tượng kế tiếp còn có thể bày ra các loại kỳ quái nào nữa được ta uống uống xong rồi toàn bộ cút hết cho ta hàn quang lỗi không nghĩ lại bị chỉnh như vậy còn nữa cho dù anh thật muốn cùng với thương hải tình thân thiết nhưng đó là chuyện riêng của anh và cô dựa vào cái gì bọn họ có thể biểu diễn công khai giữa mọi người chứ không được hàn quang hàn cười hề hề chuyển rời chén rượu chén rượu này không phải là của lỗi ca mà là của chị dâu hàn quang lỗi không phải là không biết cô đối với cồn có bao nhiêu là thấp tiểu lượng của cô ấy không tốt không thể uống được nếu như vậy thì chúng ta sẽ ở đây đợi để nháo động phong. Hắn làm bộ như muốn rời đi. Được, đợi chút đi. Thường Hải Tình vội vàng ngăn lại, nội tâm cũng lầm vào dãy rùa. Tội uống là được chứ gì? Bộ dạng khúm núm, chỉ kém không nói thêm một câu. Đại gia tha mạng. Cuối cùng, vì tranh giành sự tôn nghiêm cùng với yên tĩnh, cô không cho hàn quang lỗi ngăn cản mình, Kiên trì mà uống vào ly whisky cay nồng, không đến một giây, cả người của cô quả nhiên cũng bắt đầu xoay tròn. Hải Tinh. Anh thân thể bao quát, lập tức đem cô ôm vào trong ngực, tránh cho cô ngã sấp xuống. "Không có việc gì đâu, tôi không sao. Chút nữa có thể hảo hảo nghỉ ngơi." Cô tựa thấp đầu vào trong ngực của anh, cũng không nghĩ đến an ủi chính mình, vẫn là đang an ủi anh. Màn tiễn khách của tiệc cưới đến đây trực tiếp kết thúc. Chúng ta có thể đi rồi sao? Phòng ngủ ở đâu? Ở nơi đó sao? Vì sức khỏe của hai người tránh cho tàu xe mệt nhọc, Hàn Mẫu đã ăn bày riêng một gian phòng tổng thống ở khách sạn Hoa Vu Muốn chuẩn bị cho đôi vợ chồng mới cưới một đêm động phòng hoa trước, thật sự chú đáo và đầy đủ. Trưởng bối chờ mong không nói khả dụ. Đêm này không được ở khách sạn, chúng ta quay về nhà đi căn cứ vào tin tức đáng tin cậy trên lầu phòng tổng thống sớm đã lọt vào mai phục chờ hai người hồn nhiên không biết bước một bước đi vào xác định vững chắc sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn trước mắt khắp nơi mọi người đều tụ tập ở phòng tổng thống trước mắt đúng là thời điểm thuận lợi để có thể chạy trốn lớp này nếu như không trốn còn đợi đến khi nào nữa chứ kéo thương hải tình đầu óc choáng váng đem cô ôm vào trong ngực đôi vợ chồng đáng thương dưới sự hiệp trở của lực tử quyên cước bộ tập tĩnh né tránh cái nhìn của mọi người mạo hiểm vạn phần mà bắt xe taxi cũng không quay đầu lại chạy thẳng đến chỗ ở của hàn quang lỗi Suốt quả đoạn đường cô vẫn nằm trong lòng của anh mặc anh ôm cô đi lên thang máy tiến đến căn hộ trên tầng 20 vài lần hàn quang lỗi cúi đầu nhìn người trong lòng cô hoàn toàn tín nhiệm dựa vào trong anh trong lòng của anh bỗng chốc dâng lên một cảm giác thỏa mãn từ hôm nay trở đi cô đã là vợ của anh Hàn Quang Lỗi rõ ràng là biết chính mình cùng với Thương Hải Tình hôn nhân chỉ là khế ước mà phá lệ có cảm giác. Anh quả thực rất muốn, rất muốn có cô. Ý niệm trong đầu mới hiện lên anh chợt tự mình thể nghiệm chuồn chuồn lướt qua hôn lên trên môi của cô. Cô lập tức mở to đôi mắt vô tội khó hiểu nhìn người đàn ông mê muội đang gần trong gàng tấc. Quang Lỗi Giây tiếp theo anh tiến sát cô nhanh nhẹn mà dũng mãnh hôn lên cô. Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh, làm cho người ta trở tay không kịp. Thật vất vả mới làm vơi đi vị rượu whisky. Thường hải tình lại ở trong miệng của anh, cảm nhận được vị say nồng. Độ dày kia so với cô lúc trước còn muốn đặc hơn 100 lần. Sợ là cũng đủ làm cho người ta say đến 3 ngày ba đêm. Nhưng cô lại không hề có ý muốn đẩy anh ra mà là lựa chọn hưởng ứng cùng với chiếc lưỡi của anh mà dây dưa cô thật sự thích cảm giác cùng với anh hôn được anh ôm trong lòng làm cho cô có cảm giác được che chở cô biết đối mặt với tính toán duy trì một tháng hôn nhân bọn họ hẳn đều có lý trí một chút thế nhưng là có thể là do tác động của cồn làm cho đầu óc mơ màng cảm giác thật sự tuyệt vời cũng có thể là nụ hôn của anh làm cho người ta mê muội Thượng Hải Tình bỗng chốc sinh ra ý muốn mạo hiểm, làm cho cô giây phút này dũng cảm hơn. Mặc kệ là chủ động tham thủ hoặc là bị động mà hưởng ứng, trong đầu đều mang theo một ý nghĩ bất chấp hậu quả. Phản ứng của cô ủng hộ hàn quang lỗi, làm cho nụ hôn lại càng thêm nóng bỏng. Thậm chí, nụ hôn của anh bắt đầu mở mang bờ cõi, mở rộng phạm vi lãnh thổ. Theo giái tài mẫn cảm của cô, một đường công thành đoạt đất, quét ngang chỗ xương quai xanh của cô, rồi đến ngực. Chúng ta... Đối mặt với chuyện sắp có khả năng xảy ra, cô có chút bấn loạn bất an. Chúng ta kết hôn, ngày tại hôm nay. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là vợ chồng. Mà đây là việc vợ chồng nên làm. Nhưng là trên khề ước cũng không có. Cô khó khăn lên tiếng mà ý đồ ngăn cản. Anh cắt đứt lời của cô dán lên môi của cô mà non Cũng không có nói là không thể Không phải sao Đây chính là kinh nghiệm hôn nhân Có người chồng nào lại không khát vọng Vợ của chính mình là thân mật chứ Vẫn là nói Em đối với anh hoàn toàn không có chút Điểm hảo tâm nào sao Như vậy rất không công bằng Bởi vì môi của em Lụ hôn của em Tất cả đều khiến cho anh rất muốn gần gũi em hơn một chút thường Hải tình chậm chạp, nói không lên lời, cũng không có lực để có thể luận điệu phản bác của anh. Lại hoặc là cô cũng đang trầm luân vì động tác kế tiếp của anh mà không thể rõ ràng tự hỏi. Cô cúi đầu rên rỉ, nghe vào trong tai của Hàn Quang nỗi, giống như là một loại ủng hộ, khiến cho thân thể to lớn của anh không tự chủ phấn khởi. Anh nhanh chóng lấp đầy cơ thể của cô, muốn dùng cơ thể để bao bọc, ôm ấp lấy cô trên giường lớn hai cơ thể giao quyện với nhau nóng bỏng mãnh liệt bắt đầu khởi động ngày hôm qua cô kết hôn gả cho người đàn ông có tên hàn quang lỗi tính toán chỉ làm vợ chồng cùng cô trong một tháng còn nghiêm cấm cô yêu thương anh cái này hàn quang lỗi là thực đúng giống như một tên chơi bời biến thái hoàn toàn không lãng phí quyền lợi của người chồng vào đêm tân hôn không lưu tình một chút nào đem cô ăn sạch sẽ cho đến khi cô mệt mỏi mới không chịu nổi mà mê man cái này không phải là kế hoạch của cô cô nghĩ đến bọn họ chỉ là thực hiện kết hôn cho có hình thức mà thôi cũng không bao gồm có quan hệ vợ chồng thế nhưng nhưng là sự tình vẫn là đã xảy ra cô thật sự là rất mệt lớn rồi tất cả các biểu tình thay đổi trên mặt của cô đều là không khỏi thoát qua cặp mắt của hàn quang lỗi không thể tưởng tượng được, một người làm sao có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn như vậy có được nhiều biểu tình đến thế. Anh đi lên phía trước, ngồi xuống mép giường bên cạnh cô, nâng lên khuôn mặt của cô hỏi nhẹ. "Suy nghĩ gì vậy?" Ngay khi chạm đến ánh mắt sâu thẳm của anh, mặt của Thương Hải Tình cũng là đỏ lựng. Anh cười đắc ý, đưa cánh tay đem cô nhét vào trong lòng. "Chúng ta ngày hôm qua thật sự khẽ cắn môi dưới cô nói không nên lời em nói đi anh không trả lời vờ hỏi lại em em là anh hẳn là nên xin lỗi em biểu tình của em xem ra không có nhiều lắm khoái hoạt à cô đẩy tay của anh ra rồi liếc xéo anh anh giống như là bị thương chẳng lẽ em đêm qua hoàn toàn không cảm nhận được anh đã cố gắng lấy lòng em như thế nào sao Khuôn mặt của thương hải tình ngượng ngùng mà che kín Làm hại cô trong lúc nhất thời Không biết nên trả lời như thế nào Nếu em vẫn cảm thấy chưa hài lòng Như vậy tốt lắm Trước khi ra sân bay Anh muốn tranh thủ cơ hội để chỉnh sửa Làm bộ như thế Sẽ đem cô đẩy ngã ra Không, hàn quang lỗi Dừng tay đi Anh không thể làm như vậy vì sao không thể Em đã không hài lòng Thân là chồng như anh Thì phải có trách nhiệm bù lại cho em Vừa vừa lòng vừa làm rồi Đúng là phi thường vừa lòng Cô đẩy anh ra hốt hoảng Theo một đường khác mà nhảy xuống giường Vội vàng nắm lên lễ phục Mà che đậy cơ thể trốn vào phòng tắm Nhưng người khởi xướng Hàn quang lỗi Lại không có một chút áy náy Còn cất cào giọng mà cười to Đáng giận đến cực điểm Trải qua hơn 3 giờ bay, Thái Lan sáng lạng, mặt trời đã hiện ra. Từ máy bay có thể cảm nhận được bầu không khí nóng bỏng. Vốn dĩ là mọi chuyện đều hết sức thuận lợi, thời điểm có thể thông quan lại xảy ra tranh chấp. Một nhân viên hải quan dùng ánh mắt mê đắm của mình, đem thương hải tình từ đầu đến chân nhìn chằm chằm. Tiếp theo, mày sáng mắt đen, lấy việc công mà làm việc tư để tiếp cận cô. Thật sự là khéo không khéo. Hàn Quang Lỗi ngày hôm qua mới vừa bộc lộ tài năng ghen, tới mức này là nhận thấy toàn bộ quá trình. Anh chưa bao giờ dã man keo kiệt, thế nhưng là anh thống hận những tên đàn ông dùng mắt vượt quá mức bình thường để có thể nhìn thương hải tinh. Chết tiệt, cái tên số nam nhân, công tác thì không lo tiếp thu, lại còn dám kiêng nể mà đánh giá cô bạn gái của anh. Hắn tốt nhất là có 10 cái mạng, chờ tùy thời mà dùng hàn quang lỗi ở trong lòng giận dữ mà mắng đến ngập trời thương hải tình chưa từng gặp nhân viên hải quan nào lại nói nhiều chuyện nhiệt tình đến vậy ngay cả trước đây khi ở nước pháp lãng mạn cũng chưa từng gặp qua lòng nghĩ rằng giữ thái độ lễ phép xa cách để hắn buông tha không nghĩ tới thấy trên hộ chiếu của cô biết là cô đã từng sống ở pháp lời nói khó khăn mới tạm dừng lại bắt đầu mở loa không ngừng nghỉ nhìn thấy đối phương hoàn toàn say mê bộc lộ hắn bởi vì mặt mày hớn hở có lẽ đã quên cả một hàng dài các hành khách đang đợi thông quan đằng sau xuất môn bên ngoài nên coi như là dĩ hòa vi quý nên thương hải tình cố gắng kiên nhẫn vấn đề là người ở sau lại không thể lưng của cô cảm giác có một trận áp lực nóng rực lợi hại ánh mắt không ngừng biến ảo Xuyên thấu quả lưng của cô hướng về cái tên kia nắm điều có thể bức ra khí thế uy hiếp người như vậy Thật ra không cần quay đầu cũng biết Sát khí kinh khủng như vậy Xuất phát từ người nào Quả nhiên Hàn Quang Nỗi không thể nhịn được nữa Anh tháo chiếc kính dâm trên mũi Thòng ròng mà cất bước tiến lên Đưa cánh tay ra vẻ Là rất vô ý Giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn kiểu mị Của Thương Hải Tình Đem cô hoàn toàn nét vào trong lòng của anh Ánh mắt ngạo nghễ Ẩn chứa sự tức giận Nhìn thẳng vào đối phương dùng giọng nói điềm đạm không tỏ ý thất lễ miệng cũng lạnh lẽo nói một tràng tiếng anh lưu loát có vấn đề gì sao cô gái xinh đẹp mà anh đang muốn tán tỉnh này chính là vợ mới cưới của tôi từ hôm qua về những vấn đề anh muốn biết tôi cũng rất rõ ràng cũng rất vui lòng cung cấp thông tin đừng ngại như thế nào ý định tiếp cận lại bị chồng của người ta bắt gặp lại còn bị giặt mặt cái này thật quá là xui xẻo biểu tình cứng đờ tên nhân viên hải quan tự biết đối lý trở nên ngoan ngoãn cầm miệng đức thời cũng đem hai người nhanh chóng cho đi chợt khuôn mặt nãy giờ cứng ngắc nhớ lại biểu thị công khai quyền chủ quyền của mình lúc nãy quả thực là thích thú quá trên môi bất giác cong lên một chút đắc ý không quên dùng đôi mắt thâm thúy tối sầm hồng hăng mà ra oai phủ đầu lúc này mới nắm bàn tay nhỏ bé của vợ tình nồng ý mật xăm xăm mà rời đi sau khi đã thuận lợi thông quan trong khi chờ đợi mọi người tập hợp thương hải tình nhịn không được nhíu mày nhìn anh nói khẩu khí vừa rồi của anh là quá mức khiêu khích rồi anh chỉ là muốn bảo hộ vợ mình miễn cho bị tên đàn ông nhàm chán ấy quấy rối thôi hàn quang lỗi lấy lý do hoàn toàn hợp lý dương mạo của tôi hẳn là không đến mức khiến cho người ta phạm tội đi thương hải tình chưa bao giờ cho rằng sắc đẹp của mình lại có năng lực làm cho người ta phạm tội. Cô biết chính mình thực sự rất bình thường. Nhưng là Hàn Quang Lỗi mấy độ tần lâm bùng nổ tính tình, thật sự làm cho cô nhịn không được, tâm sinh buồn bực. Mị lực của mình thật sự lớn như vậy hay sao? Vẫn là người đàn ông này căn bản là cố ý tìm phiền toái. Em xinh đẹp hay không, không phải là vấn đề trọng điểm. Xinh đẹp hay không, đều là vợ của Hàn Quang Lỗi anh tóm lại anh chính là chán ghét cô bị những người khác nhòm ngó nếu nói có một chút sắc đẹp khiến cho người kinh diễm như vậy sắc đẹp của thương hải tình chính là một loại ý vị sâu xa cảm giác cùng với cô ở chung thật sự thoải mái mà cô luôn có một chút bướng bỉnh không biết gây cho anh bao nhiêu kinh hỉ cứ nhìn vào việc bọn họ ở chung không lâu hàn quang nỗi cũng không có nói gì là vì khiếp đảm anh nghĩ mình có thể lý tính đối đãi cuộc hôn nhân này nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu anh phát hiện chính mình có tình huống tẩu hỏa nhập ma tùy thời đều muốn hôn môi cô thích được nhìn thấy cô nhưng là anh nghiêm cấm có người nhìn cô điều này sẽ làm cho anh tức giận cô như thế nào không nghĩ tới trước mắt người này thật sự tùy hứng thích ăn dấm chua tính trẻ con lại khiến cho biết bao cô gái vừa nhìn đã muốn chết trong đó mà cô ngày hôm qua vô tình trở thành vợ của anh. Hàn Quang Nỗi lặng lặng nhìn cô một cái. Anh không thích cô cắn cắn cánh môi quật cường, chán ghét cô ngược đãi chính mình như vậy. Nhìn xuống xúc động muốn hôn cô, anh hỏi. Xe đến đây, lên xe đi. Dứt lời, liền mặt không chút thay đổi mà xoay lưng đi. Cứ như vậy, anh cứ như vậy lạnh lùng bỏ lại câu nói đó rồi xoay người. Anh lạnh lùng xoay người làm cho đôi mắt của thương hải tình phút chốc nổi lên một tầng ủy khuất hơi nước cảm xúc không rõ nguyên nhân cứ xâm chiếm lấy cô đem tâm tình của cô bước đến đáy cốc đột nhiên hàn quang lỗi đưa tay ra sau đương nhiên là cầm tay cô lúc cô còn đang mở mịt hết sức đem cô kéo lên xe tham gia chuyến đi đặc biệt thương hải tình còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cái người tâm tình bất định đó mới buông nhẹ cánh tay yếu ớt của cô Hàn Quang Lỗi đột nhiên từ trong túi áo khoác trên người lấy ra vài gói xôi nhỏ. Làm sao có những gói xôi này? Đôi mắt đỏ hồng của cô không khỏi kinh ngạc hỏi. Hờ. Con người tối tăm ẩn chứa một chút trêu tức, ngón tay nhanh chóng che lại cái miệng nhỏ nhắn ồn ào của cô, dùng âm thanh ra vẻ thần bí cười mà nói. Là anh lấy từ nhà hàng của khách sạn. Em bữa sáng ăn ít như vậy, anh nghĩ ý... Em có khả năng sẽ thấy đói. Ngày cả bờ cũng đã có. Ăn đi. Giờ phút này, vẻ mặt của anh tựa như một đứa nhỏ đơn thuần, vội vã nâng lên báu vật chân quý của mình cho người quan trọng nhất. Hy vọng đối phương có thể nhận được tâm ý của anh. Anh... Thương Hải Tình kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Trong ngực vốn còn đang khó chịu. Nhất thời bị hành động chăm sóc này làm cho ấm lòng. Trong cổ họng lại càng cảm thấy nghẹn ngào vì cảm giác được hạnh phúc mênh mông mà chậm chạp nói không ra lời. Màu ăn đi, anh giúp em canh chừng. Anh lộ ra bộ dạng chọc cười cô. Cô lúc này bị bộ dạng chọc cười của anh tác động không biết là nên khóc hay nên cười. Quảng lỗi, cảm ơn anh. Cô nghĩ rằng anh sẽ lại tức giận đùng đùng dùng lý luận mà giáo huấn cô. Không nghĩ tới lúc này đây, anh chẳng những không có nổi báo Ngược lại, chú ý tới cô bởi vì tâm tình biến chuyển mà không thiết ăn uống. Anh không hề để ý đến cảm thụ của chính mình mà là chú ý tới nhu cầu của cô. Thật đáng tiếc, nếu có thể lấy ra một chút nước trái cây thì tốt rồi. Các loại nước trái cây buổi sáng có hương vị thật sự tuyệt vời. Em đã nếm thử chưa? Rất muốn nha, nhưng mà cũng đã bỏ lỡ mất rồi, làm sao bây giờ đây? Cô bướng bỉnh mà chu miệng lên muốn xem anh có thể làm cách nào phát minh ra sáng kiến mới để dỗ dành cô. Một ánh sáng lóe lên trong đáy mắt anh. Anh dường như vừa nghĩ đến điều gì đó, chỉ thẳng vào miệng của mình. Anh đã uống rất nhiều, không ngại cho em thử xem hương vị. Nghẹn họng mà nhìn chân chối. Anh đúng là đồ biến thái. Thường Hải Tình giờ khóc giờ cười, đưa tay đánh vào ngực của anh. Hàn Quang Lỗi cất cao giọng cười, thuận thế cũng đem cô ôm nhẹ vào trong lòng. Cảm giác hạnh phúc làm tan băng giá trong lòng anh. Chúng ta đều bỏ sự tức giận trong lòng được không? Cảm giác kia rất khó chịu. Anh thích nhìn tới bộ dạng vui vẻ cười to của em. Anh nhu tình, chân thành mà nhẹ giọng nói. Em cũng vậy. Cô thành thực đáp lời. Đáy mắt hiện lên ý cười. Anh nâng cằm của cô lên, dùng tốc độ xét đánh hôn vào môi cô. Người trong lòng dễ dụa né tránh. Đừng như vậy mà, mọi người đều ở trên xe, sẽ bị nhìn thấy đấy. Cô lúc nào cũng là người kêu ngừng, bởi vì hàn quang lỗi, căn bản là đã quen ngông cuồng, chưa bao giờ để ý ánh mắt của người khác. Vậy thì sao chứ? Mọi người đều là đi hưởng tuần trăng mật, huống hồ Trình độ ân ái của những người khác Hoàn toàn cũng không thua chúng ta hai người chúng ta có thể là lạc hậu nhất trong đoàn rồi đấy thường hải tình căn bản không thể nghe lọt tai những câu nói lộn xôn của anh đôi mắt của cô đã hoàn toàn bị đôi môi gợi cảm mê người của anh hấp dẫn tâm tình của cô lay động không thể khắc chế khi đến gần giây tiếp theo hồ hấp lập tức cũng bị cướp đi cảm giác hôn như vậy thật sự rất tuyệt cô hoàn toàn không thể chống đỡ được anh đoạt lấy đôi mắt của cô nhắm lại thừa nhận cùng anh chuyển biên Nhà, Hàn tiên sinh, Hàn vô nhân. Tôi thấy cả đoàn này đều không khỏi ngắm nhìn hình ảnh mặn nồng của đôi vợ chồng mới cưới hai người. Sáng tình mơ đã ân ái như vậy, cho đến sau khi quay lại Đài Loan, tôi muốn trở về chịu đoàn nhận tội cùng với bà giá của mình nha. Câu nói trêu chọc vang lên làm cho thương hải tình đỏ mặt, lập tức đẩy con người đang nồng nhiệt nóng bỏng kia ra, cầm lấy gói xôi nhỏ để che giấu tâm tình của mình. Hàn Quang Lỗi đôi mắt ánh lên trêu tức, chăm chú ngắm nhìn cô gái đang cố chấn tĩnh tâm tình trước mặt anh. Xe chậm rãi lăn bánh, thực hại tình giống như một chú sắp nhỏ đáng yêu. Cổ vỏ gói rồi lại thành một khối, ngẫu nhiên bẻ một miếng đưa lên trước miệng của anh. Mà người nào đó ăn miếng rồi được đưa đến vẫn không cảm thấy đủ, lại còn hôn lên những ngón tay của cô, tham lam mà mút vào, cho đến khi thỏa mãn mới thả ra. Cô ngẩng đầu lên dùng đôi môi nói không xa tiếng động lên án anh đúng là đại sói hoang đại sói hoang thích nhất là ăn tiểu hồng mạo vô tình trang phục hôm nay mà thượng hải tình mặc ngay cả áo khoác ngoài chính là màu đỏ thành tiểu hồng mạo hàng thật giá thật từ khi bắt đầu đưa ra quyết định quyết tâm muốn thay đổi đối phương anh liền nói cho chính mình không được ngu xuẩn tức giận mà là phải hiểu được lấy tiền phát chế nhân trồn ở trong lòng cái radar tinh thần chuẩn bị một ngày 24 giờ vận tác. Một khi đã dò thám được hiện trường trong phạm vi trăm dặm, có phần tử đáng nghi thường lui tới. Anh sẽ áp dụng gấp gáp những phương thức tránh người, giám sát chặt chẽ bà xã của mình, tuyệt đối không cho người khác có cơ hội có thể tiếp cận cô dù chỉ nửa bước. Có cẩn thận nghiêm ngặt theo dõi như vậy, anh cũng không tin những tên ruồi bọ này còn có thể đột phá vòng vây tiếp cận vợ yêu của mình bà xã còn chưa nói khác nước trà đã có ngay bên cạnh đợi cho cô chiếu cố trên trán mới toát ra một chút mồ hôi anh đã lập tức che nắng lại còn đưa tay quạt cô muốn đi dạo anh tựa như một người hầu một tấc cũng không rời canh giữ bên cạnh phụ trách trả tiền nhất là hai cánh tay rắn chắc hữu lực kia lúc nào cũng đảm bảo có một cái là vòng ở trên lưng cô yêu chiều mà sùng bái khiến cho các cặp vợ chồng mới cưới khác cũng hoàn toàn không khỏi ghen tì những người vợ liên tục nhìn chồng của mình bằng ánh mắt oán giận kháng nghị hại cho những tên chồng không khỏi lên tiếng oán than không dứt này cùng với hàn quang lỗi trong lòng tính toán căn bản là không mưu mà hợp một khi anh chiều hư cô cô sẽ thấy không thể rời được anh kể từ đó anh cũng chẳng cần quan tâm đến những tên đàn ông thối đó lấy cơ hội gì để tiếp cận cô ánh mắt của anh ôn nhu lại làm cho Thương Hải Tình trong lòng hoảng loạn hơn. Không lâu trước, vẫn còn là bộ dạng ghen sống ghen chết. Mới chỉ qua vài tiếng đồng hồ, cái ghen tuồng vô ý đó dường như đã biến mất. Có vẻ như giấm chua mất đi mà thay vào đó là đường phen. Trong miệng nói ra toàn những lời ngọt miệng. Theo cử chỉ chăm sóc làm cho cô không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thế thoảng lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, thích thú chơi đùa cùng với mái tóc của cô, giúp cho cô uống nước mát, ăn quả vặt. Khi bốn bề vắng lặng, liền hôn trộm. Trước mắt bao người cũng ôm, trình độ lãng mạn đến nỗi phim thần tượng cũng phải chào thua. Này, anh đang đóng phim thần tượng hay sao? Cô nhìn không được hỏi. À, làm sao chứ? Làm sao có máy chụp ảnh? Anh làm như có thật mà ngẩng đầu nhìn xung quanh. Hàn quang lỗi, anh có thể nghiêm túc một chút không? Anh là đang tìm máy chụp ảnh thật mà Anh rốt cục là xảy ra chuyện gì Người này chăm sóc quá Làm cho người ta trong lòng cũng cảm thấy bất an Anh vẫn rất bình thường Sao vậy Anh có chỗ nào không thích hợp hay sao Anh xòe tay ra Ra vẻ xem xét bản thân Anh nguyên cả một ngày Đều đặt tay trên lưng em Cô nắm cánh tay bên hông của mình nâng lên Anh là chồng của em em là vợ của anh Anh vì sao không thể đặt tay trên lưng của em chứ Anh lờ đánh mà đáp lại cô Trên hiệp ước Vốn là không có nhắc đến vấn đề ôm ấp Còn có Chúng ta đều không đến một tháng Sẽ là ly hôn Như vậy thật sự kỳ quái Cô hạ giọng nhắc nhở anh Làm sao kỳ quái Chúng ta hiện tại thật sự là vợ chồng Cũng đúng là hưởng tuần trăng mật Tần hồn vợ chồng trong lúc này có một chút hành động thân mật vốn cũng là rất bình thường thôi em xem bọn họ bọn họ kia ngón tay của anh chỉ trái rồi chỉ phải ai mà không dựa vào vai của ai đặt tay ở thắt lưng ân ái ngọt ngào nếu như biểu hiện của chúng ta thật sự câu nề mới lạ là... kia không phải là ngược lại khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái hay sao không gì phá nổ lý do thoái thác thương hải tình hoàn toàn không có đường cãi lại hàn quang lỗi nhíu mày khuôn mặt điển trai lộ ra nét tự tin tâm đắc em sao cảm thấy như anh đang có mưu mô gì đó vậy đó là do em đa nghi thôi chúng ta không phải đã nói qua cố gắng hoàn thành một tháng vợ chồng này thật vui vẻ sao anh chỉ là có chút cẩn thận thôi ai biết được cái đám em họ của anh lại dỗi chuyện đi mai phục chúng ta cũng không thể cố gắng lâu như vậy kết quả thua ở chuyến đi tuần trăng mật được Nói như vậy giống như cũng không có gì sai Chúng ta thừa dịp hiện tại Tích cực bồi dưỡng ăn ý Trở về nước Sẽ không ở trước mặt của ba mẹ anh bị lỗ tay Tóm lại Em đừng nghĩ quá nhiều Một ngày làm hòa thượng cũng phải gõ chuông truyền tâm mà sắm vai tân hôn vợ chồng của chúng ta đi Lời nói của anh hoàn toàn chính xác Không có một chút sơ hở Thế nhưng thương hải tình Lại không lý giải nổi cảm giác dầu dĩ trong lòng đến tột cùng là vì sao mà xuất hiện chứ? Suy nghĩ mãi không ra, cô đưa tay gõ gõ vào đầu của chính mình, thầm mắng chính mình một tiếng, chính là đứa ngốc. Xem ra, thật chính cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Trong phòng khách, Hàn Quang Lỗi mặc quần áo rất thoải mái ở nhà, ngồi trên ghế sofa check email. Được tích lũy trong mấy ngày xuất ngoại của anh, đột nhiên trong nhà vang lên một tiếng chuông điện thoại. Làm cho anh không thể không ngừng tay tiếp nhận điện thoại. Ngày hôm qua, máy bay vì thời tiết có chút thay đổi cho nên hạ cánh trễ. Từ sân bay trở về Đài Bắc, đêm cũng đã khuya. Bọn họ đều thật sự mệt mỏi muốn chết. Vội vàng tắm rửa một cái. Cả người mệt nhọc đều đã đi gặp chu công. Chẳng lúc hai người vẫn còn tạm thời thời gian nghỉ kết hôn, thẳng đến mặt trời lên, mới thản nhiên tỉnh dậy. Được, con đã biết rồi. Chút nữa sẽ mang hải tinh trở về. Như vậy đã được chưa? Anh bắt đắc dĩ mà hứa hẹn cùng với mẹ Nghe được con đáp ứng như vậy Hàn mẫu cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn mà gác máy Nhảy nhót đi thu xếp các món ăn sửa trường Chờ con sẽ đem ánh sáng Mà bà vất vả lắm mới đón về nhà được Chính là con dâu bảo bối của bà Gác điện thoại xuống Hàn quang nỗi bất đắc dĩ Lắc đầu thở dài Đều là do cha đã chiều hư mẹ rồi Chọn lọc những email quan trọng Anh đứng dậy xem một loạt các email quan trọng cần tự mình xem xét và cho vào một góc lưu lại rồi đóng máy sau đó mang dép lê đi tìm người hải tinh mới vừa rồi nhận điện thoại của mẹ mẹ anh đã ra lệnh cho anh tối hôm nay trước bữa ăn nhất định phải đồng thời nhìn được con dấu bảo bối cùng với đứa con thối kia của bà anh ai oán mở miệng hả quả nhân là hiểu con không ai bằng mẹ ngày hôm qua nếu không phải em kiên trì nghe nói cái tên con thối kia tính là sẽ không tắm rửa muốn lên giường dành chính ngôn thuận mà trở thành thối con cô chiều tức nhìn về phía anh liếc mắt một cái làm ơn đi tối hôm qua là bởi vì anh từ sân bay lái xe trở về em ở bên cạnh còn vô tình ngủ say anh đã cố gắng chống lại mí mắt muốn rụp xuống em còn không biết cảm ơn còn ở đó mà của trách anh sao Rụp Kìa không biết là ai hiện tại đã giúp anh giặt quần áo nha? Em là vợ của anh, đương nhiên là phải giúp anh giặt quần áo rồi. À, hình như là trên hiệp ước không hề có quy định này. Anh còn không cảm ơn, lại còn cũng không hỗ trợ. Heo đất à, cút ngay đi. Mới bỏ ra cái tay trên lưng, cái tay kia đã lập tức vô liềm sỉ mà hoàn đi lên. Như vậy đã tức giận sao? Anh bây giờ là không phải là đang giúp việc cho em ư? anh đứng ở ngay phía sau của cô đem cả người của cô như vậy mà đứng trước không hề động đậy bàn tay chết tiệt sờ bà vai của cô ôm ấp eo thon của cô ý đồ cũng rất rõ ràng này anh đừng có ở trong này mà động tay động chân đừng có gây sự nữa được không các vật kỷ niệm em đem về đều đặt ở trên giường anh đi chọn một chút đi nhìn xem có cái nào thích hợp thì cầm đưa cho bác trai bác gái cô cố lấy một việc để sai anh làm Thôi em xong rồi Cái gì mà bác trai bác gái hả Hàn phu nhân Em có thể tự mình hiểu lấy được Em buổi tối nếu như thật sự Gọi mẹ anh như vậy Bà xác định sẽ vững vàng lập tức mà khóc đấy Anh lớn tiếng mà chỉ trích cô Ý thức được chính mình đã phạm sai lầm rất lớn Thương hải tình đáng thương hề hề Cầm lấy tay của anh lay lay Thực xin lỗi mà Thực xin lỗi Em chỉ là nhất thời sai sót mà thôi khuôn mặt căng thẳng anh thập phần nghiêm túc nói như vậy không được nhất định em sẽ làm lộ. chúng ta trước khi đi cần phải giáo dục một chút gì chứ có cần phải nghiêm trọng như vậy không em cam đoan buổi tối sẽ chú ý mà hàn quang lỗi mới mặc kệ cô lại nhại cam đoan điều gì ra tay đem cả người của cô mà kiêng lên vai dám không để ý kháng nghỉ đem cô đi vào trong nhà hàn lỗi hàn quang lỗi anh không thể công kích em cô vội vàng đầy thân thể nóng như lò lửa ở trên người cô ra miễn cho chính mình có nguy cơ sẽ bị nhiễm bỏng anh là muốn yêu thương vợ của mình sao có thể nói là công kích chứ anh bình tĩnh hôn lên đôi môi đang cố né tránh của cô không có ý tốt mà cười đáp còn nữa hiện tại nếu là thời gian nghỉ kết hôn chúng ta cũng nên vì cuộc sống của chính mình nhiều một chút tìm đến một chút lạc thú Em nói có phải hay không? Nhưng đối với anh không tiếp thu thì đó là lạc thú ư? Cô sợ chính mình thừa nhận không được cái loại cảm xúc kích động này lại sẽ lâm vào không thể khống chế được, cũng là cam lòng triền miên. Không được, không được, chúng ta buổi tối còn phải về nhà ăn cơm cùng với ba mẹ của anh, cũng không thể được, chờ trở về lại đi. Cô còn cố gắng tranh thủ để kéo dài thời gian. Làm ơn Ăn cơm tối là chuyện của buổi tối Khoảng cách hiện tại Chúng ta ít nhất còn có 3-4 giờ Có thể từ từ thưởng thức Đáng thương Bỏ qua thời cơ đáng giá có thể trốn Thương hải tình không còn cơ hội Để có thể bỏ chạy nữa Chỉ có thể bị từng giọt từng giọt đoạt lấy Cầu xin tha thứ không hề Đi vào trong phòng bếp Nhìn thấy hàn mẹ cùng với dì giúp việc Đang không ngừng thi triển công phu bếp núc Mẹ Thương hải tình mặc một bộ âu phục màu trắng tình khiết trên gáy buộc lại khăn giải lụa làm cho cô rất yêu kiểu xinh đẹp động lòng người ôn nhu mà chiều mến hải tình đã về rồi hả con hàn mẫu vội vàng buông cái nồi trong tay xuống vui vẻ mà tiến ra đón con dâu bảo bối mẹ à đây là lễ vật con cùng với quang lỗi đã cùng nhau chọn lựa hy vọng là mẹ sẽ thích cô hai tay dâng lên một túi nhỏ theo hoa văn tinh xảo của thái lan hy vọng sẽ tạo được niềm vui cho bà ngay cả gì giúp việc cô cũng không quên chuẩn bị một phần kỷ niệm thăm hỏi thích thích chứ đương nhiên là mẹ thích rồi mẹ nhìn thấy con liền đã thích ngay hàn mẫu mặt mày rất hớn hở dạ còn có việc gì con có thể giúp không ạ à? đều không còn gì quan trọng nữa đâu cạnh chỉ cần hầm một chút là tốt rồi đi thôi bà lôi kéo con dâu chăm chú mà ngắm nhìn cũng là đánh giá thế nào hả tuần trang mật có tốt hay không tham quan có được nhiều nơi hay không à dạ tốt lắm à bờ cát miên man làm cho cô cùng với hàn quang lỗi cơ hồ mà nhìn muốn điên rồi quang lỗi đó nó có đối xử tốt với con không nếu không tốt cứ nói với mẹ Mẹ sẽ giúp con sửa chữa nó Nó có bao nhiêu bất hào Mẹ so với người khác đều rất rõ ràng Hàn mẫu là phi thường tình nghĩa biểu lộ Lúc trước cô còn cảm thấy bất khả tư nghỉ Rất khó có thể tưởng tượng Rốt cục người mẹ như thế nào Lại dùng phương thức bắt cóc con Đem cằm ở trên ghế trong buổi coi mắt Hai anh thiếu chút nữa là bảng quang bạo liệt Hiện tại nghe đến người mẹ này Lại đối với con dâu của trái thằng con bất hảo của mình. Thường Hải Tình thật sự không biết là nên khóc hay nên cười. Xem ra hai mẹ con nhà này so với cô nghĩ lại còn thú vị hơn rất nhiều. Chính là Hàn Quan Lỗi đã nghe được chính mình bị nói bất hảo, khả năng sẽ không thật vui đâu. Thường Hải Tình buồn cười nói Mẹ à, người cứ yên tâm đi, Quang Lỗi đối với con rất tốt à? Đột nhiên cô phát hiện ánh mắt của bà có một chút biến hóa kỳ lạ. Theo bản năng cúi đầu vừa thấy, phát hiện trên khăn cổ lụa không biết khi nào là dịch chuyển. Để lộ ra các chấm đỏ mờ ám khiến cho người ta nhìn thấy liền không nhịn được xấu hổ. À! Vội vàng hốt hoảng mà bịt lại. Cô quả thực là xấu hổ đến nỗi là xấu hổ tột cùng. Lập tức không thể bay ra khỏi phòng khách đem cái tên đàn ông làm càn đó đánh cho một trận. Hàn mẫu gật đầu mạnh mẽ, bên miệng tươi cười, giấu không được sự vừa lòng. Đừng có không được tự nhiên, mẹ cũng là người từng trải. Hảo, hảo, tần hồn vợ chồng phải như vậy mới tốt, như vậy mẹ mới có thể sớm một chút để ôm cháu trai. Thương Hải Tình biểu tình nhất thời xấu hổ tới cực điểm. Cùng với cô thảo luận cháu trai, có phải là vấn đề quá khó rồi hay không? Vừa vạn lúc này, Hàn Quang Nỗi cảm thấy lo lắng Cùng với cha nói vài ba câu có lệ Liền chạy nhanh vào phòng bếp để tìm người Quả nhiên hoàn toàn không hiểu hàm xúc Vì sao mẹ anh Chính là đang hớn hở Đối với vợ mới cưới của anh Biểu đạt nguyện vọng muốn ôm cháu của bà Anh tỏ vẻ ý tứ thâm tình Mà kéo thương hai tình Chợt cau mày nhìn mẹ kháng nghị Mẹ à Chúng con vừa mới kết hôn Mẹ cũng không cần phải lập tức ẩm ý Muốn cháu trai được không chúng con bây giờ còn muốn trải qua cuộc sống của hai người tạm thời có thể tha cho chúng con hay không người này còn đúng là cái tên xú tiểu tử là không trông cậy được mà mẹ hiện tại là đang nói chuyện với con dâu ngoan con đừng có xen mồm vào đi ra ngoài đi đi ra ngoài phòng bếp là chỗ của chúng ta không thể cứu vãn được nữa hàn quang lỗi lập tức bị đuổi ra khỏi phòng bếp bị cấm chỉ đứng ở ngoài phạm vi của phụ nữ lúc ăn cơm hai người ăn mà cứ nơm nớp lo sợ liên tiếp bị ánh mắt thân thiết liếc nhìn cái bụng của cô đang rất thỉnh an thật vất vả mới dùng xong bữa tối bọn họ cố gắng dằn xuống sự bức xúc chịu đựng đến mười giờ hàn còn lỗi lập tức kéo tay của vợ lấy cớ là buồn ngủ nhanh chóng mà muốn thoát khỏi địa vị của anh hoàn toàn bị rớt xuống thảm hai anh nắm tay lái đau khổ mà nói Trước kia anh được mọi người nâng như vật quý trên tay Chỉ một cái như mày Hàn gia cao thấp Ai cũng phải cảnh giác sợ hãi Chỉ sợ đại thiếu gia anh có cái gì không hài lòng Thế nhưng Từ sau khi kết hôn Địa vị của anh cũng chưa từng có một chút dao động Chờ đến khi kết hôn Tình huống cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp Về nhà Lão bà lão mẹ Ngày cả đá cũng không thèm đá anh Chỉ vòng quanh con dâu ân cần hỏi han dường như không có lập tức thành công, tạo người chính là do anh đã hành xử bất lực. Điều này làm cho chính nam tính tôn nghiêm của anh cũng hoàn toàn bị đả kích. Vấn đề là chỉ tính toán duy trì một tháng hôn nhân. Vạn nhất thực sự làm ra người thành công, kia mới chí là ngạt trí đại điều. À cũng thế, đây chính là nhân sinh, đây chính là sự thật. Anh xem xét thương hải tình, đôi môi mím chặt, cổ họng không phát ra tiếng. Làm sao không nói ra lời Có phải hay không Bởi vì mẹ anh tạo áp lực cho em Em đừng để ở trong lòng Đây là tính tình của người Làm cho người ta thực sự đau đầu Nếu không phải đã kết hôn Chỉ sợ anh còn bị bắt cóc Khủng bố đi xe mắt mấy lần nữa ấy Cô biết cảm giác Bị bắt buộc kết hôn Thật sự không tốt chút nào Lúc trước bà mẹ cả ngày Cũng nhắc đi nhắc lại với ba chị em cô Cô cũng đã trải qua những cảm giác này Cô không phải là không biết tâm tình trở mong của các bậc cha mẹ, cho nên cô mới có thể đồng ý với đề nghị của quang lỗi. Chính là... Cái quan hệ hôn nhân giữa bọn họ ngay từ đầu cũng chỉ tính là duy trì một tháng. Chờ cho thời gian vừa đến cả hai liền sẽ đôi bên kết thúc. Nhưng mà bây giờ cô lại không khỏi lo lắng. Những người lớn chẳng hay biết gì về sau này mà biết được trần tướng sẽ thường tâm muốn chết nha. Hàn quang lỗi... Em cảm thấy quả thật ái náy Mẹ anh đối với em tốt như vậy Thế nhưng em lại lừa gạt người Cô quả thực không muốn làm tổn thương mẹ của anh Thế nhưng là Cô cũng không có biện pháp nào có thể lập tức Tạo ra một đứa cháu trai Để có thể thỏa mãn cho họ Vì sao mỗi chuyện đều không thể vẹn toàn được chứ Vậy cho nên Vì mẹ anh Em quyết định giúp anh sinh con sao Tốt thôi Chúng ta bây giờ lập tức về nhà Cố gắng cậy cấy, cấy. Anh xúc động mà nhận lời Hàn quang lỗi Tâm tình của em đã đủ rối loạn rồi Anh đừng có gây sự có được không Mới nhìn anh liếc mắt một cái Cô lập tức nhớ tới một sự kiện khác Biểu tình nghiêm túc muốn giết người Mà nói đến đây Em còn chưa tính toán với anh đâu nha Anh xem Anh làm việc tốt gì đây này Cô kéo khăn lụa ra Đem các dấu chấm đỏ do anh làm Chỉ chỉ cho anh xem tuy rằng mẹ của anh hàm xúc không nói gì thêm thế nhưng anh có biết em lúc ấy có bao nhiêu xấu hổ không bên cạnh lại còn có cả gì giúp việc nữa chứ cô không nhìn được mà ồn ào kháng nghị anh bày ra bộ dạng khiến cho người cảm phấn em xứng đáng mà cái gì cái gì mà em xứng đáng hả thường hải tình thật sự là bị tức đến uất người ai kêu em không chịu cho Lúc cả người đang vận sức chờ phát động Cô thế nhưng lại kháng cự Anh dục vọng tiến vào Làm hại cho anh thân thể đau đớn không thôi Bất quá anh đành phải làm cho cô Cũng đến thử cảm giác đau đớn Cho nên mới cắn cho cô một cái Anh... anh thật là... Mỗi lần vừa nói đến vấn đề này Cô liền hoàn toàn bị chịu thua Được rồi Cùng lắm thì lần sau Đến lượt anh sẽ cho em cắn một cái để bù lại Ai mà thèm chứ Mới không nghĩ cùng với anh có lần sau đâu Mỗi lần ép buộc cô đến thảm Đột nhiên anh đưa một bàn tay Đem cô kéo sát vào bên sườn Anh lại làm gì nữa vậy hả Anh đang lái xe đấy Cô kinh hô Vậy thì ngoan ngoãn đi Đừng có lộn xộn Xe vẫn còn đang chạy Thường Hải Tình cảm thấy mạng của chính mình Đang nằm trong tay của anh Đành phải ôn thuần không dám lộn xộn nữa cũng là không biết phải làm sao dựa vào vai của anh trong lòng đột nhiên yếu đuối tưởng tượng thấy trước mắt có thể cứ như vậy mà trôi qua cũng thật sự tốt đẹp không cần có cuối có muốn xem phim hay không anh đề nghị nhưng đã trễ thế này rồi thì sao chứ dù sao vẫn trong thời gian nghỉ ngơi chúng ta cũng phải tìm lạc thú cho chính mình để đến tuần sau bắt đầu đi làm sẽ không thể giống như hiện tại tự do tự tại như vậy Cô dựa vào trong lòng của anh, ý niệm muốn cùng anh đi tìm lạc thú xuất hiện ở trong đầu, khiến cho cả hai bỗng nhiên đều vui vẻ. Được rồi, vậy thì chúng ta đi chơi suốt đêm đi, đem tất cả các phim đang trình chiếu mà xem hết luôn. Khuôn mặt của cô tươi cười rạng rỡ. Còn mua thêm hai phần bỏng hô. Được, cùng với cô cả ướp lạnh. Thành thực thì trước tiên là nói về, mà thôi cũng không cần ướp lạnh cứ để như vậy nha Cái đó không tính là cô ca chân chính Đi Sau đó sẽ cùng nhau tận tình hưởng lạc Ăn uống đến phình bụng mà chết Ánh mắt đầy chiều tước Hà Anh thật là biến thái đấy Em mới không cần phình bụng đến chết đâu Một mình anh phình bụng là tốt rồi Thường hài tình Em như vậy thực không có nghĩa khí nha Anh mới là người Không có nghĩa khí trước chứ Cô không biết ai đã hại cô phải xấu hổ trước mặt mẹ anh còn không có một chút đạo nghĩa mà bỏ chạy lấy người hại cô phải một mình đối mặt với sự ân cần hỏi han của mẹ anh em đấy nha đúng là hư quá mà không quan hệ Mặc kệ em hư thế nào anh chỉ cần nhẫn nại thêm 20 ngày nữa thì là tốt rồi lời này vừa nói ra hai người đều ngây ngần cả người sự chia lìa đều là nỗi sợ hãi trong lòng của mỗi người mà bọn họ đang cố gắng để che giấu. Phát hiện ra không khí đột nhiên trầm xuống, Hàn Quang Lỗi nhanh trí lên tiếng đánh vỡ không khí lạnh như băng, giả bộ bất mãn mà uy hiếp nói. Em đúng là người không có chút lương tâm, anh đối với em tốt như vậy, em có thể, nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ là vội vã muốn thoát khỏi anh. Xem ra kế hoạch tối nay của chúng ta phải thay đổi địa điểm rồi. Anh nghiến răng nghiến lợi mà nói Vì sao chứ? Cô chu miệng kháng nghỉ Còn có thể là vì sao? Đương nhiên là vì có người ngốc nghếch Không có gì đi làm Lại đi kiểu khích anh Thế cho nên cho anh phi thường không ngại thoải mái Cho nên anh cũng sẽ phi thường không nghĩ Sẽ để cho cô ta thoải mái được Hiện tại Anh quyết định muốn đem cô ta bắt về nhà Dùng thời gian cả một đêm Lấy các phương thức ra để giáo huấn cô ta Hàn Quang Lỗi khẽ nhíu mày lại, đôi mắt đen sáng lên, sự nguy hiểm đe dọa phát ra từ đôi mắt một cách mãnh liệt. Thương Hải Tình hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của anh, cô chống to đôi mắt, bất an mà trừng mắt nhìn anh. Hàn Quang Lỗi, anh không thể như vậy, lỡ như chuyện không giữ lời, anh chính là tiểu nhân. Đúng vậy, anh chính là tiểu nhân, như thế nào hả? Van xin anh sao? Anh nhướng mày, sau khi cân nhắc tình thế, cô đành phải sờ sờ cái mũi, ỉu xìu mà kéo kéo cánh tay của anh. Thái độ cũng vô cùng thân thiết, lấy lòng mà nói. Anh làm ơn đi, ông xã đáng yêu à? Ngón tay bướng bỉnh còn cố ý ở trên lồng ngực rộng lớn của anh, hết sức ái muội mà xoa xoa. Em rất muốn đi chơi cùng anh, xem các bộ phim đến tận khuya, ăn xài các bịch bỏng ngô thơm ngon ngọt ngào, lại còn Uống thả cửa Coca ướp lạnh, sau đó sẽ cùng nhau tay trong tay phình bùng. Nói đến nửa chừng, chính cô lại nhịn không được mà cười to. Đáng chết, sự khiêu khích của cô tuy rằng là chúc chắc, lại rất xẻo Người mù cũng biết chỉ là giả dối. Thế nhưng là Hàn Quang Nỗi vẫn là bị ảnh hưởng lớn, hô hấp bỗng trầm xuống. Xem ra em cũng có chút thành ý đi. Thời điểm này mới có thể nhận thức được anh là chồng của em. Anh khinh bỉ nói Ai nói chứ Trên chứng minh thư rõ ràng 24 giờ Từng giây từng phút đều có thừa nhận Anh là chồng nha Ánh mắt mê người cho anh một cái liếc mắt Đầy khiêu khích cũng như mê hoạch chính anh Sự tự chủ của hàng quan lỗi Nhất thời bị đánh vỡ Chiếc xe đang chảy bỗng nhiên thay đổi hướng Anh liều loát khống chế tay lái Dẫn dắt thân xe Nhanh chóng đậu sát vào bên đường Sau khi đổ xe một cách vội vàng anh quay người cô, nóng bỏng mà hôn lên cô một cách cuồng nhiệt. Nụ hôn mãnh liệt, bộc lộ sự khao khát, làm cho thân thể của bọn họ đều căng thẳng, ngực cũng sôi trào, ngay cả lòng bàn tay cũng nóng lên. Cho đến khi hô hấp bị đình chỉ quá lâu, không thể thở được, bọn họ mới buông ra. Quảng lỗi Cô ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực ấm áp của anh, không rõ kích tình vì sao lại phát ra. Về sao ở trên xe Trăm ngàn lần đừng khiêu khích anh như vậy Khiêu khích ư Cô nào có chứ Cô chỉ là ngoan ngoãn năn nỉ anh Một chút, một chút mà thôi Lần này tạm thời bỏ qua cho em Sau này mỗi ngày mỗi ngày Thân là chồng của em Anh muốn một chút yêu thương em Hiện tại thì xem phim đi Mỗi ngày, mỗi ngày ư Anh biểu thị công khai Đừng nói là thương hài tình Nghe được, mặt đều đỏ lên sợ là ngay cả ngón chân của cô cũng đều đã đỏ bừng rồi. Xong rồi, cô cảm giác tâm của chính mình từng giọt từng giọt đã bị mị lực của anh mê hoặc. Dần dần cũng là chầm luân. Chỉ một câu nói, một ánh mắt, một chút hôn môi có thể dễ dàng khiến cho điều khiển hỉ nộ ai ố của cô. Mà cô lại càng muốn gắt gao, nắm giữ lý trí. Lại sớm không biết lý trí của cô đang bay ở chỗ nào và từ khi nào nó không thuộc về cô nữa. Cô cảm thấy sợ hãi Lý trí biết hậu quả Thế nhưng cô có thể gánh vác hay sao Cô có thể lý trí nhìn người đàn ông mê hoặc trước mắt này Mà không chút sinh lòng ư Hơn 8 giờ tan tầm về nhà Sau khi hàn quang lỗi đầy cửa ra Cả căn nhà to lớn Chỉ có một chút ánh sáng nho nhỏ Từ chiếc đèn nhỏ bằng chiếc chén Tâm tỉnh bỗng nhiên cảm thấy Mệt mỏi hơn cả lúc tăng ca Anh đưa tay mở đèn muốn dùng ánh sáng để xua đi bóng tối cùng với sự yên tĩnh lạnh lẽo. Đi vào phòng bếp uống lên một ly nước, cả người chợt tê liệt ngồi ở phòng khách trên sofa, không hề nhúc nhích. Từ khi thời gian nghỉ kết hôn của bọn họ chấm dứt, thì hai người liền lao đầu vào công việc hết sức bận rộn. Gần đây, công ty khoa học kỹ thuật Hoàn Tinh hoàn toàn đã tiến hành các hạng mục hợp tác đối với nước ngoài. Các công tác chuẩn bị gắt gao Hội nghị lại diễn ra gấp gáp Một tuần này Anh mỗi buổi sáng vừa thức dậy Sau khi rời giường Liền vội vội vàng vàng ra khỏi nhà Không quản mệt nhọc chiến đấu hàng say Công ty áo cưới của Thương Hải Tình Cũng là bận tối mải tối mặt Không kịp có thời gian để thực hiện Sau khi tin tức mà bọn họ kết hôn Được truyền thông công bố Khiến cho tất cả mọi người chú ý Rất nhiều người nghe xanh mà đến Từng người từng người đều muốn cô giúp họ làm ra một bộ váy cưới độc nhất vô nhị. Đột nhiên, đối mặt với một đống đơn đặt hàng khổng lồ, Thương Hải Tình cảm thấy thật sự vô lực. Nhưng là nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc, kỳ vọng của khách hàng, cô lại không đành lòng để từ chối. Đành phải cố gắng dùng toàn bộ thời gian để có thể hoàn thành. Vì thế, toàn bộ nhân viên trong công ty áo cưới đều là chung lòng làm việc cật lực, tạm thời có thể thuận lợi hoàn thành các đơn đặt hàng vốn thời gian mở cửa buôn bán của công ty áo cưới đã dài hơn nữa giai đoạn này lại là tiếp nhận lượng đơn hàn khổng lồ thường thường phải đến tận đêm khuya thường hải tình mới có thể kéo lê thân mình mệt mỏi về nhà sau khi rửa mặt chải đầu một cách qua loa vừa vặn mình đã đặt lên giường liền ngã vào mộng đẹp làm gì có cơ hội cùng với hàn quang lỗi để nói chuyện chứ mặc dù bọn họ ở chung trong thời gian này thật sự là quá bận rộn tuy rằng nằm cùng giường sát gần bên nhau như vậy nhưng mà lại cảm thấy thật sự xa xôi. Sau khi làm một phần công việc, bàn tay đang nướt trên bàn phím tạm thời dừng lại. Nhìn đến thời gian, 10 giờ hơn, không biết buổi tối hôm nay Thương Hải Tình có phải hay không muốn ở lại văn phòng để thiết kế. Lấy di động ra, đang muốn nhấn số gọi cho cô, anh đột nhiên dừng lại động tác. Đây là đang làm gì? Kiểm tra. Giây tiếp theo, anh giống như nắm phải củ khoai lang nóng bỏng, đến phòng cả tay vội vàng ném xuống ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm chiếc di động cố gắng lấy lại tinh thần đánh tan sự yếu đuối không phải anh không phải là muốn kiểm tra chỉ là xuất phát từ một sự quan tâm trên hiệp ước có nói qua không được can thiệp vào cuộc sống của nhau giao hữu công việc anh không quên anh chỉ là muốn thừa dịp cô thanh tỉnh nghe một chút giọng của cô thôi một câu hai câu cũng không sao Mấy hôm nay mỗi buổi sáng khi rời giường, chỉ có thể nghe thấy giọng nói mơ hồ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê của cô trả lời anh. Sau khi bảo vệ lập trường của chính mình, anh mới khẽ lộ ra tươi cười, dũng cảm mà gọi điện thoại. Hải tình là anh, em vẫn còn đang làm việc sao? Em đang tan tầm, đang chuẩn bị rời khỏi công ty áo cưới đây. Mà có chuyện gì sao? Phía bên kia của cô có một chút thanh âm ồn ào không có việc gì Vậy em lái xe cẩn thận Chờ em trở về chúng ta nói tiếp Nghe được cô tan tầm Hàn Quang Lỗi vui vẻ muôn giống to Vẻ lo lắng cùng với nỗi cô đơn lúc này Cuối cùng Nó đã được cất đi đám mây đen Nhìn thấy ánh sáng kia Nhưng là Em khả năng sẽ không thể về nhà quá sớm đâu Anh có muốn nói trước trẻ biết Sự tình gì không Như là có một thùng nước đá Rội từ trên đỉnh đầu Nháy mắt dập tắt hưng phấn của hàn quang lỗi đã chế như thế này em còn muốn làm việc tiếp sao giọng nói của anh lạnh lùng như băng tử quyên muốn chuyển nhà em lái xe giúp cô ấy chuyển đồ thôi anh làm sao vậy hả như thế nào giọng điệu lại đột nhiên thay đổi câu hỏi của cô đúng lúc cũng khiến cho anh bừng tỉnh ý thức được mình vừa xuất hiện cảm xúc hơi mãnh liệt anh thuận miệng mà qua loa tắc trách không có anh cũng vẫn đang ở công ty tăng ca Tốt rồi không nói nữa Anh đang chuẩn bị sắp xếp giấy tờ để về nhà ngủ Sáng mai còn có hội nghị Em nhớ lái xe cẩn thận đấy À Vậy thì chúc anh ngủ ngon trước nha Ngủ ngon Tắt điện thoại, khuôn mặt của Hàn Quang Nỗi đèn đến nỗi có thể hòa làm một với bóng đêm ở bên ngoài cửa sổ. Anh không muốn thể hiện tính chiếm giữ của chính mình. Cũng không phải anh hẹp hòi, nhưng là trong lòng luôn có một tiếng nói không ngừng nghi ngờ. Vì sao Hải Tinh thà rằng đi giúp đỡ bạn bè cũng không nghĩ sớm một chút về nhà với anh. Anh và cô đã lâu không có nói chuyện, ngay cả uống một chén trà cũng không có cơ hội. Chẳng lẽ là vị trí của anh trong lòng của cô lại không bằng bạn bè cô sao? Nhưng mà giây tiếp theo lại có một tiếng nói khác phản bác lại. Hàn Quang lối hiện tại hành vi của ngươi căn bản chính là đang đánh vào lời nói lúc trước của ngươi lúc trước rõ ràng chính miệng ngươi nói không can thiệp vào cuộc sống lẫn nhau vì sao hiện tại vừa nghe nói cô đi giúp đỡ bạn bè mà mất hứng chứ ngươi có quyền ư đóng lại chiếc laptop anh cảm thấy một bụng đầy hơn rỗi giây tiếp theo anh kéo ngăn kéo ra lấy hiệp ước của bọn họ hợp đồng hôn nhân người lập hợp đồng hàn quang lỗi gọi tắt là bên a thường hải tình gọi tắt là bên b hai bên hợp tác lập ra hợp đồng hôn nhân để thuận tiện cho công việc hai bên đều đồng ý các điều kiện sau cả bên a và bên b tùy ý chọn ngày bắt đầu đến trước ngày kết hôn phải có nghĩa vụ tham gia buổi lễ thời hạn của hợp đồng hôn nhân là một tháng quan hệ vợ chồng sẽ được tính từ ngày tổ chức hôn lễ cho đến khi đủ thời hạn một tháng trừ phi cả hai bên đều đồng ý nếu không không thể tự tiện kéo dài kỳ hạn sau khi kết hôn, hai bên có nghĩa vụ phải sống cùng nhau, nhưng không thể can thiệp vào các mối quan hệ bạn bè, giao hữu trong cuộc sống hay là trong công việc của đối phương. Trong thời gian hợp tác, hai bên có nghĩa vụ phải phối hợp, tham gia các hoạt động của mỗi gia đình, cùng sắm vai vợ chồng ngọt ngào, duy trì sự hài hòa của cả hai gia đình. Trong thời gian hiệp ước còn hiệu lực, không được yêu thương đối phương trong thời gian hợp tác. Nếu như bên nào vi phạm phải trả cho đối phương 100.000 tiền phí bồi thường. Không được để cho người thứ ba biết được nội dung hiệp ước này. Anh chợt phát hiện ra chính mình đã hoàn toàn đứng không nổi. Đặt ra trong hợp đồng tất cả mọi điều khoản, cơ hồ đều là phiền toái do chính mình tìm đến. Càng xem, cơn giận trong lòng lại càng mãnh liệt, lấy bút máy ra, anh tức giận mà xóa cùng với sửa đổi nội dung. Thời hạn hợp đồng hôn nhân là một tháng quan hệ vợ chồng sẽ được tính từ ngày tổ chức hôn lễ cho đến khi đủ thời hạn một tháng trừ vì cả hai bên đều đồng ý nếu không không thể tự tiện kéo dài kỳ hạn cười nhạo một tiếng anh lập tức dùng tốc độ xét đánh nhanh chóng để sửa trong miệng không quên thì thào tự nói chỉ cần bên a đồng ý quan hệ hôn nhân kéo dài đến vô hạn sau khi kết hôn hai bên có nghĩa vụ phải sống cùng nhau nhưng không thể can thiệp vào các quan hệ bạn bè giao hữu trong cuộc sống hay trong công việc của đối phương. Hừ, sửa. Bên A có quyền nắm trong tay quan hệ bạn bè giao hữu cùng với cuộc sống, bao gồm can thiệp công việc. Trong thời gian hiệp ước còn hiệu lực, không được yêu thương đối phương trong thời gian hợp tác, nếu như bên nào vi phạm phải trả cho đối phương 100.000 tiền phí bồi thường. Lại sửa. Bên B phải yêu thương bên A, không thể không theo anh đem hợp đồng sửa hỗn độn tuy rằng tạm thời có thể phát tiết bất mãn thế nhưng sau khi tỉnh táo lại trong lòng cũng buồn bã càng sâu sự hoàng sợ bỗng chốc dâng trào ở trong lòng cảm thấy tâm tư phức tạp chùa sót cũng là bất đắc dĩ ngu ngốc tất cả đều là ngu ngốc đều là do lúc trước vì cái hiệp ước ngu xuẩn này nếu không có tờ giấy hiệp ước này chăn lại anh vừa rồi đã có thể lên tiếng mạnh miệng cưỡng chế bắt cô lập tức ngoan ngoãn trở về trong vòng tay của chồng. Thế nhưng nghĩ lại thì nếu không có hiệp ước này, hai tình còn có thể gả cho anh hay sao? Anh còn có thể làm chồng của cô trong một tháng hay sao chứ? Buồn nha, quay vào trong phòng ngủ nằm một mình trên chiếc giường đôi. Hàn quang lỗi thiếu một chút nữa là bị cảm xúc của chính mình làm cho phát điên. Đêm cuối tuần trên bàn cơm, Hàn quang lỗi cúi đầu ăn đống thức ăn ở trên bàn, không có bà xã ở bên cạnh thật giống như một người cô đơn hay nói đúng hơn là người chồng bị vứt bỏ bản hợp đồng hợp tác với công ty nước ngoài anh đã thành công ký được dự tính tuần sau sẽ bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán xác định vững chắc có thể đem công ty khoa học kỹ thuật hoàn tinh có thể nâng lên một địa vị mới trên thương trường nhưng là điều đó có ý nghĩa là gì về nhà anh không phải ăn thức ăn nhanh cũng là mở tivi cùng với nhóm diễn viên hài già cỗi làm bạn rõ ràng người ta đều có các cặp có đôi. cớ rào anh bây giờ lại chẳng có cô bên mình? đúng là bi ai. đàn ông đương nhiên có thể ra ngoài để tìm lạc thú. thế nhưng trong lòng của anh hiểu được, cái loại tỉnh một đêm không phải là điều anh muốn. anh cho tới bây giờ cũng không có thói quen đó. cùng bạn bè đi uống rượu không phải là vấn đề lớn. nhưng là uống rượu chỉ là uống rượu thôi. anh không hiểu sao còn tùy tiện ngắm các cô gái bên cạnh. Việc này chẳng phải vì chính mình quá chén mà mắt mù đến nỗi, heo mẹ cũng có thể xem như là điều thuyền hay sao. Trước khi bạn bè luôn trêu chọc anh là quá quy tắc, ánh mắt rất cao, nhát gan. Không sao cả, dù sao anh biết chính mình muốn gì là tốt rồi. Có lẽ là đối với công siềng của hôn nhân, anh đúng là bất hảo giống như lời mẹ nói vậy. Thế nhưng đối mặt với tình yêu, anh tuyệt đối là trăm phần trăm trung thủy. Được rồi, được rồi, anh đặt tên đàn ông vô dụng nói về bản thân anh là người có lý trí sáng suốt đạo lý rất rõ ràng phân minh nhưng mà khi nghĩ đến bà xã anh sẽ đột nhiên ngu đi một cách đáng kinh ngạc lại một đêm mang theo tân tình bùm bực mà leo lên giường đột nhiên lúc này di động ở phía đầu giường vang lên anh ngay cả ánh mắt cũng chưa mở nhanh tay mà bắt máy alo quang lỗi à anh có biết em vừa gặp được ai hay không từ đầu dây bên kia chuyển đến thanh âm hưng phấn cùng với vui mừng của thương hài tinh gặp ai tóm lại có thể khẳng định không phải là gặp anh julian chính là thời điểm lúc chúng ta đi hưởng tuần trăng mật người đàn ông nước pháp không hiểu tiếng anh mà em đã gặp lúc ở quầy lễ tân của khách sạn ấy vốn dĩ đầu óc vẫn còn đang mông lung hỗn độn nghe được tiếng nói cao vút của cô anh lúc này mới bắt đầu đèn những lời nói trước của cô mà tiếp thu trong đầu. Julian, không biết tiếng Anh, Nam, người Pháp, đây chẳng phải là phần tử cực kỳ nguy hiểm hay sao? Mẹ nói chứ, không phải anh nói quá, cái tên kia từng ở tại đại sảnh khách sạn cùng với Hải Tình nói chuyện một hồi lâu, trước khi còn bày tỏ ra biểu tình buồn bã, nuối tiếc, còn ở trước mắt của anh biểu diễn nụ hôn xã giao. Lúc ấy, nếu không phải anh cố gắng nhẫn nại chắc sớm đã rồng lên đánh cho hắn một trận. Cả người lại càng khó chịu, Hàn Quang Lỗi giật mình ngồi dậy. Hắn làm sao có thể ở Đài Loan? Hai người như thế nào gặp được? Miệng lộ ra thành âm canh giác sợ hãi, lòng cũng cảm thấy tình cảnh bây giờ thật sự là quá đáng báo động. Julia đột nhiên bị công ty chuyển đến Đài Loan công tác, buổi sáng vừa mới tới báo danh. Thế giới này đúng là thực nhỏ phải không? Em vừa mới đi ra ngoài mua một chút đồ uống giúp cho mọi người. Kết quả lại gặp được anh ta tại tiệm cà phê. Thật là khéo phải không? Mà đúng rồi, bọn em đang lên kế hoạch để đi chơi club đấy. Julian mới tới, ở Đài Loan cũng không có bạn bè hay người quen. Cho nên bọn tử quyên đề nghị là đi club để uống chút rượu. Cũng là để nói chuyện phiếm. Cho nên có thể em sẽ về nhà trễ một chút. Chỉ có hai người. Anh hốt hoảng. Đương nhiên là không phải rồi Còn có cả bọn tử quyên Cô thoải mái cười Ừ, anh đã biết rồi Anh cảm thấy bản thân như bị đả kích nghiêm trọng Vậy Anh cứ ngủ trước đi Ngủ ngon nha Chế rồi, ngủ ngon Miệng chua xót Đã muốn biểu lộ ra ngoài Đi chơi vui vẻ Rõ ràng trong lòng cảm thấy thật sự đau khổ Lại còn cố ra vẻ tươi cười đêm cuối tuần chết tiệt bà giá lại đi ra ngoài chơi bời cô muốn cùng với đồng nghiệp của cô còn có cái tên julian từ nước pháp ra rồi đến uống rượu để mua vui còn anh lại bị ném sang một bên trong cuộc sống của thương hải tình tất cả đều là công việc đồng nghiệp cùng với bạn bè ông chồng nhanh đây căn bản chỉ là trên danh nghĩa cái tên nằm trên hộ khẩu của anh cũng là danh nghĩa mà thôi cô cũng không hoàn toàn thèm để ý đến anh đầu óc của hàn quang lỗi nhanh chóng suy nghĩ không ngừng về những chuyện có ý đồ khác muốn thay đổi cảm xúc của chính mình kết quả ngay cả lối thoát để chạy trốn cũng không tìm được anh đành phải ngã trên giường đấm ngực mà dậm chân không được nếu như mình không làm gì thì người phụ nữ này sẽ hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của mình mình là chồng của cô ấy cho dù chỉ là ký trên hiệp ước một tháng cũng vẫn là chồng của thương hải tình cô nhanh chóng nhảy xuống giường anh lớn tiếng biểu thị công khai quyết tâm vội vàng quay lại trên giường nằm thầm nghĩ chờ đấy em cứ đi chơi đi vui vẻ đi chơi anh nhất định sẽ làm cho em trong mắt chỉ có một mình hàn quang lỗi anh thôi hiện tại anh rất muốn ngủ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức muốn chuẩn bị thật tốt tư tưởng trường kỳ kháng chiến nhưng mà sau khi nhẫn nại được nửa giờ anh chịu không nổi lại nhảy xuống giường lần nữa anh ngủ được mới là lạ. Vợ của anh hiện tại đang theo một tên đàn ông xa lạ đi câu lạc bộ uống rượu, nói chuyện phiếm. Tiểu lượng của hai tình chỉ là một ly đã say. Lỡ như cái tên chết tiệt đó có tâm ý xấu xa thì phải biết làm sao. Đúng vậy, Hàn Quang Lỗi Anh chính là thích lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử đấy. Như thế nào? Cho dù là Julian là chính nhân quân tử, vấn đề là trong câu lạc bộ đó có rất nhiều những tên đàn ông nhàm chán tìm vui trong đó hải tình lại là người phụ nữ đầy mị hoặc như vậy có bảo hoàn toàn không có ruồi mũi đi theo ở bên người cô đảo quanh có ý đổ tiếp cận cho dù không có cái tên julian còn có ngàn vạn những tên đàn ông ở một bên giống như hổ dịch mồi ban đêm lại nguy hiểm như vậy anh sao có thể một mình nằm ở trong nhà mà an tâm ngủ chứ không được mình phải có trách nhiệm bảo hộ cho vợ yêu không bị quấy dày không nói những lời vô nghĩa anh lập tức đi vào trong phòng thay quần áo cởi áo ngủ trên người xuống nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề ánh mắt lướt nhẹ chùm chìa khóa nhanh chóng mà cầm lấy rời khỏi nhà đi bảo hộ vợ yêu nửa giờ sau anh thong dong tiêu sái xuất hiện quang lỗi anh làm sao mà biết chúng em ở trong này khi thường hải tình nhìn thấy hàn quang lỗi xuất hiện ở câu lạc bộ ánh mắt chứa đầy kinh ngạc anh Quang lỗi à, ngồi ở chỗ này đi." Lục Tử Quyên lập tức kéo một chiếc ghế cô đang ngồi bên cạnh Thương Hải Tình mà nhường chỗ cho anh. "Cảm ơn Tử Quyên." Anh công khai ôm nhẹ bả vai của bà xã, ngồi xuống chiếc ghế mà Tử Quyên đã vừa đưa cho. "Em nói, mọi người muốn tới nơi gần gần ngồi chơi, nơi này cách công ty áo cưới không xa, cho nên anh tới đây. Em xem, chúng ta có phải hay không là tâm ý tương thông?" Cô có ngốc mới tin cái gọi là tâm ý tương thông. Vì tìm được các cô, anh đã phải chạy khắp các câu lạc bộ, cuối cùng còn phải nhờ đến sự giao hữu của chính mình, huy động vài người quen có thể tìm được người giúp anh. Nhìn xem có phải hay không, có một đám phụ nữ đang theo đuổi một tên ngốc người nước ngoài xuất hiện, thế này mới tìm được bọn họ. Anh chủ động hướng Julian vươn tay. Xin chào, tôi là chồng của hai tình, Hàn Quang Lỗi. Anh nói tiếng Anh Tiếng Pháp của anh chỉ dừng lại ở mức độ cảm ơn, thực xin lỗi, nhưng mà cũng không đến nỗi miễn cưỡng, dù sao bên người anh còn có một cao thủ nói tiếng Pháp nha. "Nhà Hàn, xin chào." Khi được thượng quan Hải Tình phiên dịch, Julian dùng vốn tiếng Trung bập bẹ cố gắng thử phát âm tên của Hàn Quang Lỗi. Nhìn thấy anh xuất hiện, Thượng Hải Tình khó nén được sự ngạc nhiên xen lẫn với vui mừng. "Em tưởng bây giờ anh đang ngủ chứ?" dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được mà trêu chọc anh. Anh có thể yên tâm sao? Bọn em một đám phụ nữ mang theo một người đàn ông không quen biết đi chơi. Uống rượu, trở về bằng cách nào? Nhất là em đấy, tiểu lượng tệ như vậy. Anh không đến đợi mình, chẳng lẽ là muốn Julian đưa em về nhà? Cứ như vậy làm phiền một người nước ngoài mới đến, đúng không? Trên mặt của Hàn Quang Lỗi vẫn là duy trì tươi cười, thế nhưng khuôn mặt lại cứng ngắc như thường thần kinh mất cân đối, hé ra miệng lại nói thầm không nghĩ, biểu lộ trong lòng cũng không thoải mái. Cái gì? Của trách tiểu lượng của cô hay sao? Thường hài Tình quyết mở miệng, ngón tay hùng hăng chọc lên ngực của anh, đôi mắt mê hoặc nhìn thẳng vào khuôn miệng đang biểu lộ sự bất mãn của anh, hoàn toàn xuyên thấu cứng rắn của anh. Cho nên anh chỉ là vì bảo hộ Julian cho nên đến, đến. Anh cầm lấy tay của cô, tiến sát lại bên miệng vừa hôn vừa nói Anh là vì muốn ở bên cạnh vợ yêu của anh mà đến thôi Đôi mắt đen tuyền long lánh chân thành tâm tình Cũng không chút nào che giấu nỗi lòng của cô Thường hải tình bị anh nhìn đám đuối như vậy bỗng hoảng hốt Vội vàng rút tay về Giả bộ như vô tư thuận miệng Phải không? Em lại cảm thấy anh có vẻ như là đến giám thị em vậy Tính kèn tuông đáng sợ của anh Mặc dù chỉ làm vợ của anh chưa đến một tháng Thế nhưng cô lại quá hiểu tính cách này Giám thị sao? Có trời đất chứng giám Anh vì sao có thể dám giám, giám thị vợ mình chứ? Cái này hoàn toàn không phù hợp với hiệp ước Cùng với ước định tinh thần của chúng ta Anh ra vẻ buồn cười vì câu nói của cô Vì phù hợp với hiệp ước tinh thần Em nghĩ anh vẫn nên ngoan ngoãn trở về ngủ đi đừng có làm phiền em cùng với bằng hữu Julian nói chuyện phiếm đi. Không đi. Anh đột nhiên không khống chế được mà kêu to. Nhìn anh mất kiên nhẫn bộc lộ ra sự tức giận, thường hải tình cảm thấy buồn cười. Khóe mắt run rẩy, hàn quang nỗi biết chính mình bị cô gái này trêu đùa. Anh một tay nâng lên cằm của cô, khuôn mặt kể sát cùng với cô một cách rất thân mật, cảnh cáo mà nói. Người đẹp, em mà còn dám khiêu khích anh có tin hay không Anh sẽ cho em ngày mai không xuống nổi giường Không thể đi làm được Giọng nói ẩn chứa lửa giận cùng với nham hiểm Còn có khí thế mười phần quyết tâm Làm cho cô sợ tới mức vội vàng dừng lại việc vuốt tóc Tuy rằng không phải lần đầu tiên Cùng với anh bốn mắt giao nhau Bọn họ đã từng có những hành động thân mật So với cái nhìn chăm chú như vậy Có thể làm cho người ta toàn thân nóng lên Nhưng là lòng của cô vẫn vì bộ dạng này mà không tự chủ được rung động hàn quang lỗi vừa vào cửa ánh mắt sắc bén đã quét một phòng kiểm tra tình huống bên trong câu lạc bộ cũng được không có âm nhạc ồn ào huyên náo thành phần khách đến chơi cũng không đến mức phức tạp điều này làm cho anh nhất thời có thể an tâm không ít anh không phản đối hải tình tiếp tục ngồi trong này thế nhưng điều kiện tiên quyết là phải có anh bên cạnh cho dù hiện tại trông anh có vẻ giống như là môn thần Thế nhưng anh cũng muốn kiên trì lập trường của mình Xin hỏi môn thần Ta đây đêm nay có thể uống một chén sao? Thường Hải Tình cố ý hỏi Có thể có anh ở đây bảo hộ em Em có thể vui vẻ cùng với bằng hữu Julian uống một chút rượu Hả? Như thế nào có sự bảo hộ của anh? Em ngược lại cảm thấy còn nguy hiểm hơn Nhìn không được mà chế nhạo Anh khẽ cười thoải mái cho dù muốn ăn hiếp em Trường hợp này anh cũng sẽ tự mình kiềm chế Em cứ yên tâm chơi đi Vốn dĩ không tính uống rượu Bởi vì hàn quang lỗi xuất hiện Thương hải tình có tín nhiệm ỉ lại vào anh Cũng vì muốn mời Julian chén rượu gọi là gặp mặt Tuy rằng miệng không quên tiếp tục Cùng với anh đối chọi gai gắt Thế nhưng lại từ bên trong lòng cảm thấy vui vẻ Hàn quang lỗi làm cho cô Tựa vào trong ngực của mình Đảm đương chỗ dựa vững vàng làm cho cô thoải mái tự tải cùng với bạn bè nói giỡn. Nói chuyện phiếm, không có thúc giục, cũng không có không kiên nhẫn. Sau khi kết thúc, anh ra mặt mua thuốc giải rượu, còn chăm sóc mọi người ở trên xe, kêu taxi. Để mọi người lúc này đã say xưa bình an lên xe, sau đó đã là 2 giờ sáng. Cô an tâm theo hàn quang lỗi về nhà, trên người cũng dính toàn mùi rượu, làm cho cô không hề thoải mái bước thấp bước cao siêu vẹo kiên trì muốn vào phòng tắm để rửa mặt trải đầu đứa ngốc em như vậy sẽ hại chính mình ngã sắp xuống hàn quang lỗi một tấc cũng không rời tay cô để phòng ngừa cô bị té ngã cô kéo tay của anh không cần phải kéo em hương vị thuốc lá thật là khó ngửi em không muốn đem chiếc giường của chúng ta biến thành thối thối em muốn đi tắm rửa cơ cô bướng bỉnh kiên trì khi cô nói xong câu giường của chúng ta hẳn quang nỗi cảm thấy toàn bộ mi tâm thoải mái như là muốn bay lên trời nếu cô ngay cả say đều còn kiên trì muốn bảo vệ những tài sản chung của hai người như vậy thân là người bên gối như anh như thế nào có thể không ra mặt mà cống hiến một chút tâm lực được không muốn thối thối trên giường vậy thì anh sẽ giúp chèn tắm rửa không đợi cô nói chuyện anh chặn ngang ôm lấy cô thường hải tình đột nhiên choáng váng chỉ biết ôm chặt bờ vai của anh, làm cho anh mang theo cô bước vào bồn tắm rộng lớn đủ để chứa cả hai người. Không phải lần đầu tiên cởi quần áo của cô, thế nhưng lần này lại không có chút nào tàn niệm. Anh cẩn thận che chở cho cô, làm cho cô cảm giác hoàn toàn sạch cùng với thoải mái. Anh thanh cô gội đầu nhẹ nhàng mát ra da đầu của cô, làm cho cô sàng khoái. Dùng miếng bọc biển trong tay cẩn thận xoa bóp, cẩn thận trả nhẹ lên thần hình mềm mại của cô. Ở trong nước ấm, bọt biển lướt qua thân thể của cô, lộ ra da thịt trắng trẻo sạch sẽ. Cô lúc này giống như một con mèo nhỏ nằm ở trong bồn tắm lớn, hưởng thụ sự chăm sóc ôn nhu của anh. Cho đến khi xác định mùi rượu hỗn độn trên da thịt đã bay sạch không còn chút nào, anh mới ôm cô lên giường ngủ. Bị mắt lay động, nhìn người đàn ông trước mặt ôn nhu chăm sóc như vậy, hoàn toàn đem cô nâng niu trong lòng bàn tay ôm cô ý tứ bảo hộ hàm xúc rõ ràng nhu tình như vậy làm cho tâm của thương hải tình cũng tràn ngập ấm áp mỗi tế bào trong cô đều rung động người thật sự có thể hạnh phúc như vậy tiền tài thỏa mãn không khó thế nhưng tình cảm tràn đầy lại không thể dễ cầu được sống trên đời có thể có được hạnh phúc trọn vẹn như vậy không phải là điều dễ dàng nếu như lúc trước cô tuyệt đối không tin trên thế giới này con người có thể có được hạnh phúc như vậy thế nhưng hiện tại lại khác cô đã có được cô ở bên cạnh hàn quang lỗi cảm nhận một mênh mông hạnh phúc phảng phất chỉ cần là ở trước mặt anh mặc dù bình thường như cô cũng có thể là bảo bối duy nhất trong lòng anh không thể tin hạnh phúc này thật sự thuộc về cô sao cô bắt đầu cảm thấy chính mình đã bị lẫn lộn bởi vì anh tốt như vậy cô sẽ tưởng lầm ước định một tháng hôn nhân của bọn họ không tồn tại bọn họ có thể cả đời sẽ ở bên cạnh nhau nhưng mà thật sự đều không phải là như thế bọn họ đã ký hẹn giấy trắng mực đen viết về cuộc hôn nhân này chỉ duy trì một tháng anh như vậy mà làm hư cô vậy thì đến khi kỳ hạn một tháng kết thúc cô phải làm sao bây giờ anh hoàn toàn không biết mỗi lần anh ôn nhu lại làm cho cô bất giác tìm đập mạnh thế nào làm ơn đi không cần phải cướp đi nếu đã trao cho cô thì đừng cướp lại Trong mắt xẹt qua một chút bất an kinh hoàng Cô vội vàng ôm chặt lấy anh Cả người trôn vùi trong lòng anh Làm sao vậy? Còn chưa buồn ngủ sao? Ngoan, em nên ngủ đi Bây giờ đã khuya lắm rồi Anh nhẹ giọng rũ rành Ôm em, ôm em đi Em muốn anh ôm em ngủ cơ Cô bối rối thỉnh cầu hàn quang lỗi không chút do dự ôm lấy cô cô bé này làm sao vậy vì sao lại đột nhiên bất an làm sao vậy đừng có sợ có anh ở đây như vậy có thể chứ anh buộc chặt cánh tay làm cho bọn họ trong lúc đó không chó một chút khe hở có thể nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực của đối phương thương hải tình mi tâm cũng giãn ra có thể thanh âm của cô ngọt ngào giống như một đứa trẻ đáng yêu đánh nát sự cứng rắn cũng như sự tương đồng vách sắt trong lòng của Hàn Quang Lỗi. Ý niệm trong đầu muốn vĩnh viễn bảo hộ cô lại một lần nữa mãnh liệt cảm nhận được. Anh muốn yêu chiều cô, dùng hết thảy những yêu chiều đó. Tốt nhất là chiều cô đến vô pháp vô thiên. Cho mát chỉ có anh, cả đời đều không rời được anh. Vững vàng hô hấp khiến cho Hàn Quang Lỗi xác định cô đã ngủ say. Bàn tay khẽ chạm vào từng nét trên khuôn mặt xinh đẹp của cô tràn ngập chiều mến, nỉ non mà nói nhỏ. Không dám tưởng tượng, làm sao có thể buông em ra, đem em giữ ở bên người một tháng. Như thế nào là đủ chứ? Hải tình, em thì sao? Đối với anh, em cũng sẽ có phiền não như vậy ư? Nếu như anh nói, anh muốn lưu lại em, liệu em có nguyện ý hay không? Đêm nay rõ ràng tương đối trần trụi trước mắt nhau. Bọn họ lại trong suốt không có một tia tình dục Chỉ có hai trái tim không ngừng khẩn cầu dựa vào nhau Hai chồng mát nhắm chặt mì tâm toàn lo lắng Rơi vào giấc ngủ không chút an bình Hôm nay đã là mãn một tháng rồi Thường hại tình Cuộc hôn nhân của chúng ta đến nay đã hết Thủ tục ly hôn Tôi sẽ giao cho luật sư xử lý Mời cô hôm nay chuyển đi Vậy thì Anh vì sao lại đối xử với em tốt như vậy quan tâm che chở làm hư em thường hải tình cô thật là khờ kia chính là xuất phát từ hiệp ước tôi cũng không xám vai như vậy mà kết hôn giả của chúng ta như thế nào có thể giấu mọi người chứ trong giấc mộng thân hình lăn lộn qua lại gần như là dãy ruộng kịch liệt mề cung to lớn trước mắt làm cho người ta sợ hãi cô đi tới phía trước không có một bóng người ngay cả tiếng côn trùng hay tiếng chìm chóc cũng không có Thời gian không ngừng trôi qua, cô do dự tiến thoái lưỡng nan. Hoài nghi, đây căn bản là một căn phòng tối tăm kín mít, không có đường ra. Người nào bị rơi vào đây chỉ có thể chờ đợi một cách mòn mỏi cho đến khi tinh thần cạn kiệt hao mòn, đừng có vọng tưởng có thể sống sót mà thoát đi. Không gian rộng lớn như vậy, u ám yên tĩnh đến đáng sợ. Trước mặt hai phía sau đều là một bãi tử vong sợ hãi. Cô bắt đầu sợ hãi bỏ chạy, cả người đều ướt đẫm mồ hôi tuyệt vọng. Muốn hét thật to để cầu cứu, yết hầu lại không thể phát ra một chút thanh âm nào. Không, đừng cứ như vậy chết đi, không cần. Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn chụp lấy hai má của cô, cố chấp mà la lên tên của cô, thúc giục cô tỉnh lại. Hải tinh, Hải tinh à, em gặp phải ác mộng sao? Thường Hải tinh, Giọng nói nam tính kia vang lên rất rõ ràng Cả người rung động Cô từ từ thoát khỏi cơn ác mộng Trên người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Gương mặt tái nhợt không còn chút máu tỉnh lại Nhìn thấy hàn quang lỗi Ở ngay trước mắt cô Quang lỗi Em Cô vội vã muốn cùng người trước mắt Kể lại cảnh đáng sợ cô vừa mới thấy trong mơ Đôi mắt lộ ra sự bất an Nhạc nhiên phát hiện Vẻ mặt của anh lạnh lùng giống như tưởng ánh mắt sắc bén toát ra vẻ xa lạ xa cách sự vô tình khiến cho người ta sợ hãi đột nhiên bàn tay đang nắm lấy mặt của cô nhanh chóng buông ra gương mặt nghiêm túc khẽ động một chút biểu cảm biến hóa kỳ lạ mỉm cười thường hải tình còn chưa kịp phản ứng nụ cười đã chợt biến mất tôi có lời muốn nói với cô chuyện gì cả người lo lắng bất an hôm nay đã mãn một tháng rồi thường hải tình Cuộc hôn nhân của chúng ta đến nay đã đến kỳ hạn. Tổ tục ly hôn, tôi sẽ giao cho luật sư xử lý. Mời cô hôm nay chuyển đi. Một tháng, gạt người, thời gian nào có nhanh như vậy? Chúng ta rõ ràng mới vừa kết hôn. Trên thực tế, thời gian chính là quá nhanh như vậy đấy. Hắn không kiên nhẫn đưa tay đặt ở trên lưng. Đừng có nói với tôi nhiều lời vô ích, ngoan ngoãn, ngoãn tuân thủ ước định của chúng ta. Hôm nay trước khi tôi tan tâm trở về cô tốt nhất là phải đem tất cả những đồ thuộc về mình đóng gói mà mang đi tôi không hy vọng trong phòng của tôi còn sắp lại những thứ của cô lời nói mãnh liệt vô tình đã đả thương nặng nề người ta đợi chút quảng lỗi anh không để cho em nói vài lời hay sao không kiên nhẫn tự hỏi trong giây lát hắn mới mở miệng nói đi em yêu anh thật sự yêu anh. Một tháng nay ở chung với anh, trải qua biết bao ngọt ngào. Chúng ta giống như là những cặp vợ chồng mới cưới hòa hợp. Anh rất tốt với em, em không thể không chế được cảm xúc của bản thân. Em yêu anh. Cô gấp đến độ chảy ra nước mắt. Thoát khỏi tay cô, hắn hẹn mọn lại không kiên nhẫn nói. Như vậy thì sao? Lúc trước trên hiệp ước, giấy trắng mực đen đã đều rõ quan hệ hôn nhân chỉ là duy trì một tháng trong thời gian này cô tuyệt đối không được phép yêu tôi là cô chính mình không chút đắn đo mà chừng mực lại còn đi quá giới hạn không phải là trách nhiệm của tôi mà cô hiện tại nói yêu tôi chẳng lẽ tôi sẽ phải nhận sao em em chỉ là chúng ta chẳng lẽ không có khả năng trở thành một cặp vợ chồng chân chính hay sao gì chứ đương nhiên là không có khả năng hắn quả quyết phủ nhận vậy thì vì sao vì sao anh lại đối xử với em tốt như vậy quan tâm che chở làm hư em thường hai tình cô thật là khơ kìa chính là xuất phát từ hiệp ước tôi không có sắm vai như vậy màn kết hôn già của chúng ta như thế nào có thể giấu mọi người chứ lời nói của hắn vô tình đã đả kích cô dẫm lên tình yêu chân thành của cô Tất cả cũng chỉ là giả trang Cô run run hỏi Đúng vậy Chỉ là giả trang Hắn chắc chắn trả lời Hai mắt đẫm lệ Cõi lòng của cô cũng tàn nát Em không muốn Em không muốn ly hôn Em muốn vĩnh viễn đều ở bên cạnh anh Thường hải tình Người phụ nữ như cô Sao lại khiến cho người ta chán ghét như vậy chứ Cột ngay Hàn quang nỗi cực độ không kiên nhẫn Mà đẩy cô ra chợt phải tay áo mà bỏ đi thương hải tình khóc giống thất thanh cô khóc đến bi thương khóc đến nỗi khan cả giọng phản phất nếu có thể khóc hết nước mắt thì sẽ chẳng còn đau khổ nữa cô tuyệt vọng nằm trên chiếc giường đôi mà hai người đã từng trải qua biết bao ngọt ngào độ ấm bên gối vẫn còn đây nước mắt không ngừng trào ra thấm ướt vì sao vì sao lại đối với em như vậy vì sao chứ Cô bỗng nhiên mở đôi mắt đau thương, đôi tay nước nở đánh mạnh. Giây tiếp theo, đồng hồ báo thức ở đầu giường lại phát ra tiếng sáo. Cô kỳ lạ nhìn lại tất cả trước mắt mở mịt. Ngồi dậy, lúc này mới ý thức được. Đó chỉ là một giấc mộng. Hình ảnh mê cung đáng sợ kia cũng chỉ là trong mộng thôi. Thế nhưng vì sao nó lại yêu thương trong mộng, lại khiến cho con tim của người ta đau đớn đến vậy? Cô cuộn người lại, hai tay gắt gao ôm lấy chính mình, nghĩ rằng làm như vậy có thể khiến cho thân hình đang rét run của mình có một chút ấm áp. Có phải hay không? Đã là một tiếng chuông cảnh báo nhắc nhở chính mình nên dừng lại cái tình cảm không có lối thoát này. Ý thức được khả năng sẽ chia lìa để trào ra khỏi hốc mắt làm mơ hồ tầm mắt của cô. Hề hề, mọi người vẫn ăn dưa bở nhá. Chị hai của Thương Hải Tình là Thương Hải Vi đặt làm một bộ lễ phục ở công ty áo cưới movin thừa dịp trong công ty vừa làm xong một đống đơn đặt hàng có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút thường hải tình tự mình về nhà mẹ đẻ để đưa lễ phục sau khi xuất giá cô chỉ quay về nhà một lần là lúc vừa đi hưởng tuần trăng mật về lần đó là về tặng quà kỷ niệm cho ba mẹ cùng với hai chị rồi sau đó bởi vì bận công tác bận rộn cô trở thành đúng như câu nói của người xưa con gái gả rồi giống như bát nước đổ đi Chính là Con gái đã được gả đi này Sau một tháng tân hôn sẽ cáo biệt hôn nhân Đến lúc đó Cô còn có thể đủ can đảm trở lại nơi này hay sao Còn có thể quay trở lại Giống như trước kia Tiếp tục làm một đứa con gái nhỏ của ba mẹ Tiếp tục cùng với hai chị Là đấu võ mồm Bùi đùa ở Mỹ hay sao Đáp án hiển nhiên là không thể được Nước đổ khó hốt Đạo lý này cô hẳn là so với bất kỳ ai đều rõ ràng mới đúng. Còn nói, cha mẹ nếu như biết được cô cùng với Hàn Quang Lỗi đã có một ước định vớ vẩn trước khi kết hôn. Xác định vững chắc là tức đến chết mới thôi. Làm sao có thể còn cho cô trở về? Thường Hải Tình lắc đầu cười khổ, trách cứ chính mình có ý nghĩ thật kỳ lạ. Đỗ xe xong rồi, cô mang theo bộ lễ phục đã được thiết kế cẩn thận đi vào trong nhà. Mở cửa cho cô chính là gì giúp việc bởi vì hôm nay, ba mẹ vội vàng tham gia hoạt động của chính mình. Trong nhà, chỉ còn lại cô cùng với chị hai và chị ba. Không còn có bộ dạng giỏi giang lúc làm việc nghiêm túc. Người ta khó lòng có thể nhận ra hai cô gái đang ngồi trong phòng khách. Vừa ăn đồ ăn vặt, vừa đánh điện tử kia là một người phụ trách công ty kiến trúc, một người luôn lạnh lùng cao ngạo. Thường hải tình, cô lấy lại tinh thần. Chị hai, mau tới thử mặc lễ phục của chị đi, nếu có chỗ nào không vừa Em sẽ giúp chị sửa ngay À em đến rồi Chị nghĩ rằng nhanh nhất Cũng phải chờ buổi tối Sau khi tan tầm em mới tới đưa chứ Vừa vặn trong công ty có một chút thời gian thong thả Những việc vặt còn lại Đều đã giao cho nhân viên để ý rồi Đợi chị một chút nha Chị sắp đánh bại được hải nhược rồi Thường Hải Phi đâu cũng chẳng thèm quay lại nói Đánh bại nếu chị nói sắp đầu thai lại thì có vẻ đúng hơn. Chị bà Thương Hải Nhược lạnh đồng nói. Cảm giác quen thuộc làm cho Thương Hải Tình không tự giác, lộ ra một chút mỉm cười. Đây chính là các chị gái của cô, nói chuyện lúc nào cũng thẳng thắn, không vòng vo như vậy. Thật vất vả mới chờ được trò chơi chấm dứt. Người thua Thương Hải Vi lúc này mới có vẻ không vui đứng dậy, đi theo em gái vào phòng để thử mặc lễ phục. Trời sinh khí chất xinh đẹp, khi cô mặc bộ lễ phục vào Xuất ra sự tào nhã Cùng với hình tượng cô gái vừa rồi thật sự khác biệt Thường hải tình bên cạnh Tiến vào hỗ trợ kéo khóa lên Cũng không tệ lắm Thẩm mỹ của em rất tốt đấy Bộ lễ phục theo gen này Chị thật sự là rất thích Phần nách có cảm thấy chật hay không Có cần nới ra một chút hay không vậy Không cần đâu Thế nhưng thật ra Chị muốn phần eo bóp vào một chút em cảm thấy thế nào? Thương Hải Vi trời xinh xinh đẹp, rất nghiêm khắc đối với vòng eo của chính mình. Còn bóp vào sao? Như vậy trong buổi tiệc, chị làm sao có thể ăn? Biết cái gì? Đói chết, so với xấu xí vẫn còn tốt hơn. Thương Hải Vi đột nhiên phát ra một câu đằng đằng sát khí. Chị, chị bị làm sao vậy hả? Rốt cục là muốn liều mạng với ai? Một tên đồng nghiệp không biết sống chết Hắn muốn cướp một miếng thịt với chị Ừ, cũng không nhìn lại xem chị là ai chứ Không cho hắn nhìn một chút nhàn sắc Xem Thường Hải vì chị là ngu ngốc sao Thường Hải tình run sợ, Thật lâu không thấy chị Hải tức giận Cho tới nay, chị cô luôn thành thạo ở phía quản lý tất cả Không ai có thể thoát khỏi ma trường của chị ấy Có thể chọc giận cho chị ấy như vậy Đối thủ này nhất định là vững chắc Thực không đơn giản Cuộc sống hôn nhân tốt đẹp chứ Thường Hải Phi đột nhiên Liếc mắt nhìn em gái hỏi Thấy em có vẻ béo lên Thường Hải tình né tránh không kịp Đành phải đau thương mà thừa nhận Nào có chứ Vẻ mặt của cô đầy sự vô tội Có nói không có sao Giắt mặt tránh trẻo hồng hào Có phải hay không Hải nếu Thường Hải nhược đứng ở bên cạnh Ở cũng là gật đầu hoàn toàn tán thành Chẳng sẽ không phải là nghiệm ứng câu nói kia Ăn no ngủ ấm Lại nghĩ đến dâm dục Thường Hải Vi hỏi trực tiếp Hoàn toàn là vô lực chống đỡ Đối với những lời nói độc ác của chị hai Thường Hải Tình trột ra cúi đầu Không dám nước mắt Nhìn đến hai người kia một cái Tiểu thư ăn trái cây Dì giúp việc Bưng lên một mâm hoa quả Cùng với nước trái cây lên lầu Dì ạ à, cảm ơn chỉ thấy trừ bỏ thương hải tình nói lời cảm ơn mặt khác hai vị thương gia nữ kia lập tức là biểu tình biến đổi chán ghét mà vốt tóc như thế nào lại là táo đây đã phải ăn một tuần rồi thương hải vi lên tiếng mở màn cho cơn bão bởi vì còn rất nhiều dì giúp việc vô tội mà nói khoác tay cho dì giúp việc rời đi trước thương hải vi lập tức nắm lấy bả vai của em gái dám không để ý đến cô, chỉ lo nhìn cái mâm hoa quả kia. Ăn, ăn, em ăn hết cho chị đi, chồng của em gây ra đấy, em làm vợ thì phải lo thu dọn. Quang lỗi sao? Anh ấy đã làm gì? Thường Hải Tình hoàn toàn ngơ ngác, không biết là chuyện gì xảy ra. Cái gì cũng không có làm, chỉ là sai người từ nơi chồng đưa tới hai dương táo tây mà thôi. Thường Hải Nhược ngoài cười thế nhưng trong lòng lại không cười trả lời với vẻ mặt lãnh đảm anh ấy sao phải mua táo tây chắc em nha còn không phải em nói với hắn rằng mẹ bị cao huyết áp thầy thuốc đề nghị mẹ nên ăn nhiều táo tây kết quả không biết hắn thần kinh thắc loạn thế nào nghĩ cũng không nghĩ sai người liền mang đến hai xương lớn nghe là hai xương lớn ăn à đến nỗi chị cùng với hải nhược đều muốn ói ra rồi Thường Hải Phi nhè răng trợn mắt mà kháng nghỉ À, chuyện này... em hoàn toàn không biết. Cô nghĩ đến kia chỉ là những câu nói lơ đáng trong khi nói chuyện phiếm, hoàn toàn không nghĩ tới. Quảng lỗi lại ghi nhớ trong lòng, lại thật sự mang hải dương táo tây đưa tới nhà mẹ đẻ cô. Còn có, hắn là muốn đem ba cải tạo thành ma rượu sao? Nghiến răng nghiến lợi nói. Lại làm sao vậy? Thường Hải Tình kinh hồn khiếp đảm. Nguyên cả một hòm rượu của ba đều là quà tặng của hắn. Mỗi một chai đều là vật chân quý của ba. Nhiều đến nỗi còn phải đem cất một đống giống như chữ hàng vậy. Chị nghĩ chắc không bao lâu nhà của chúng ta có thể mở khách sạn. Bà đảm đương quản lý, mẹ lo tiếp đãi. Sau đó chị cùng với Hải Nhược sẽ biến thành tiểu thư bổi rượu. Em... em quả thực... Cô rúm lại bả vai sợ sẽ bị các chị bóp đau thế nhưng sự kiện này thường hải tình cũng là hoàn toàn không biết cô lúc trước chỉ là thuận miệng nói về sở thích của ba còn nữa quang lỗi công tác bận rộn như vậy mỗi ngày sớm già trễ đều sẽ tăng họp tăng ca ai như thế nào còn có tâm tư để đi thu xếp những việc này chứ chị ngày đó còn bị mẹ giáo huấn hai đứa con gái trong nhà được chăm sóc hầu hạ còn không bằng con rể chi kỷ thường hải nhược còn có vẻ tức giận khi nhắc đến có ý tứ gì chứ chính là chồng của em tâm cơ rất nặng ngày nghỉ cũng đi theo bên người mẹ nói cái gì mà muốn đi theo học hỏi tay nghề nấu ăn của mẹ tự mình xuống bếp để nấu cho em ăn làm cho mẹ cười khanh khách đến thoải mái gặp người nào cũng khen con rể vô cùng tốt so với con gái còn hoàn hảo hơn cái gì chứ anh đến đây học tay nghề nấu ăn của mẹ cô ư làm sao có thể anh đường đường là đàn ông của hàn gia hàn gia có một quy định bất thành văn đàn ông xa cách nhà bếp huống chi quảng lỗi từ nhỏ đến lớn đều là đại thiếu gia sống với thông an nhàn sung sướng thật là hiếm có chuyện hầu hạ người đang êm đang đẹp anh tự nhiên sao lại muốn học nấu ăn em gái của chị ơi chị biết là cuộc sống vợ chồng mới cưới của hai người rất hòa hợp cũng thật sự là hạnh phúc mỹ mãn. Em dễ vô cùng chiều chuộng em, nhưng là cũng không thể để cho hai người chúng ta có chút thể diện chứ. Hắn như thế nào cũng phải muốn ở trước mặt ba mẹ cho thấy sự chênh lệch hay sao? Lời nói của Thương Hải Phi thấm thía mà oán giận. Thương Hải Tình bừng tỉnh đại ngộ, khó trách anh hôm đó sao đột nhiên hứng chí làm bữa sáng cho cô ăn, thậm chí giữa trưa còn tự mình mang cơm hộp đến công ty. Cô còn tưởng rằng anh mua ở bên ngoài Phát hiện là anh tự tay làm Thực tại khiến cho tâm của cô không kìm được mà nóng lên Bình tĩnh mà xem xét Một người đàn ông lần đầu tiên bước chân vào bếp mà nói Tay nghề của quang lỗi thật sự không chê vào đâu được Một chút đều không nhìn ra mới là lần đầu Bất quá, tính của hắn cũng là tức thời Chỉ ước mơ về một chiếc MacBook Mẫu mới số lượng có hạn Hắn không nói hai lời, liền đã cho chị. Còn có Chị yêu nhất là xem đấu quyền anh Hắn ít nhiều cũng hiểu chuyện Giúp chị đúng lúc mua được vé vào cửa Tháng sau bắt đầu Chị sẽ đi Nhật Bản xem đấu Thể nghiệm nhiệt huyết ngay tại chỗ Đúng là cảm tạ chồng của em nha Người chị ba tính tình lạnh như băng Rốt cục ở phía sau biểu hiện ra một chút nhân tính Tóm lại Ông chồng của em khá tốt đấy Bọn chị không phản đối Bất quá trở về dặn dò hắn đi hoa quả không cần phải tặng nguyên dương như vậy thật sự là làm cho người ta ăn đến nỗi phun rượu cũng ít đưa một chút đi chị còn không muốn sớm lưu lạc phong trần làm rượu nữ như vậy có vẻ như sống trong một đất nước toàn rượu nha thường hải vi không quên trọng tâm lên tiếng dặn dò cũng không quên vỗ bả vai của em gái nói lên tâm ý thường hải tình cả người đều cứng đờ cổ rốt cục là xem nhẹ điều gì rồi Quảng lỗi vì sao lại muốn làm như vậy? Chỉ tính toán làm vợ chồng có một tháng thôi. Có cần phải sắm vai đến loại tình trạng này không? Anh rốt cục là có ý tứ gì chứ? Cẩn thận, chiều cô chưa từng nói. Dù sao chỉ cần một tháng, thời gian vừa đến, hai người liền sẽ vỗ mông mà chạy lấy người. Có lẽ cô sẽ ngày ngày khóc lóc, sống vì nhớ anh. Nhưng là anh vì sao còn ôn nhu chăm sóc, còn không ngừng quan tâm đến người nhà của cô nữa làm cho người nhà của cô ai ai cũng khen ngợi anh rất tốt. Anh vì sao phải làm như vậy? Cô đã cảm thấy quá đủ thống khổ rồi, vì sao anh còn muốn làm cho cô khó xử chứ? Nghĩ đến một tháng sau, sẽ thoát khỏi thân phận hàn phu nhân. Thường Hải Tình quả thực là muốn đau lòng mất thôi. Hải Tình à, em làm sao vậy? Thường Hải Vi chú ý đến biểu tình kỳ lạ của em gái. Em... không, không có gì. Sắc mặt của cô tái nhợt, ánh mắt trống rỗng. Không có sao? Nếu không có, vì sao hốc mắt lại đỏ? Thường Hải nhược sầu sắc nhìn chằm chằm cô. Thường Hải tình không biết phải biểu đạt như thế nào, cả người đều vì tất cả những chuyện này làm cho bùn rồn tay chân. Cô trột giả lùi về phía sau không ngừng. Hải Tình à, em rốt cục thì bị làm sao vậy? Thường Hải Nhược muốn đưa tay chạm vào cô, cô dường như chạm phải điện liền hát ra không có không có em không có chuyện gì em tốt lắm sau khi hoảng loạn mà hét to cô xoay người bỏ chạy khi đến không có gió mưa khi đi lại là giàn rùa sự sợ hãi đã tích tụ đến một mức độ cao nhất muốn đối mặt cũng thật sự khó khăn thường hải tình liều lĩnh chạy vào giữa trời mưa hận không thể làm cho thời gian lập tức đảo ngược Trở về những ngày tháng không có hàn quang lỗi Hải tình Em bình tĩnh một chút đi Thương Hải Vi Thương Hải Nhược chạy theo sau cô Không cần phải lo cho em Để cho em một bình suy nghĩ đi Đừng lo cho em Khoảnh khắc xoay người Một chiếc xe máy từ đầu phóng tới Làm cho mọi người đều kinh hái À Không kịp trở tay Thương Hải tình cả người Mất đi trọng tâm mà té trên mặt đất. Chiếc xe phía trước ngừng lại, Hàn Quang Lỗi đang điều khiển xe hơi, lúc này cũng chứng kiến tất cả. Trong nhất thời, tim của hắn như thắt lại, đau đớn đến cổng cực. Hải tinh! Điền cuồng mà hét lên, hắn trừng lớn hài mắt, ánh nhìn tăm tối làm cho người ta sợ hãi. Sắc mặt của anh trắng bệch, cả người phát ra hàn khí lạnh thấu xương, như thể vừa bước ra từ địa ngục lạnh lẽo. Mở cửa xe, nhanh chóng chạy qua đường, vài bước chân đã chạy đến bên người của thương hải tình anh ôm lấy thân hình mềm mại của cô hải tình hải tình à đừng làm cho anh sợ van xin em đừng làm anh sợ cả người đau đớn cô miễn cưỡng mở to mắt quang quang lỗi nước mắt của cô khẽ tuôn trào giống như suối khi nhìn thấy anh đừng sợ không có việc gì đâu để anh đưa em đến bệnh viện đừng sợ nhé anh ôm lấy cô, một giây cũng không dám chỉ hoãn, chạy nhanh đến chiếc xe, sau đó nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Trải qua liên tiếp kiểm tra, xác nhận chỉ là bị thương ngoài da, tảng đá trong lòng của mỗi người nhất thời cũng được gỡ xuống. Thương hải tình tay chân đều có băng gạt, chán bởi vì va chạm mà phải khâu mấy mũi. Cô im lặng ngồi trên ghế ở phòng cấp cứu, hai bên là cha mẹ. Đứa nhỏ này còn như thế nào lại sơ ý như vậy hả? Đúng là hù chết mẹ rồi Thường mẫu khuôn mặt đầy u sầu Một bên lầm bầm nhẹ Một bên dùng áo khoác Bó chặt tới cô Lúc này cả người ướt đẫm Mẹ à Con thật xin lỗi Con không sao mà Cô có chút suy yếu nói Hàn Quang nỗi sau khi kết thúc cuộc nói chuyện Với Thương Hải Vi Cùng với Thương Hải Nhược Anh nhanh chóng đi về phía cô Thần hình ngồi xổm xuống Anh khẽ khàng nâng lên khuôn mặt của cô ánh mắt cũng nhìn thẳng cô. Không có việc gì, thầy thuốc nói có thể trở về. Thực xin lỗi. Bởi vì cô, quàng lối cũng bị mưa làm ướt sũng. Đồ ngốc. Anh hôn nhẹ lên trán của cô, tình cảm chiều mến không có ngôn từ nào có thể diễn đạt được. hài Tinh, thật sự không cần về nhà ở một đêm. Thường mẫu không ngừng thuyết phục. Mẹ, không cần đâu con thật sự không có việc gì mẹ đừng lo lắng mẹ yên tâm con sẽ chiếu cố hải tình mọi người đừng lo lắng gì cả ngày mai con sẽ xin phép ở nhà chăm sóc cô ấy có chuyện gì con sẽ gọi điện thoại cho mọi người quảng lỗi cô bất đắc dĩ nhìn anh cô không muốn liên lụy đến anh một chút cũng không hy vọng anh không chừng mực mà làm hư cô vậy thì được rồi các con cũng nên về đi Hai đứa cẩn thận đừng để bị cảm Thường phụ dặn dò Ở trong xe Hàn Quang Lỗi điều chỉnh lại độ ấm trong xe Một bên thương hải tình là thủy chung cúi đầu Mặt không chút thay đổi Theo lời của chị hai Anh mơ hồ nắm được một chút tình huống Về phần vì sao hải tình Lại đột nhiên không khống chế được như vậy Ai cũng không rõ ràng Nghỉ ngơi một chút đi Chúng ta lập tức về nhà À Cô không có dũng khí để nhìn anh, đơn giản đem hai mắt gắt gao mà nhắm chặt lại. Nhưng là, nhắm mắt lại có năng lực như thế nào? Trong bóng đêm, làm cho người ta cảm nhận được sự sợ hãi lại càng rõ ràng hơn. Bộ dạng nhăn mày thống khổ của cô làm cho hàn quang lỗi ở một bên cảm thấy thực đau lòng. Về nhà, cô không chịu nhận sự giúp đỡ của anh, cố tình tự mình đảm nhiệm. Hàn quang lỗi không muốn khiến cho cảm xúc của cô xấu hơn, đành phải bất đắc sĩ mà thuận theo sau khi tắm thay quần áo khô anh giúp cô gọi điện thoại đến công ty áo cưới nhờ lực tử quyên ngày mai làm giúp hải tình vừa mới gác máy thương hải tình đã lập tức đẩy cửa ra từ phòng tắm mà đi ra anh tiến lên ôm lấy cô đem cô đặt lên giường trên người của cả hai đều có hương thơm của xà phòng anh vì sao lại ở nơi đó cô nghi hoặc hỏi anh đưa bà mẹ đi thăm viếng một người bạn kinh doanh về diều Lần trước hắn đã giúp bà mua được mấy bình rượu tốt Bà muốn mời hắn ăn một bữa cơm Anh thường đến nhà em Ngày nghỉ vừa rồi Có đi nhờ mẹ một việc Có đôi khi em vội vàng đi làm Mẹ lại gọi điện thoại bảo anh qua ăn cơm Nhờ thế nào Em không thích anh đi sao Anh thật sự là cố gắng lấy lòng người nhà cô Cô chào mày lại Anh không cần phải đối với bọn họ tốt như vậy em đến giờ cũng không có quan tâm ba mẹ anh. Đó là bởi vì công việc của em bận rộn, mọi người đều có thể thông cảm. Anh tốt, làm cho trong lòng của cô lại tràn ngập áp lực trầm trọng. Anh tốt cũng làm cho dũng khí của cô sắp muốn cạn kiệt rồi. Ngày mai anh đừng xin nghỉ phép, em có thể ở nhà một mình. Kỳ thật, cô càng muốn nói là đừng có đối tốt với người nhà của em nữa cũng không cần lại rất tốt với em. Điều đó sẽ chỉ làm cho em càng thống hận chính mình, trách cứ chính mình đã yêu thương anh. Nhìn thẳng vào mắt của cô. Hải tình, nhìn anh. Anh muốn em nhìn thẳng vào anh. Anh thúc giục cô. Cô bối bố rối nâng mắt nhìn anh một cái, vừa muốn cúi đầu, anh lập tức đã ngăn trở cô, làm cho ánh mắt của cô chật vật, không thể không nhìn anh. phá sinh ra chuyện gì, chị hai nói cho anh biết em đột nhiên không khống chế được cảm xúc chạy đi ai ngăn cũng không được sao vậy hả nói cho anh biết được không Thanh âm của anh khàn khàn lộ rõ ra sự bất an không có đâu chỉ là các chị hiểu lầm em tốt lắm em không có chuyện gì cô không ngừng qua la tác trách cô không muốn nói cho anh biết cô rõ ràng xem anh là người ngoài nhận thức này làm cho tim của hàn quang lỗi thắt lại đau đớn em em chán ghét anh sao cô kinh ngạc khẽ nhếch miệng không được lắc đầu làm sao có thể cô làm sao có thể chán ghét anh chứ từng đêm khuya khi cô mệt mỏi trở về nhà nhìn thấy anh nằm trên chiếc giường đôi nhìn thấy anh lúc ngủ không còn sự phòng bị hiền lành giống như một đứa nhỏ lòng của cô luôn cảm thấy rất hạnh phúc thì ra đây chính là vợ chồng mà người đàn ông này chính là người chồng mà cuộc đời này cô dành chọn tình cảm chân thành cô không biết có bao nhiêu niềm quý trọng yêu mến anh khó nói cô yêu anh tình cảm cô dành cho anh lại càng tăng không thể kiềm chế được cảm xúc ngay cả cô cũng không biết từ khi nào thì đã bắt đầu có thể là ngày hôm qua ngày hôm kia ba ngày trước tuần trăng mật lần đầu tiên khi phát sinh quan hệ thân mật hôm đó kết hôn Hoặc là có thể đã sớm hơn Lần đầu tiên khi hôn Lần đầu tiên khi gặp mặt Cô đã bị ảnh hấp dẫn rồi Nhưng là cô lại không thể yêu anh Trên hiệp định Giấy trắng mực đen xanh mạch Ai cũng không được yêu thương ai Một tháng chính là duyên phận của bọn họ Nếu như cô cố tình vượt qua trường mực Bước qua phần tuyến này thì Bộ dạng này của em Anh sao có thể yên tâm không cần như vậy được không vài ngày nữa anh phải đi châu âu công tác ít nhất ở nơi đó một tuần em cái gì cũng không nguyện ý nói với anh anh như thế nào có thể yên tâm chứ hàn quang lỗi thống khổ mà nhìn cô nói gì chứ anh lại muốn đi công tác sao hơn nữa là đi những một tuần như vậy thời điểm anh trở về kỳ hạn một tháng sớm đã chấm dứt rồi còn đâu bọn họ ngay cả cơ hội nói lời tái kiến cũng không có hay sao trong lòng của cô thất vọng Giống như sóng chiều bao phủ Cũng tốt thôi Vậy thì cứ chấm dứt đi Còn hơn là khi đối mặt lại cảm thấy xấu hổ Cô sẽ tranh thủ Ở trong khoảng thời gian anh đi công tác Đem chính mình vĩnh viễn rời xa anh Cứ như vậy có khi lại còn tốt hơn Em mệt rồi Ngủ ngon Cô nghiêng người nằm xuống Nước mắt từ hốc mắt cũng chảy ra thấm ướt cả chiếc gối. Xét chặt nắm tay, vô lực lại buông ra, Hàn Quang Nỗi phát hiện chính mình không hiểu cô. Không hiểu cô vì sao lại kháng cự sự quan tâm của anh. Chẳng lẽ là bọn họ không phải là vợ chồng sao? Trải qua mấy ngày ở chung, anh đối với cô mà nói là không có ý nghĩa gì ư? Anh vô lực nằm ở bên người cô, trong lòng cũng thất bại, khó có thể nói ra khỏi lời. Tất cả đều đã thay đổi, kế hoạch ban đầu đều vì những câu nói, những hạnh phúc anh cảm nhận được lúc ở bên cạnh cô ngay cả khi đấu khẩu Cô cũng đã thay đổi hết Cuộc sống của anh đã không thể không có cô nữa rồi Anh vươn tay Ngăn cản được không chính mình mà ôm lấy cô Đắt gao đem cô ôm vào trong ngực Một kế hoạch lớn mật Lặng lẽ ở trong lòng của anh hình thành Trường tiểu phàm sắp kết hôn vào tháng 3 Bởi vì muốn chuẩn bị hôn lễ hoàn hảo Mà cô mơ ước Cô một mình đi đến công ty áo cưới Vô Tìm tới Thương Hải Tình nhờ cô ấy làm ra một bộ váy cưới có một không hai làm cho cô xinh đẹp dạ người gả cho người đàn ông cô yêu thương nhất diện mạo ngọt ngào tất cả làm cho người ta thầm nghĩ cô giống như một bông hoa bé nhỏ cần được che chở bảo vệ kỳ thật trong tâm hồn của cô lại là một cô gái ngốc thế nhưng cứng rắn lớn mật không có vị hôn phu đi cùng cô luôn một mình lui tới công ty áo cưới trải qua chọn mẫu xem bàn thảo thử mặc phối y Hôm nay đều mặc thử lễ phục Cũng vẫn là một mình cô Thường hải tình lưu loát Giúp cô mặc lễ phục mới tinh Cẩn thận ôm khít từng đường cong hoàn mỹ Ngày mai Hàn Quang Lỗi sẽ đi công tác Đêm nay sẽ là lần cuối cùng hai người ở chung Mặc dù tâm tình của cô thực loạn Thế nhưng thương hải tình Vẫn là lấy lại tinh thần để công tác Bản thân cô không thể đạt đến hạnh phúc Thế nhưng cô vẫn mong muốn Những người khác có được hạnh phúc Hải tình à bên ngoài lối vào có tấm hình quảng cáo người trong ảnh là cô và chồng của cô sao trường tiểu phàm đột nhiên dường như nghĩ ngợi đến hỏi đúng vậy bất quá cũng sắp là chồng trước rồi thường hại tình ở trong lòng thầm nghĩ trong lòng một tiếng thở dài vội vàng gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực này chuyên tâm lo phần thắt lưng có nên buộc lại chặt một chút nữa hay không làm cho đường cong lại càng hiện rõ hơn Hai người quen nhau như thế nào chứ? Đứng trước tấm gương, trường tiểu phàm đứng thẳng, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Chúng tôi hả? Cô tạm ngừng tay, nghiêng đầu nghĩ ngời. Coi mắt, có phải hay không, nghe qua một chút cũng không lãng mạn. Ánh mắt của cô đột nhiên tối sầm, lại vẫn làm miễn cưỡng, nhẹ giọng tươi cười. Cũng không phải là mỗi người đều có thể ở trong xe điện ngầm ở New York gặp được chân mệnh thiên tử nha. Tình yêu của Trương Tiểu Phàm là câu chuyện tương đối kỳ lạ. Nghĩ đến mất đi cô gái sở hữu, lúc chuẩn bị rời khỏi New York lại gặp được người chồng tốt. Tình yêu không có thiên lôi, cầu địa hòa, bởi vì lúc ấy trong mắt của người chồng tốt này căn bản không có cô, làm cho tình yêu của cô chưa kịp bày tỏ đã chết non. Đổi là làm người khác có lẽ đã sớm ảm đạm rời đi. Thế nhưng, tiểu phàm lại dùng trực giác ngu đần của mình để nhận thức cố gắng vì chính mình tranh thủ tìm cơ hội để bày tỏ không tiếc lần lượt vượt qua biển để xuất ngoại mối tình ngàn dặm này thật sự vất vả bất quá cô gái ngốc trương tiểu phàm này càng bị áp chế lại càng hăng hơn cô dũng cảm vượt qua ngàn dặm sau khi những mất mát lần lượt được trả giá ưu điểm của cô rất cực cũng được người đàn ông cô yêu thương có thể cảm nhận được vài ngày nữa thôi cô sẽ mang theo lễ phục này một mình bay đến New York gả cho người đàn ông cô yêu nhất. Tương lai cũng không biết là tốt xấu ra sao. Thế nhưng là trường tiểu phạm biết cô sẽ không chấp nhất hay hối hận gì cả. Kìa nhất định là buổi coi mát thuộc đặc biệt đi. Trường tiểu phạm thực sự chắc chắn nói. Coi mát còn có thể nào là đặc biệt chứ? Ánh mắt nếu không chăm chú xem đối phương lại cắm cúi ăn cơm cho hết buổi thôi. Vậy sao? Thế nhưng tôi lại cảm nhận được hai người không giống như vậy đâu. Cô khẳng định. Tuy rằng chỉ nhìn vào ảnh chụp, thế nhưng thần thái, cách biểu lộ làm cho tôi phát hiện hai người trong lúc đó là bất phàm tình yêu. Bất phàm tình yêu ư? Thường Hải Tình nhớ tới cô cùng với Hàn Quan Lỗi lần đầu tiên gặp mặt. Bọn họ thân cận, căn bản chính là một trò chơi khôi hài một người đàn ông bị trói đến nỗi bàng quang sắp chịu không nổi cùng với một cô gái đói bụng đến nỗi cắm cúi ăn bất kể hình tượng không ai có ý định tiến tới hôn nhân thế nào đều là cực kỳ không phù hợp lại ở lần đầu tiên khi gặp mặt kỳ quái đâu có muốn kết hôn chứ không phải là loại tình cảm thề non hẹn biển cả đời mà là một tháng hôn nhân thôi khi những người khác vội vàng ký tên lên hôn thú Cô cùng với Quang Lỗi còn phải ký thêm một phần khế ước hôn nhân bí mật để có thể đảm bảo lập trường của đối phương. Quả thực là bất phàm, nhưng mà không có nghĩa là tình yêu, bởi vì cô cũng không được phép yêu thương anh, càng không nói đến là yêu nhau. Sự thật này làm cho cô chỉ mới hồi tưởng như vậy, tâm đã liền nhịn không được mà gắt gao đau. Hình như có một lực nào đó làm cho cô không thể hô hấp được cứ như bị người nào đó bóp chặt yết hầu, thật sự khó chịu. Đối với ngôn ngữ cơ thể của hai người lớp đó, tôi có lại trực giác rất chuẩn nha. Có lẽ cô sẽ cảm thấy bộ dạng đó là bởi vì thợ chụp ảnh bày vẽ. Tuy nhiên, tư thế giống nhau, giống như tình cảm, thể hiện lại rất bất đồng. Đã có cảm giác bất đồng, hai người trong lúc đó rõ ràng như đang chống chọi nhau. Trường tiểu phàm nhúc nhích thân thể, thử kéo nhẹ chiếc váy tiện đà còn nói hai người đấy không giống vợ chồng có vẻ như là một đôi tình nhân vừa nảy sinh tình cảm nam nữ vậy cả hai đều bị sức hút của đối phương hấp dẫn nhìn kia ánh mắt của anh ta nhìn cô vì thường đặc biệt mà cô nữa nha hiển nhiên là lâm vào dãy dụa rồi rõ ràng là khát vọng thế nhưng lại muốn trốn tránh cơ khát vọng lại muốn trốn tránh là sao Lời nói của Trương Tiểu Phàm đánh sâu vào Thương Hải Tình, làm cho tâm tình của cô rõ ràng đã bị ảnh hưởng rồi. Trong đầu của cô bất giác nhớ đến, anh đã từng giúp cô tắm vòi sen một cách ôn nhu, nhớ tới mỗi đêm trước khi ngủ, sự sợ hãi chia lìa mãnh liệt, nhất thời biển tình cứng ngắc, tâm tình cũng cảm thấy bế tắc lo lắng. Rõ ràng đâu có không thương, nhưng là cô lại đuổi theo chính mình trầm mê. Đầu tiên là một cái ôm, một cái hôn, sau đó là một hồi kinh thiên động địa hoàn ái. Một khoảng thời gian chân thật, vừa khổ vừa cười, lúc đi hưởng tuần trăng mật. Còn có càng nhiều, càng nhiều những đoạn thời gian hai người sống chung. Trong lòng của cô không nên, lại một lần nữa ngầm đồng ý chính mình hướng tuyệt cảnh, không có lối thoát mà đi đến. Đúng vậy đấy, cô thật sự vui vẻ, cùng anh ở chung hết thảy luôn làm cho cảm xúc của cô lúc nào cũng giống như hải triều mênh mông. Cô bất đắc dĩ vành váo, cho nên xem nhẹ kỳ hạn một tháng, có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Chờ đến khi cô bừng tỉnh lại, lúc này mới phát hiện chính mình đã không thể tự kiềm chế được yêu thương. Yêu thương người đàn ông hàn quang lỗi này. Như là buổi sáng ngày hôm nay, bởi vì nghĩ lại, đến anh sắp rời đi, cô đứng ở trong phòng tắm, đứng trước bồn rửa tay mà khóc nức nở, cuối cùng lại biến thành một hồi khóc lớn. Làm cho trước khi đi làm, cô không thể không dành nhiều thời gian để lấy lại bình tĩnh. Hơn nữa, sau khi cô rửa mặt chải đầu rời phòng, trên bàn cơm, nhìn thấy có vẻ như quang lỗi, vì cô mà để lại bữa sáng. Cô nhìn thấy món trứng trần nước sôi trên bàn, lập tức không biết vì sao lại muốn khóc. Lòng đỏ trứng vàng óng, thật giống như là cảm tình của cô. Vừa nhấc đĩa lên, lại vô tình làm đổ nước nhuộm đẫm nguyên cả lòng trứng, bao gồm là toàn bộ bàn ăn, trở tay cũng không kịp, hoàn toàn không còn lại chút gì. Cô sao lại vô dụng đến vậy? Bị từng giọt từng giọt thấm đấy, cô lừa gạt chính bản thân mình, chỉ là sắm vai. Thế nhưng trên thực tế, cô rõ ràng rất hiểu. kia không chỉ là sắm vai, đó là tình cảm chân thật của cô, tình cảm rất chân thật. Cô đau đớn nhắm mắt lại, sự chua xót dâng lên càng không ngăn được nước mắt, sợ hãi chính mình sẽ cố chấp. Cô mẫn cớ có việc gấp phải đi để có thể lấy thêm phụ kiện trang trí thêm áo cưới của Trương Tiểu Phàm, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của chính mình. Một lúc sau trong phòng thử đồ, cô có vẻ đã bình tĩnh hơn rất nhiều. "Vòng eo thế này cảm thấy thế nào?" Ánh mắt của Trương Tiểu Phàm lẫm lẫm nhìn chằm chằm vào gương, thế nhưng cô không phải nhìn chính mình mà chính là nhìn Thương Hải Tình. Bỗng nhiên cô xoay người lại, hai tay đặt lên vai của Thương Hải Tình. "Hải Tình à, cô nên dũng cảm một chút đi, cho phép chính mình lại chủ động một chút, có một chút hành động tranh đoạt, tranh đoạt lấy thứ hạnh phúc thuộc về mình ấy, cô không thể cứ chờ đợi như vậy được." "Tiểu, Tiểu Phạm." Thương Hải Tình kinh ngạc và nhìn Tiểu Phạm. Trường tiểu phàm xem xét liếc mắt cô một cái Chợt buông cô ra khẽ bước đi Lên tiếng khuyên bảo cô Cô không nên cân nhắc quá nhiều Bởi vì từ bỏ là cả đời hối hận Nói xong Lại thành cô gái chờ mong hồn lễ mơ ước của chính mình Cô nhật tình soi gương Hừng phấn lại nhài Thường hải tình khẽ thót tim Vì câu nói của tiểu phàm Có thể chứ Cô có thể tranh giành sao nếu lỡ bởi vì hành động của cô mà làm kết thúc hết thảy cô có thể chấp nhận hay sao hạnh phúc của tiểu phàm là dựa vào hành động của bản thân thế nhưng cô xem nhẹ một vấn đề có loại hạnh phúc có thể đấu tranh nhưng cũng có thứ hạnh phúc muốn tranh cũng tranh không được thậm chí nếu như chạm vào sẽ vỡ vụn hạnh phúc của cô chính là thuộc lại sau cô đã muốn dung túng chính mình lâu lắm lâu lắm rồi không nên tùy hứng như vậy cho nên cô quyết tâm kỳ hạn hôn nhân kết thúc cô sẽ chủ động bày ra bộ dạng đẹp đẽ nhất mê hoặc anh bao gồm tình cảm trong lòng của cô nữa phải có được quyết tâm này cũng không hề dễ dàng so với lấy dao cắt chính mình còn đau hơn thế nhưng là ít nhất có thể giữ lại một đoạn ký ức tươi đẹp nếu như lòng của cô chấp nhất sợ đau lao đầu vào cuộc tình không thuộc về mình như vậy sau này gặp nhau chẳng phải sẽ càng đau đớn hơn sao Nghĩ đến ngược lại, không nén được đau xót, khả năng vinh viễn cũng không thể hợp lại. Cô xoay người một cái, người chủ động rơi vào hoàn cảnh bị động, bị kiềm chế dưới thân hình mạnh mẽ của anh. Là em đã dùng nụ hôn đánh thức còn dã thú ngủ say. Bây giờ nên làm gì mới tốt đây? Ánh mắt của anh sâu xa nhìn cô. Anh muốn sao thì cứ như vậy đi. Thái độ của cô tràn ngập khiêu khích kéo lê thân hình mệt mỏi về nhà ngủ ngày mai 6 giờ máy bay cất cánh rạng sáng phải xuất phát chuẩn bị một đêm cuối cùng này vẫn là không thể có cơ hội nói một câu nghĩ đến chính mình có thể ngủ ngay khi mà giờ tắm rửa xong đi vào chiếc giường đôi tinh thần cũng tốt hơn thường hải tình quỳ gối ngồi ở vị trí mà cô thường nằm kinh ngạc ngóng nhìn khuôn mặt đang ngủ kia nhã nhặn cùng với nam tính vẻ mặt thoải mái lại tuấn tú Gương mặt tuấn tú này, thần thái tự tin tỏa sáng kia, chính là bộ dạng xuất sắc trong mắt của cô. Cô quyến luyến mà ngắm nhìn. Anh hô hấp vững vàng, ngực cũng hơi hơi tác động. Chỉ là nhìn như vậy, tâm đền cảm thấy đau. Làm sao có thể nghĩ đến bọn họ, mỗi người sẽ đi mỗi ngả. Có thể là một lần nữa hôn môi của anh sao? Cảm thụ sự ấm áp của anh. Ngón tay khẽ vuốt từng đường nét trên khuôn mặt anh, khẽ chạm vào bờ môi mị hoặc giống như là điều khác vậy. Một cỗ xúc động nảy lên Cô dùng hai tay ôm chặt lấy mặt anh Khoảnh khắc này cô như dùng trọn tình yêu thương Ở trong lòng Dâng lên anh một nụ hôn chúc phúc Ừm uhm. Người đang ngủ say kia khẽ giật mình Ánh mắt cũng mở mịt mờ to Ý thức được chính mình làm cái gì Thượng Hải tình hoàng sợ Người đã bị cô đánh thức Làm sao bây giờ đây Em đánh lén anh Thản nhiên nở nụ cười Giọng nói cũng mang theo nồng đậm buồn ngủ của anh mang một ý trêu chọc. Nhìn đến vẻ mặt quen thuộc này, Thương Hải Tình lại càng thêm quyến luyến không tha, trong lòng cũng thề lương bất an, làm cho cô thầm muốn ôm lấy anh chặt hơn nữa, hôn môi của anh. Đúng vậy đấy, là em đánh lén anh. Dứt lời, cô lại lần nữa ôm lấy mặt của anh, thật sâu mà hôn. Hương thơm sau khi tắm rửa, thân hình mềm mại, chuyển miên hôn, làm cho vẻ đẹp say lòng người toàn bộ hiện ra. Cơn buồn ngủ của Hàn Quang Lỗi cũng nhất thời bị đánh tan. Ánh mắt của anh tối sầm lại, khát vọng cũng là thức tỉnh. Xoay người một cái, người chủ động rơi vào hoàn cảnh bị đồng, bị kiềm chế dưới thân hình mạnh mẽ của anh. Là em đã dùng độ hồn đánh thức còn giã thố đang ngủ say. Bây giờ nên làm gì mới tốt đây? Ánh mắt của anh sâu xa nhìn cô. Anh muốn sao thì cứ vậy đi. Thái độ của cô tràn ngập khiêu khích. Anh lại nhào mắt Em không sợ anh ép buộc em Nói không chừng lần này là Em sẽ trừng phạt anh Anh khẽ nhíu mày Anh đây chỉ có thể nói Anh thích cái loại trừng phạt này Thổ lộ kinh hỉ Chợt anh cúi đầu hôn lên môi cô Chiếc lưỡi ẩm ướt nóng bỏng Không ngừng quấn quýt đầu lưỡi của cô Hai tay nhanh chóng Cởi bỏ nút thắt trên chiếc áo ngủ Thần hình trắng nón mê người Đầy khát vọng được phô bày trước mắt. Thần hình thiếu nữ dưới ánh trăng tràn ngập ánh sáng thần bí. Ánh mắt của Hàn Quang Lỗi gắt gao, ngóng nhìn. Không thể tin sự xinh đẹp như vậy. Bộ ngực căng tròn đầy mê hoặc, những đường cong quyến rũ của vòng eo, hình ảnh hấp dẫn đầy thần bí rụ rỗ. Anh cảm giác được ít hầu của chính mình khổ rát, hồ hấp dồn dập. Anh chưa từng nói với em, em thật sự rất đẹp luôn dễ dàng đánh tan sự chú ý của người đàn ông. Thanh âm của anh khàn khàn, cô khẽ nhăn chán, ánh mắt yếu đuối lảng tránh cái nhìn chăm chú mãnh liệt của anh, không vội mà che lấp chính mình, bởi vì hy vọng bộ dạng của chính mình có thể hoàn toàn khắc sâu vào trong anh, như là sự phản xạ vô ý thức của cánh tay cô lại tiết lộ sự khẩn trương. Bàn tay to như là mang lửa, theo chiếc cảm nhọn của cô một đường nhẹ nhàng đi xuống lướt nhẹ qua bờ ngực phập phồng mồn trớn lấy phần thắt lưng của cô lướt qua cặp giò thon dài mịn màng tùy ý mà trêu chọc tùy ý mà khẽ hôn tất cả đều làm cho cô như đang ở trong lò lửa giống như đang bị tra tấn vậy bờ mi khép hờ đối với sự cố ý trêu chọc của anh khẩn trương xen lẫn trở mong hồ hấp dồn dập thân thể mẫn cảm khó có thể nhẫn nại thốt ra một tiếng ưng lại như là một tiếng chuông mở màn cho một khúc nhạc tuyệt vời đầy mê hoặc, ủng hộ cho Hàn Quang Lỗi. Điều này có ý nghĩa vạch trần mở một màn đêm, kịch liệt nóng bỏng. Khi nào thì cô sẽ mê luyến được người đàn ông này, hôn thật sự say mê. Khi nào thì cô đã mê luyến cùng với người đàn ông này, không thể tự kiềm chế được. Là cô tỉnh ngộ quá muộn rồi, là cô đối với chính mình rất có nắm chắc, đợi cho vô lực quay lại, tức khắc rứt ra, chỉ sợ cũng chỉ còn lại thể xác thôi. Một người đàn ông không thể yêu, cô lại cố tình đi yêu. Nếu như là trời sinh phản cốt, cũng nên có cái hạn chế chứ. Thế nhưng bây giờ thì cũng quá muộn rồi. Ngày mai qua đi, cô sẽ đem từng khoảng thời gian tươi đẹp, tích góp từng chút mà nhớ lại. Một ngày sau, một mình sẽ cùng thưởng thức. Anh động thân tiến vào, giá man yêu cầu cô. Cái kia ngọt ngào lại tàn khốc đánh thật sâu, chọc cho cô thở gấp. Một đêm cuối cùng, cô phải nhớ chính mình từng cảm nhận được khoảnh khắc yêu điên cuồng này. Thân thể thân mật giao truyền, mồ hôi tỏa ra. Không còn có nhớ được ai là người đầu tiên rơi vào mộng ảo của hoàn ái. Ngày hôm sau tỉnh lại, đối mặt chính là biệt ly. Anh bá đảo muốn cô đưa tiễn. Khi mà sắc trời vừa chạng vàng, cô cố gắng chống đỡ, nghiêm mặt mà tươi cười. Hy vọng có thể bày ra thần thái mà anh yêu thích nhất, đưa anh rời đi thân ảnh to lớn mặc âu phục mang theo hành lý trong tay cánh tay lôi kéo cô muốn cô tiến anh em không có chuyện gì nói với anh sao hàn quang nỗi bất mãn mà nói em buồn ngủ quá cô cố ý định gây sự mày rậm vừa nhíu lại người phụ nữ không lương tâm anh không cam lòng bàn thay theo áo của cô nham nháp nắm lấy bầu ngực mềm mại của cô cảm thụ nhịp đập quả tim của cô không ngừng nhảy lên theo quy luật chỉ vì chứng minh cô không phải thật sự vô tâm chỉ là bị đụng chạm như vậy thương hải tình liền cảm giác các mạch máu như ngừng lại người của cô cơ hồ là cứng lại toàn thân nóng lên anh ác ý gây xích mích trên đỉnh hoa mẫn cảm của cô làm cho cô không nhịn được mà nhắm mắt cắn môi em chán ghét anh sao trong ánh mắt của anh lộ ra một tia khẩn cầu không không chán ghét. Cô không thể nói chính mình là thương anh, nhiều đến nỗi thống khổ. Anh chờ thở ra thả lòng hơi thở. Bọn họ đều lựa chọn vấn đề an toàn nhất, câu trả lời an toàn nhất, có lý trí nhất. Anh kìm lòng không lại, chiếm lĩnh đôi môi của cô. Cho đến khi bọn họ đều thở không nổi mới buông nhau ra. Anh hôn lên chán của cô. Anh sẽ gọi điện thoại cho em. Không. Cô mở miệng muốn cửa tuyệt Cô sợ cái tình cảm dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng Làm cho anh bất mãn sâu sắc Nhìn cô ngăn cản mà nói tiếp Cô thay đổi cách nói Tránh cho anh tức giận Em sợ là công việc của em bận rộn Sẽ không nhận được điện thoại thôi Không quan hệ Anh sẽ nhắn lại Em nhất định phải nhớ nghe rõ À Thanh âm của cô xuất hiện một tia nghẹn ngào Làm cho cô không thể không cố gắng khắc chế tâm tư của chính mình cố ý dùng vấn đề để rời đi lực chú ý của anh. Em có thể đi đến câu lạc bộ uống một chút rượu không? Quả nhiên, anh đã bộc lộ sự ghen tuông. Đương nhiên là không được, không được chọc vào não anh. Nếu không anh lập tức sẽ đáp máy bay trở về trừng phạt em một chút đấy. Anh đe dọa chọc cho cô nở nụ cười. Tay của anh vẫn còn đặt trên ngực của cô, yêu thích mà không muốn buông khỏi sự mềm mại đó. Hồi lâu mới luyến tiếc mà buông tay. Biểu tình của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc Thật cẩn thận mà buộc lại Nút thắt trên áo của cô Bộ dạng kia giống như là biểu thị công khai Không cho phép người khác nhìn thấy da thịt của cô Làm cho cô không tự giác mà ngừng thở Phải tự biết chiếu cố mình biết không Vâng Cô cố nén chua xót Lại vẫn là thất bại trong găng tất Mà đỏ hốc mắt Anh lại khẽ vuốt tóc của cô Đồ ngốc à chỉ là đi công tác một tuần thôi Em sợ anh sẽ yêu thương các cô gái châu Âu Anh cười thản nhiên Sau đó lại đối với cô tiến hành một kế hoạch biểu thị công khai Chờ anh trở lại nhất định phải chờ anh trở lại nha Cho dù có là đau xót anh vẫn là phải đi Mở cửa gấp gáp Thương Hải Tình chạy nhanh ra đường Ánh mắt gắt gao ngóng nhìn về phía mặt đường Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc chạy đã xa dần hòa nhập vào ánh sáng mờ ảo lúc rạng sáng. Nước mắt của cô rốt cuộc không thể ngăn lại mà tuôn trào. Tạm biệt, một tháng hôn nhân. Tạm biệt, tạm biệt người đàn ông tôi yêu lại không thể yêu. Tại sân bay Frankfurt của Đức, Hàn Quang Lỗi lần thứ 8 bấm dãy số quen thuộc. Anh không tự giác nhíu mày, trong mắt có một tia thất vọng. Chờ đã hồi lâu, điện thoại vẫn không có ai tiếp. Một tuần, anh đều không nghe được giọng nói mà anh nhớ mong nhất. Cuộc sống nước ngoài vốn là khó khăn trở ngại khiến cho người ta cơ hồ phát cuồng. Cuối cùng thì cũng kết thúc rồi. Nếu không, anh sẽ vì nhớ cô mà phát điên. Lúc này điện thoại truyền qua chế độ hộp thư thoại. Anh cao giọng nói. Em dám không bắt máy hả? Dám hàm mê công việc không để ý đến anh. Lại còn dám quên anh. Anh sắp trở về. Chờ anh về đến nhà. Em tốt nhất là ngoan ngoãn ở nhà chờ bằng không anh thật sự sẽ trừng phạt em đấy tắt máy anh ê ê trong miệng trong lòng giận chó đánh mèo tức giận công ty là hành động không thật sự là chậm chạp một ly cà phê đưa tới trước mặt của anh tổng tài lần này đi công tác có phải chưa xin phép hàn quang lỗi đi công tác một tuần cùng đi với anh là một tổng kỹ sư Cùng đi với anh là một tổng kỹ sư được anh bố trí công tác ở nước ngoài, phụ trách đi theo anh giám sát các chi nhánh của công ty khoa học kỹ thuật. Đối với các hành vi cứ ngồi một lúc lại không kiểm chế được mà gọi điện thoại của anh, anh ta cảm thấy không biết nên nói thế nào. Đều có. Vị tổng sư này lần này đặc biệt quay về là vì muốn cùng với vị hôn thê cử thành hôn lễ. Không có biện pháp, bắt người ta chờ đợi nhiều năm như vậy lại không chịu kết hôn nhạc phụ nhạc mẫu cũng đã tức giận đến nỗi không chỉ là một lần lên tiếng thúc giục lần này mà không nhanh chóng hoàn thành chuyện hôn sự chỉ sợ vị hôn thê sẽ biến thành vợ của người khác tôi không nghĩ tới tổng tài sau khi kết hôn so với người đàn ông khác lại còn có chuyên tình điều này cùng với việc kết hôn không có quan hệ là tôi vốn dĩ chuyên tình đúng không chỉ là thực chuyên tình lại còn thực hào phóng chiếc nhẫn kim cương to lớn lộng lẫy kia đừng nói là phụ nữ nhìn vào đã động lòng ngay cả một người đàn ông như tôi đây cũng là muốn gả cho anh Dễ chứ tôi đối với đàn ông không có hứng thú cậu cút xa một chút đi mà cảnh cáo cậu kết hôn xong không có việc gì thì liền sớm trở về đi làm không cần phải ở nhà à tổng tài anh chính mình là người từng trải còn áp bức nhân viên như vậy sao thật sự là không có đạo đức nha Tôi chỉ là muốn giúp cậu kiếm được một chút tiền thôi. Có thể mua một chiếc nhẫn kim cương thật lớn để tặng cho vợ cậu. Tôi nghĩ là vợ cậu khẳng định sẽ vô cùng cảm động và ghi nhớ sự chú đáo chân thành của tôi. Tổng kỹ sư phi thường không cho là đúng nhìn đồng hồ. Trở lại Đài Loan chỉ sợ đã khuya. Không quan hệ, có thể bình an trở lại Đài Loan là tốt rồi. Gì chứ, có cần phải khoa trương đến vậy không? Nửa đêm đừng nói là một đóa hoa hồng, một gốc cây nhỏ đều sẽ không tìm được đâu À cũng được Cậu không nói thì tôi cũng quên Lập tức kêu thư ký Giúp tôi chuẩn bị hoa đi Hàn quang nỗi này Là phải hành động tiêu chuẩn Lập tức gọi điện thoại đến công ty Ra lệnh cho thư ký Nghĩ đến sắp cùng với cô gặp mặt Trên khuôn mặt lạnh lùng của anh Không bao giờ lưu tình Khi mà đối mặt với công việc thế nhường lộ ra một chút ngọt ngào tươi cười Trước khi kết hôn anh không có cầu hôn liền đã cưới cô hại cô so với người khác thiếu đi một phần kinh hỉ rung động lớp này đây anh muốn đối tốt hướng cô cầu hôn hơn nữa mong muốn cô can tâm tình nguyện lại một lần nữa cùng anh ký tên hiệp ước một hiệp ước cả đời người kỳ hạn sẽ không phải là một tháng mà chính là cả một đời trên đường trở về nhà tràn ngập chờ mong di động trên bàn lại truyền đến mãnh liệt chấn động Thường Hải Tình nắm chặt cây bút trên tay mới có thể khắc chế chính mình, không bay tới mà tiếp điện thoại. Một tuần, một tuần này cô giống như cái xác không hồn, cơ hồ làm cho cô chịu đựng khổ không nói nổi. Ngày đó sáng sớm, Quang Lỗi chân vừa bước rời khỏi Đài Loan, cô không nói hai lời, liền lập tức đóng gói hành lý, hỏa tốc mà chuyển khỏi căn nhà hai người chung sống một tháng nay. Tháo chức nhẫn kết hôn xuống trả lại cho anh, muốn làm mọi việc trở về như cũ, thế nhưng động tác này lại làm cho nước mắt của cô không tự chủ được mà tuôn trào như nước cô không biết xấu hổ lại tham lam đều đã xong rồi còn như vậy chết không chịu buông tay cô thật sự thống hận chính mình như vậy thật vất vả đèn nhẫn đặt ở trên đầu giường cô mới mang theo tấm thân thể rời rã tập tễnh mà rời đi quang lỗi mỗi ngày đều gọi điện thoại hơn nữa là liên tục gọi điện thoại của cô cách một đoạn thời gian lại vang lên cô ngay cả xem cũng không xem chỉ biết là anh thực xin lỗi em không thể nghe em không bao giờ có thể nghe điện thoại của anh nữa quan hệ hôn nhân một tháng đã kết thúc rồi em không bao giờ có thể nghe điện thoại của anh không cho chính mình có cơ hội mềm lòng mặc kệ hàn quang nỗi có gọi bao nhiêu lần cô cũng không bắt máy chỉ sợ rằng khi nghe được giọng nói của anh tình cảm đau khổ trong lòng thật vất vả lắm mới có thể đè nén được lập tức sẽ bùng nổ mà thoát ra. Vì quên đi, mỗi ngày cô đều làm cho chính mình bận rộn không chịu nổi. Mặc dù đã tan tầm, cô vẫn là ở tại văn phòng. Quét tước cũng tốt, vẽ cũng tốt, tóm lại chính là ngồi một chỗ không để cho cô có thời gian tưởng niệm. Cô tiểu thủy mới chỉ một tuần ngắn ngủi, khí sắc tươi tỉnh nở nang khi tân hôn rất nhanh đã héo rũ, làm cho người khác trêu cô bởi vì nhớ nhung ông xã chỉ có tự mình cô biết bản thân của mình đau đớn như thế nào. Thường hải tình đuổi theo, nhìn thân ảnh nhập vào đám người. Đau thương đã không thể nói thành lời. Người đàn ông đi rồi, cô không biết mình đã ngồi trong văn phòng bao lâu. Tâm tình thật lâu không thể bình phục được. Trong công ty áo cưới, mọi người đều tan tầm, chỉ còn lại có mỗi mình cô. Cô ôm lấy mặt của mình lên tiếng khóc lớn. Cốc, cốc. Lúc này trên cửa kính văn phòng một cái búng tay của lực tử quyên Đã khiến cho cô chú ý Chuyện gì Cô lộ ra nụ cười Cố gắng không cho cảm xúc của chính mình Ảnh hưởng đến công việc của mọi người Bên ngoài có một người đàn ông lạ muốn tìm cậu Người đàn ông lạ sao Có nói hắn là ai hay không Lực tử quyên lắc đầu Thoạt nhìn Tiểu tụy và chật vật Trạng thái tinh thần không được tốt cho lắm Hắn nói là Hắn đem theo một lá thư cảm ơn có để tên của cậu hải tình muốn hay không trước báo nguy không sao đâu mình sẽ đi ra ngoài xem nếu có gì không thích hợp sẽ báo nguy đúng rồi trong tiệm còn có nhiều khách hàng chỉ còn lại có một người ở trong phòng hóa trang chuẩn bị theo ra ngoài chụp ảnh gật gật đầu ừ vậy là tốt rồi thương hải tình sửa sang lại trang phục của chính mình rời khỏi văn phòng ngay trong đại sảnh là một người đàn ông cao gầy đang đứng thẳng, vốn dĩ khuôn mặt nên tuấn tú, bởi vì mọc dâu mà có vẻ chật vật. Trong ánh mắt của hắn, cô rõ ràng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng, đau thương. Sẽ là ai chứ? Xin chào, tôi là Thương Hải Tinh, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì sao? Xin chào, tôi có lỗi, tôi như vậy lại mạo muội đến gặp cô. Người đàn ông cố gắng duy trì lễ phép cơ bản mà hạ thấp người, giọng nói khó khăn lắm mới nói ra được vài chữ thành âm khan khan có muốn hay không ngồi uống một chén trà chúng ta chậm rãi nói chuyện không không cần đâu tôi chỉ đến đưa một phòng thư cho cô thôi người đàn ông đó vội vàng đưa cánh tay đang nắm phòng thư màu trắng kia cho cô cảm ơn tôi là vị hôn phu của trương tiểu phàm vô cùng cảm tạ cô đã giúp cô ấy thiết kế áo cưới xinh đẹp như vậy thật đáng tiếc Tiểu Phạm đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn Không có cách nào kết hôn cùng tôi Trương Tiểu Phạm Tìm tới Trương Hải Tình Tự mình thay cô thiết kế áo cưới Có ngọt ngào tươi cười Đối với tình yêu Là một cô gái đơn thuần ngốc nghếch Lại thập phần dũng cảm Một cỗ bất an run sợ Dâng lên trong lòng của Thương Hải Tình Cô trừng lớn mắt Tiểu Phạm làm sao vậy Phát sinh chuyện gì sao Hắn bi thống, đem mặt vùi vào lòng bàn tay, rốt cục nhịn không được mà nghẹn ngào thấp giọng. Tai nạn xe cổ, cô ấy gặp tai nạn xe cổ đã chết rồi. Trời ơi, tại sao có thể như vậy? Thường Hải Tình bịt miệng của mình, không thể tin được chuyện tàn nhẫn như vậy có thể xảy ra với người con gái sắp tiến vào lễ đường. Chiều hôm đó, cô ấy mới lấy được lễ phục, bởi vì thay tôi chọn lựa calavat cô ấy đi ra cửa kết quả bị một chiếc xe nhỏ quay đầu đụng phải chưa kịp đưa đến bệnh viện cô ấy đã ra đi thường hải tình nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống nhân viên công ty áo cưới ở một bên nghe thấy được cuộc đối thoại mọi người đều đỏ hốc mắt là tôi đã để cho cô ấy phải chịu nhiều thiệt thòi một lần làm cho cô ấy phải trả giá vì tôi nghĩ đến khi kết hôn có thể là quan tâm chăm sóc cô ấy để bù lại. Lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh ra loại chuyện này. Người đàn ông gạt đi nước mắt, cố gắng kiên định ngẩng đầu. Vô cùng cảm ơn cô. Tuy rằng lễ phục xinh đẹp như vậy, tiểu phàm không có cơ hội mặc vào. Thế nhưng là cô đã cho cô ấy một hy vọng tốt đẹp. Thật sự cảm ơn cô. Sau khi hỏa táng, tôi sẽ mang theo cho cốt của cô ấy quay về New York lúc sửa sang lại đồ đạc cô tiểu phàm thấy được phòng thư cô ấy viết cho cô cho nên tôi đưa lại đây cảm ơn cô rất nhiều sau khi hoàn thành tâm nguyện của vị hôn thê hắn xoay người cáo từ trường hải tình đuổi theo nhìn thân ảnh nhập vào đám người đau thương là không thể nói thành lời người đàn ông đó đi rồi cô không biết mình đã ngồi trong văn phòng bao lâu tâm tình thật lâu không thể bình phục trong công ty áo cưới mọi người đều tan tầm chỉ còn lại có một mình cô cô ôm lấy mặt mình lên tiếng khóc lớn đều là cô đều là cô đã phá hủy hạnh phúc của tiểu phàm ngày đó khi tiểu phàm đến thử mặc áo cưới đầu óc của cô đều nghĩ lung tung về hàn quang lỗi là cô khi làm việc lại có ý xấu đến việc chia lìa phá hủy hạnh phúc của tiểu phàm tiểu phàm dũng cảm như vậy cố gắng như vậy vì chủ động nắm bắt tình yêu của chính mình chịu bao nhiêu đau khổ cũng cắn răng kiên trì. Nhưng là một hồi tai nạn xe cổ đã dập nát hạnh phúc sắp tới tay của cô ấy. Thật sự là khiến cho người ta làm sao chịu nổi. Đều là do cô, đèn bất hạnh của chính mình nhuộm đẫm lên tiểu phàm. Đều là do cô cả. Thượng Hải Tỉnh run rẩy cầm lấy phong thư của Trương Tiểu Phạm viết, chậm rãi rút ra. Phía trên bề mặt là phần lụa trắng có hình lập thể chìm. Cô cười khẽ không nói nên lời Tựa như Trương Tiểu Phàm ngẫu nhiên lơ đắng Toát ra thiên chân Làm cho người ta thích vậy Mở ra phong thư Nét chữ xinh đẹp tràn ngập trang giấy Hải tình à Tôi quả nhiên trời sinh Chính là có thần chuẩn trực giác Bởi vì chính là tôi biết Cô nhất định sẽ giúp tôi Thiết kế ra một chiếc váy cưới Xinh đẹp trong lòng tôi làm cho tôi có thể dùng bộ dạng xinh đẹp nhất, gả chồng xã, áo cưới phi thường xinh đẹp, tôi thích lắm. Cảm ơn cô. Làm cho tôi có thể trở thành cô dâu xinh đẹp lại hạnh phúc. Tôi là người đối với tình yêu có gan chủ động tranh đoạt. Có lẽ có những người sẽ không cho là đúng, nhưng là tôi, tôi chính là vậy đấy. Nhận định sẽ liều lĩnh đi tranh đoạt. Mình đầy thương tích cũng không quan tâm, bởi vì tôi biết. Nếu như không có tranh đoạt kịch liệt như vậy, tôi nhất định sẽ thương tiếc suốt cuộc đời này, chết cũng không thể nhắm mắt. Ngày đó tôi nói chuyện với cô, trực giác của tôi có thể cảm nhận được trong lòng của cô do dự không chừng. Tôi không biết cô với chồng của mình rõ ràng ở chung, nhưng là trong ánh mắt của cô rõ ràng có sự dãy rùa. Tôi xem thấy được cho nên tôi cảm thấy tôi hẳn là muốn cùng cô nói. Hai tình dũng cảm một chút lên cố gắng đi tranh đoạt những thứ chính mình muốn lại không sai đây không phải là bắt cô tranh đoạt của người mà là hy vọng cô không cần phải khiếp đảm hạnh phúc là ngay ở trước mắt vì sao lại không vươn tay đón nhận chẳng lẽ phải đợi hạnh phúc mất đi nhìn thấy chiếc lì vỡ nát mới muốn ảo não mà hối hận hay sao cô nên dũng cảm một chút cho phép chính mình lại xúc động một chút đi có một chút hành động tranh đoạt cô không thể chỉ là chờ đợi được. Cô không cần phải để ý tới cái nhìn của người đời, bởi vì từ bỏ là cả đời hối hận. Chúc phúc cho cô, chúc phúc cho chính tôi, chúng ta đều phải cùng nhau cố lên nha. Tiểu Phạm tự tay viết. Không cần để ý đến cái nhìn của người đời, bởi vì từ bỏ là cả đời hối hận. Lời nói của Trương Tiểu Phạm lần lượt tiến vào trong lòng của Thương Hải Tình. Lần lượt bức thư ra nước mắt của cô. Tiểu Phạm đưa tay bắt lấy, lại ở một khắc cuối cùng, hạnh phúc ở trước mắt rồi ngã xuống. Mà cô gái gì cũng không có làm, rõ ràng hạnh phúc lại hiện diện trước mắt, cô lại nhát gan, xô đẩy nó. Chẳng lẽ, thật sự phải chờ tới khi rời xa, cô mới muốn dùng cả đời để đi hối hận hay sao? Về sao trong thời điểm còn kịp, hảo hảo thay chính mình tranh đoạt một hồi? Cho dù là thất bại, ít nhất cũng có thể không oán không hối không phải sao chứ? Như là một cái cảnh tỉnh, trương tiểu phàm dùng sinh mệnh của cô ấy đánh tỉnh thương hải tình, cô không muốn chính mình bỏ qua, quyết định phấn khởi tranh thủ. lao đi nước mắt, cô nắm lấy chìa khóa nhanh chóng lái xe, hy vọng hết thảy vẫn còn kịp. lúc này xuống máy bay, hàn quang lỗi nhanh chóng lái xe về đài bắc tốc độ khẩn cấp kia cơ hồ làm cho anh chàng tổng kỹ sư bên cạnh cũng hoảng sợ. Tổng, tổng tài à, tôi còn chưa có kết hôn, anh không cần phải liều mạng diễn xuất như vậy được không? Gắt cao, bám lấy cạnh cửa thật chắc, hòng giữ lấy mạng của mình. Gì chứ, một chút tốc độ như vậy cũng không chịu nổi, vậy mà cũng là đàn ông sao? Tôi trải qua nhiều năm cô đơn, hiện tại tôi chỉ muốn cẩn thận, khiến cho cuộc sống sau này của tôi tốt hơn, hơn nữa anh đã kết hôn Tôi thì chưa Anh có thể thể nghiệm được giai đoạn trọng yếu của đời người Còn tôi thì chỉ mới sắp sửa vượt qua Cho nên anh làm ơn chậm một chút đi Tổng giám đốc phụ nhân Đã là người của anh Chạy cũng không thoát đâu Chúng ta có thể chạy chậm một chút cũng không sao Hàn Quang Lỗi mới không thèm để ý đến hắn Tự mình lái xe Đưa hắn một đoạn đường Cái tên nhân viên này còn muốn ở bên cạnh Mà niệm đông niệm tây Nếu như không phải tình thế bắt buộc anh sớm đã đem hắn đá xuống xe rồi Trở lại Đài Bắc Tiến cái tên nhát gan đó đi Lại còn chạy đến chỗ thư ký của anh để lấy đồ Cầm một bó hoa hồng nở rộ Hàn quảng lỗi khẩn cấp mà chạy về nhà Bước vào thang máy Lấy chìa khóa mở cửa Vào nhà đóng cửa Hết thảy đều như mây bay nước chảy Lưu loát sinh động Hoàn toàn phù hợp với sự tiêu sái của anh Anh khẩn cấp đẩy ra cửa phòng Muốn tìm kiếm cô gái nhỏ đáng yêu của mình trong không khí tràn ngập hơi lạnh Không có một chút độ ấm Khiến cho anh kinh sợ Trên giường ngay cả bóng người đều không có Thế nào cô vợ nhỏ của anh Luôn luôn nhớ nhung Bỗng nhiên anh phát hiện Tờ giấy cùng với nhẫn ở đầu giường Một trận sợ hãi đánh úp lại Anh nhanh chóng cầm lấy nhẫn Vô lấy tờ giấy xem Quảng lỗi Một tháng hôn nhân đã đến kỳ hạn rồi Cảm ơn anh đã quan tâm Tạm biệt Thường hải tình Lập tức, hàn quang nỗi tâm đều lạnh, đông lạnh thành băng, mảnh mông nhất thời cũng hóa thành vô lực cho tan. Anh lập tức mở tủ quần áo, trước mắt chấm giống, đem tia hy vọng cuối cùng mà anh chờ mong dẫm đạp xuống chân. Cô đã đi rồi, mở ra tờ giấy, để chức nhẫn qua bên cạnh. Ngay cả giáp mặt nói lời từ biệt cũng không chịu, liền thừa dịp thời điểm anh đi công tác, không nói một tiếng mà rời đi. Gắt gao nắm chặt thành quyền, sự phẫn nộ cùng với thất vọng, đồng thời chiếm cứ thân thể của anh. Hay cho một hải tình, hay cho một thương hải tình không tìm không phổi. Hoàn toàn bỏ qua sự chân thành của anh đối với cuộc hôn nhân này, coi thường sự sùng ái của anh, liều lĩnh thể hiện với cô, để qua một bên tình yêu của anh đối với cô nữa. Cô đem hàn quang lỗi anh trở thành cái gì? Một tên ngu ngốc, một tên không quan trọng một tên tùy thời đều có thể vứt bỏ như rác. Tâm thần đau đớn đến tê liệt, hàn quang lỗi điên cuồng quét ngang những đồ vật trong gian phòng. Hoa hồng trong tay, không chịu nổi sự tàn phá của anh. Đóa hoa tàn nát, chỉ để lại cảnh hoa trụi lùi, tựa như tim của anh lúc này chỉ còn lạnh như băng. Nhẫn kim cương trong lòng cũng không cách nào rút ra. chiếc nhẫn kết hôn trong tay lại kích thích anh anh phát cuồng giống dần ném đi chiếc nhẫn làm cho người ta đau lòng kia nắm tay hung hăng mà đánh mạnh vào tường thì ra là chỉ có một mình anh đa tâm thì ra cũng chỉ có một mình yêu thương nhắm mắt lại không muốn làm cho sự tổ tôn của anh nhục nhã hơn nữa khi mà thương hải tình đi vào trong phòng liền thấy cảnh tượng đau lòng trước mắt còn có một thân thể phẫn nộ tuyệt vọng quang lỗi Hàn Quang Lỗi tưởng mình đã nghe nhầm, đột nhiên quay đầu lại. Thương Hải Tình rõ ràng xuất hiện, anh chùa xót cười lạnh. Em còn trở về làm gì? Đến xem anh chật vật, đến xem anh thương tâm hay sao? Tất cả đều đã kết thúc rồi, không phải sao? Anh quay lưng bước đi, không để lời nói của mình có bao nhiêu ác liệt. Đi đi, vĩnh viễn rời khỏi nơi đây. Lệ tuôn trào, Cô liều lĩnh bước lên Từ phía sau ôm chặt lấy anh Hàn quang lỗi cả người chấn động Trừng mắt nhìn cánh tay đang gắt gao ôm lấy mình Thường xin lỗi Em thật sự không có cách nào có thể buông anh ra Em biết em không nên yêu thương anh Điều này hoàn toàn không phù hợp với hiệp ước tinh thần của chúng ta Nhưng là em lại vô tình yêu thương anh rồi Biết rõ anh đối với em là xuất phát từ sự duy trì quan hệ hôn nhân. Thế nhưng, em lại không có cách nào có thể khắc chế được chính mình. Em nghĩ, chỉ cần rời đi, em sẽ quên những ngày không có anh. Thế nhưng một tuần này, em bởi vì tưởng niệm mà thống khổ không chịu nổi. Em yêu anh, hẳn quang lỗi, em yêu anh. Em đã phạm quy định rồi, em vẫn muốn nói cho anh biết, em yêu anh. Thường hài tình kích động mà khóc. Lời nói bất ngờ của cô làm cho Hàn Quang Lỗi chấn động. Cô yêu anh, Hải Tình nói cô yêu thương anh. Một tâm trạng hừng phấn sáng lạng bỗng chốc lại ùa vào trong lòng. Xua tan đi cảm giác bất mát khi nãy. Nhẹ gỡ tay của cô, anh chậm rãi xoay người. Nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của cô, sự phẫn nộ tích tụ trong ngực của anh hoàn toàn tan rã. Cái cô gái đáng giận này làm cho anh tuyệt vọng đến tàn nát cõi lòng, lại làm cho anh như thấy được chi bảo kinh hỉ liền như thế nào cũng muốn hủ chết từng tế bào trong cơ thể anh mới bằng lòng buông tha cho anh sao em đúng là phụ nữ xấu xa lại thật hư không chịu nghe điện thoại của anh không nghe tin nhắn của anh anh cũng không phải muốn em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh sao em thật là làm cho người ta phẫn nộ muốn đánh em một chút anh trừng mắt nhìn cô ngón tay thô lỗ lau đi nước mắt trong lòng vẫn là căm giận bất bình không được khóc Nếu khóc là anh Cô dựa vào cái gì khóc chứ Quảng lỗi Anh có yêu em không Cô hỏi Cô ngu ngốc làm sao Cô là người mù hay sao chứ Không phát hiện ra tình yêu trong mắt của anh Mênh mông đều nhanh giống như muốn lửa cháy Lan ra đồng cỏ Thường hải tình Em xong đời Dám lần nữa đem anh chọc giận sao Đem cô ôm chặt vào trong lòng từng nụ hôn trừng phạt thô lỗ chiếm lĩnh cánh môi của cô hồ hấp của cô nữa gắt gào ôm lấy thân hình lảo đảo đánh tan sự thất vọng lúc nãy của anh hàn quảng lỗi kéo chăn đem đống hỗn độn tất cả đều hắt xuống giường đẩy ngã cô nhanh nhẹn dũng mãnh mà áp chế cô quảng lỗi cô cúi đầu gọi ánh mắt mê ly hai má ửng hồng ánh mắt của anh sắc bén nhìn lấy khuôn mặt mấy hôm nay anh điên cuồng nhớ nhung chậm rãi cúi đầu gắt gao cuốn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt nóng bỏng của cô hôn lên nỗi nhớ mỗi tuần giày vò này nụ hồn nóng bỏng nhiệt tình mà ôn nhu nhớ đến hành động đột ngột rời đi của cô nhất thời cũng hóa thành hùng hăng giữ lấy anh nhanh chóng cởi áo sơ mi của cô đoạt lấy thân hình xinh đẹp kiểu mị khiến cho cô biến thành nô lệ của tình yêu thuần thục dưới thân của anh lớp này đây dã thú thật sự đã bừng tỉnh Cô ôm lấy người đàn ông nhanh nhẹn dũng mãnh trên người mình, cảm thụ nhiệt độ cơ thể nóng cháy cùng với va chạm kịch liệt. Quảng lỗi, quảng lỗi. Cảm xúc dâng trào đưa cô vào thế giới quay cuồng. Cô thì thào gọi tên của người đàn ông, không ngừng. Đột nhiên, anh tràn ngập lược đạo mà gầm nhẹ, cường thế. Áp đi tiếng kêu sợ hãi của cô, dư vị giống như thủy triều không ngừng kích thích làm cho bọn họ không thể kiềm chế, phát ra thở dốc. Anh ôm cô nằm xuống bên người. Đột nhiên anh đứng dậy xuống giường rồi khỏi phòng. Quảng lỗi! Thường Hải Tình bất an nhìn bóng dáng anh rời đi. Giây lát anh trở lại. Cầm mực, đóng dấu cùng với trang giấy, vừa lấy ra từ hành lý. Cầm lấy ngón tay của cô, ấn mực, sau đó đóng dấu vào tờ giấy kia. Anh nhìn thấy trang giấy trong tay, lúc này mới nở ra nụ cười đầu tiên từ sau khi hai người gặp lại. Anh đang làm cái gì vậy?" Cô ngây ngốc hỏi. Anh đem ánh mắt thê lương nhìn cô. "Em làm cho kế hoạch tỉ mỉ của anh bị hủy rồi. Vì bồi thường tổn thất cho anh, anh quyết định cho em ký vào khế ước bán mình, làm cho em vĩnh viễn không thể xoay người." "Cái gì mà kế hoạch tỉ mỉ? Anh làm cho em ký cái gì mà bán mình?" Cô kinh hãi. Còn người đen mị hoặc lộ ra sự bất mãn. Anh mua một chiếc nhẫn kim cương muốn làm em vui. Kế hoạch ở buổi tối hôm nay một lần nữa hướng em cầu hôn. Bù lại lúc trước chúng ta quyết định qua loa. Ai biết em lại là người phụ nữ vô tâm như vậy. Tự nhiên thừa dịp anh đi công tác không ở nhà. Chỉnh diễn màn bỏ chạy khỏi nhà. Em có biết hay không? Nhìn thấy căn nhà trống trải sau khi em đi. Làm cho người ta tuyệt vọng bao nhiêu. Em có biết hay không Nửa đêm muốn mua bó hoa hồng này Khó khăn biết bao Kết quả người phụ nữ ngốc như em Thế nhưng đã hủy hết tất cả Cầm Đạp gió những quy định trong này đi Về sau ngoan ngoãn tuân thủ cho anh Tự biết mình đuối lý Cô sợ hãi tiếp nhận trang giấy anh đưa Ngày ngốc mà đọc Người lập khế ước Hàn quang lỗi Gọi tắt là bên A Thường hải tình Gọi tắt là bên B cuộc sống và công việc hôn nhân của hai người, song phương đồng ý tuân thủ những điều sau. Phạm là khi bắt đầu nói chuyện, bên B phải xưng hô với bên A là ông xã hoặc thân ái. Khi chấm dứt cuộc trò chuyện, thêm vào một câu em yêu anh. Bên B phải lấy bên A là trọng tâm của cuộc sống. Hơn nữa mỗi ngày, ở 7 giờ trước khi về nhà, phải để cho bên A ôm hôn môi. Bên B phải vô điều kiện chịu sự yêu chiều, che chở của bên A vĩnh viễn làm người vợ duy nhất trong cảm nhận của bên A. Vô luận tâm tình tốt hay xấu, bên B phải thẳng thắn chia sẻ với bên A, không được khóc, chỉ có thể cười to. Theo ánh mắt từng cái xem, thật vất vả mới ngừng lại nước mắt, thoáng chốc lại vận sức chờ phát động, không ngừng tuần trào khắp mặt. Anh thật sự hy vọng cô vĩnh viễn là người vợ duy nhất trong cảm nhận của anh sao? Anh thật sự thích nghe cô nói ba chữ kia. Kìa, cô có phải hay không có thể như vậy mà giải nghĩa? Anh cũng là yêu cô. Này, em có thể đọc kỹ hiệp ước tinh thần được không? Bên trong hiệp ước rõ ràng là không muốn trẻ em khóc. Hàn quang lỗi bị nước mắt của cô làm cho sợ tới mức có một chút không biết làm sao. Ngọt ngào liếc nhìn anh một cái. Còn không phải là anh trong người ta khóc sao? Không có đạo nghĩa. Chắc anh không có đạo nghĩa không biết là ai Anh nói còn chưa xong Môi đã bị cô chặn lại Hàn quang lỗi choáng váng Hành động đáng yêu của cô Làm cho anh nhất thời đã quên đi chính mình muốn nói gì Chỉ có thể Nhìn tới gương mặt xinh đẹp trước mắt Ông xã Em yêu anh Ánh mắt của cô ướt át trói mắt Yeah Những lời này quả nhiên làm cho Cả người của anh tinh thần hưng phấn Anh nhẹ nhàng hôn lên chán của cô dùng giọng nói tràn ngập hạnh phúc. Đồ ngốc, anh cũng yêu em. Mới chỉ có một tháng, quá ngắn, người ta muốn làm vợ anh cả đời cơ. Hàn quang lỗi mừng rỡ ôm lấy gương mặt của cô, khẩn cấp mà tặng cho cô một nụ hôn hứa hẹn. Ờ, đầu chỉ là cả đời, ai cũng không đổi ý. Thản nhiên cười đùa như đóa hoa, cô hướng anh vươn tay. Anh còn chưa có đưa nhẫn kết hôn Đưa nhẫn kết hôn cho em đây Lấy đến Em muốn anh một lần nữa thay em đeo vào Nhiệt độ đột nhiên lạnh Hàn quang nỗi biểu tình cứng đờ Xong rồi Mới vừa rồi dưới cơn thịnh nộ Sớm không biết đã đem nhẫn mà ném tới nơi nào Căn phòng trước mắt Có thể so sánh với bãi chiến trường Cái này anh phải bắt đầu tìm từ đâu À Cái kia anh có mua một viên kim cương rất lớn Lại siêu cấp lóe sáng Em đợi chút Anh sẽ lập tức đưa cho em Lời nói của anh có một chút trột giả Lại mang theo hàm xúc Lấy lòng định nọt Cô khẽ nhào mắt Mới không cần cái gì đại kim cương Em chỉ muốn chiếc nhẫn kết hôn của chúng ta thôi Tựa như trên thế giới rộng lớn Có biết bao nhiêu người đàn ông vĩ đại Cô chỉ cần một mình anh thôi Cô đau khổ bức cầu anh kế tiếp là bại lui. Rốt cục, anh cũng giận. Dễ chứ, em muốn anh hiện tại đi nơi nào để tìm. Anh vừa rồi tức giận, đã không muốn mà ném nó, ném tới góc nào rồi. Như thế nào có thể tìm ra? Gì chứ, anh dám ném nhận kết hôn của chúng ta. Cô không thể tin mà trừng lớn ánh mắt. Đáng giận, hàn quang lỗi, anh làm sao có thể làm như vậy? đó là nhẫn kết hôn ý nghĩa phi phạm. Em mặc kệ, mặc kệ. Anh lập tức tìm ra cho em. Bằng không, em lập tức đi. Cô tức giận mà uy hiếp. Đi, đều đi qua một lần còn chưa đủ sao. Hiện tại cô lại còn muốn đi. Chiếc miệng kia vừa nói không ngừng là em yêu anh. Chẳng lẽ chỉ là thuận miệng nói cho vui. Nói những lời giả dối để lừa gạt người đàn ông ngây thơ như anh. Anh nổi giận nghiến răng nghiến lời em dám chạy đấy người em liền xong đời có cái gì không dám chứ ai kêu anh ném nhẫn kết hôn của em anh tức giận đã đánh mất chiếc nhẫn kết hôn trọng yếu cô không cảm làm yếu thế cường ngạnh mà biểu đạt lập trường thường hại tình em sao có thể trở mặt như vậy em cho là em đã ký vào khế ước bán mình anh còn có khả năng buôn tay hay sao đừng nói em hiện tại đi không được Em ngày mai cũng được mơ tưởng có thể bước xuống chiếc giường này. Còn muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Dứt lời, dã thú lần nữa lại ở trên thân. Hàn quang lỗi thú tính áp chế. Thường hải tình chuẩn bị dùng cả một đêm đem cô hoàn toàn ăn sạch. Một ngày là một người phụ nữ của hàn quang lỗi anh. Cả đời đều sẽ là người phụ nữ của anh. Anh sẽ không buông tay. Thường hải tình vĩnh viễn đừng có mơ tưởng đi. Hàn quang lỗi Cô dãy rùa Kêu ông xã đi Anh ra lệnh Đáng giận em chán ghét anh Người đàn ông này Sao có thể đối xử với cô như vậy Anh rõ ràng biết Cô đối với anh là hết thầy Luôn là thúc thủ vô sách Ngoan Là em yêu anh Nói mau À Môi của cô bị ngăn chặn Được rồi tội cô tối nay nói sau hiện tại khiến cho anh hào hào hôn cô hào hào là bổ khuyết chỗ trống một tuần nay nào có bà xã chỉ là một tháng chứ thật sự là quá ngắn ngủi đi ít nhất cũng phải là cả đời mới đủ cái này một đêm hai người thân mật ngọt ngào nỉ non nói đến nắng chiếu rực rỡ nói đến khi hai người đều cân bì kiệt sức hai tay ôm lại thủy chung không có buông ra bởi vì bọn họ cũng đều biết đây chính là hạnh phúc của chính mình hạnh phúc ngay tại trước mặt mỗi người đều phải càng dũng cảm để nắm bắt trăm ngàn lần không cần để ý đến người đời chỉ cần không có vi phạm đạo đức bởi vì bỏ chính là cả đời hối hận bọn họ đều bắt được hạnh phúc của chính mình vậy còn bạn thì sao các bạn thân mến vậy là câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi một câu chuyện quá đỗi ngọt ngào phải không? Các bạn hãy bình luận cảm xúc của mình ngay sau dưới đây nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Nếu yêu thích, hãy nhớ ấn like, ủng hộ, ấn share, chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên subscribe kênh truyện HBT Channel để nhận những chuyện mới và hay của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.